Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 981, tiếp theo miểu sát. Diệt Thiên Minh giao đấu trong tràng trong nháy mắt an tĩnh lại. Nguyên bản hứng hờ Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang thắng, hai người bọn họ căn bản cho rằng đây là một trận không chút huyền niệm tỉ thí, nhưng đột nhiên phát sinh ở bọn họ trước mắt một màn này, để cho hai người này là bỗng nhiên trừng to mắt. Mà Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn, cái này bốn tên Diệt Thiên Minh thiên tài nhân vật, bọn họ thần sắc ngay đầu tiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài bất cần đời Diệp Thần Phong. Về phần ở đây những Diệt Thiên Minh đó thành viên, bọn họ khi nhìn đến dưới lôi đài như đầu lợn chết một dạng nằm trên mặt đất Từ Tử Kỳ, bọn họ trong cổ họng là nhao nhao gian nan nuốt nước bọt, Diệp Thần Phong cùng Từ Tử Kỳ ở giữa luận bàn tỉ thí, ở đây không có một cái nào người nghĩ đến lại là bây giờ kết quả này. Không phải nói Từ Tử Kỳ là ngang cấp bên trong vô địch tồn tại sao? Không phải nói Từ Tử Kỳ là Diệt Thiên Minh trung thiên tài nhân vật sao? Làm sao vị này Diệt Thiên Minh trời kén ăn nhân vật tại Diệp Thần Phong trước mặt không chịu được như thế một kích? Vậy mà trực tiếp bị Diệp Thần Phong cho một bàn tay đập bay. Lúc đầu ở đây người đều cho rằng Diệp Thần Phong ngay cả Từ Tử Kỳ một chiêu đều không thể tiếp đó, có thể kết quả lại là hoàn toàn tương phản, là Từ Tử Kỳ ngay cả Diệp Thần Phong một chiêu đều tiếp không. Bị một bàn tay trực tiếp vỗ xuống đấu trường Từ Tử Kỳ, hắn bỗng nhiên một cái lý ngư đả đính, từ trên mặt đất đứng lên, này pha, hắn gò má trái bên trên có cái rõ rệt dấu năm ngón tay, hắn từ trong mồm phun ra mấy khỏa nát răng, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Cái này Từ Tử Kỳ chẳng qua là chịu một chút bị thương ngoài da mà thôi, có thể bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, hơn nữa còn là tại cái này nhiều người trước mặt, Từ Tử Kỳ bị Diệp Thần Phong cho bạt tai. Phải biết tại vừa mới Từ Tử Kỳ thế nhưng là cỡ nào phiên châm chọc khiêu khích qua Diệp Thần Phong, nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy mình tựa như cái, thằng hề. Từ Tử Kỳ thêm ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trên lôi đài Diệp Thần Phong, hắn ánh mắt bên trong lóe ra sát khí cùng phẫn nộ, Diệp Thần Phong cầm một màn này thu nhập mắt về sau, trong lòng của hắn thầm nghĩ cũng dám đối với ta động sát niệm. Xem ra ta phải tìm một cơ hội đem cái này ngu ngốc giải quyết. Đi qua vừa mới này vội vàng nhất chiến Từ Tử Kỳ biết mình không phải Diệp Thần Phong đối thủ, hắn hiện tại cũng không làm gì được Diệp Thần Phong, nhưng hắn không cam lòng nhìn xem Diệp Thần Phong như thế phong quang, thế là, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tiêu Lập Viễn, nói ra, Lập Viễn, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng tiểu tử này luận bàn một chút sao? Ta có thể nhớ kỹ ngươi có hơn mấy tháng không có đối chiến qua. Bây giờ ta xem như thua ở trên tay tiểu tử này, đừng cho tiểu tử này cho là chúng ta Diệt Thiên Minh không ai. Có được tông cấp trung kỳ thực lực Tiêu Lập Viễn, hắn đang nghe Từ Tử Kỳ lời nói về sau, hắn lông mày hơi hơi nhăn nhăn, cá nhân hắn phi thường không thích Từ Tử Kỳ cái này cùng tính cách, nhưng tại đây dù sao cũng là Diệt Thiên Minh, hắn đi đến đấu trường cùng Diệp Thần Phong luận bàn một chút thật cũng không cái gì không thể. Tướng mạo 10 phần bình thường. Phóng tới trong bể người là hoàn toàn tìm không ra tới Tiêu Lập Viễn, hắn hướng về phía Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng nói ra, Minh Chủ, ca Minh Chủ còn xin các ngươi cho phép ta cùng vị tiểu huynh đệ này luận bàn một chút. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài Diệp Thần Phong, Tiêu Lập Viễn đối Diệp Thần Phong mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ta đơn thuần là muốn cùng ngươi luận bàn một chút cũng không phải là muốn giúp hắn người đòi lại mặt mũi. Không biết tiểu huynh đệ ngươi có nguyện ý hay không đánh với ta một trận. Diệp Thần Phong nhìn ra được Tiêu Lập Viễn hẳn là xác thực nói là sự thật, dù sao Tiêu Lập Viễn trong đôi mắt không tồn tại bất luận cái gì trào phúng cùng phẫn nộ thần sắc, như thế để cho Diệp Thần Phong không tốt lắm cự tuyệt, theo. Nói ra tốt, vậy ta liền cùng ngươi luận bàn một chút đi. Chúng ta điểm đến là dừng. Tiêu Lập Viễn gật gật đầu về sau, hắn liền đi đến đấu trường. Vừa nãy gọi Thần Phong cùng Từ Tử Kỳ nhất chiến. Diệp Thần Phong cũng không có sử xuất thực lực chân thật, cho nên tại người khác xem ra Diệp Thần Phong chỉ là tốc độ nhanh hơn Từ Tử Kỳ một chút, đang hiểu rõ rõ ràng điểm này về sau, mọi người tại đây trong nội tâm kinh ngạc tâm tình cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng lại lần nữa đối với Diệp Thần Phong sinh ra một chút hứng thú, Trầm Kinh Vũ nói ra, Khang Thắng. Xem ra vừa rồi Diệp Thần Phong trong nội tâm là có nắm chắc thắng qua Tử Kỳ, hắn cũng là không tính là cuồng ngạo, bất quá, hắn thực lực chỉ có tông cấp sơ kỳ tầng thứ, đoán chừng lúc này hắn muốn bại bởi Lập Viễn. Lâm Khang Thắng gật gật đầu,
nói ra, Kinh Vũ, bất quá, Diệp Thần Phong tuy nhiên rất khó thắng qua Lập Viễn, nhưng ta tin tưởng này lại là một trận đặc sắc luận bàn chiến. Trầm Kinh Vũ tâm lý cũng đồng dạng là cho rằng như vậy, làm là hắn mở miệng nói ra. Tỷ thí bắt đầu. Theo Trầm Kinh Vũ thoại âm rơi xuống, chung quanh lôi đài người lại lần nữa nghị luận lên. Các ngươi nói tiểu tử này có thể thắng qua Tiêu Lập Viễn sao? Dù sao hắn vừa rồi thế nhưng là miểu sát Từ Tử Kỳ. Ta nói ngươi não tử chưa đi đến nước A. Tiêu Lập Viễn là tông cấp trung kỳ thực lực, mà tiểu tử này là tông cấp sơ kỳ thực lực. Tiểu tử này làm sao có khả năng có vượt cấp chiến thắng đối thủ thực lực? Một bên gương mặt sưng Từ Tử Kỳ, hắn đang nghe người chung quanh tiếng nghị luận về sau, hắn âm ngoan ánh mắt chính là chăm chú nhìn trên lôi đài Diệp Thần Phong. Trong lòng của hắn tại kế hoạch về sau phải làm thế nào đem Diệp Thần Phong đưa lên Tây Thiên đi. Hiện tại hắn chỉ muốn nhìn lấy Diệp Thần Phong trước tiên bị đánh bại, dạng này trong lòng của hắn mới có thể dễ chịu một chút. Về phần Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di cùng Trình Đại Hổ, cái này ba tên Diệt Thiên Minh thiên tài nhân vật, bọn họ đối với Diệp Thần Phong đã hoàn toàn không có khinh thường, bọn họ bắt đầu nghiêm túc đối đãi Diệp Thần Phong. Thần sắc cao ngạo Thẩm Minh Hiên, hắn hỏi bên cạnh Lâm Hân Di. Vừa rồi chúng ta ngược lại là toàn bộ nhìn nhầm, trận này luận bàn, ngươi cho là người nào thắng? Người nào bại? Khí chất lãnh diễm cao quý Lâm Hân Di, nàng băng lãnh nói ra, 20 chiêu bên trong, Diệp Thần Phong tất bại, dù sao hai người không phải cùng một tầng thứ bên trên. Thẩm Minh Hiên cũng là 10 phần đồng ý Lâm Hân Di cái nhìn, hắn nói ra, dạng này đã không tệ, chỉ tiếc Diệp Thần Phong mức tiềm lực quá kém. Tại dưới lôi đài mọi người đều có các cái nhìn thì trên lôi đài. Đứng tại Diệp Đủ Phong đối diện Tiêu Lập Viễn, hắn hướng về Diệp Thần Phong làm ra một cái mời tư thế, nói ra, ngươi trước tiên có thể động thủ. Hắn thấy chính mình đưa ra cùng Diệp Thần Phong đối chiến đã có chút không thích hợp, dù sao Diệp Thần Phong chỉ có tông cấp sơ kỳ thực lực, còn hắn thì tông cấp trung kỳ thực lực. Ngươi khẳng định muốn trước hết để cho ta động tranh? Diệp Thần Phong mỉm cười nghi vấn hỏi. Tiêu Lập Viễn nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, đúng. Đang nghe Tiêu Lập Viễn trả lời về sau, Diệp Thần Phong hai chân hơi hơi uốn lượn, thân thể như là một cây lò xo, đột nhiên bật lên ra ngoài, hắn thân ảnh cực kỳ nhanh chóng hướng phía Tiêu Lập Viễn bước tới. Tuy nhiên Diệp Thần Phong vẫn là không có sử dụng bất luận cái gì bộ pháp, nhưng hắn lần này nhưng là sử xuất toàn lực, phải biết hắn bây giờ lực lượng cùng tốc độ thế nhưng là cùng tông cấp điên phong cao thủ tương xứng. Đứng tại chỗ Tiêu Lập Viễn, tại Diệp Thần Phong thân ảnh di động thời điểm, hắn lông mày lập tức ngưng tụ, nhưng mà, hắn chỉ cảm thấy Diệp Thần Phong thân ảnh ở trước mặt hắn chợt lóe lên, ánh mắt hắn nhất hoa, đón lấy, hắn liền cảm giác được trên cổ mát lạnh, Diệp Thần Phong đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay phải đem hắn cổ cho chế trụ, chỉ cần vừa dùng lực, cổ của hắn xương liền sẽ hoàn toàn vỡ nát. Trận này luận bàn hẳn là kết thúc a. Diệp Thần Phong cầm bàn tay của mình từ Tiêu Lập Viễn trên cổ rời, tại vẽ châu vài giây đồng hồ bên trong, Tiêu Lập Viễn phía sau đi ra một thân mồ hôi lạnh, trực giác nói cho hắn biết trước mặt Diệp Thần Phong không đơn giản, trước mặt Diệp Thần Phong là một cái cực kỳ đáng sợ nhân vật. Tiêu Lập Viễn biểu lộ đang thay đổi 5-6 giây về sau, thanh âm hắn hơi có chút run rẩy nói ra, ta thua. Oanh, oanh, oanh. Trên lôi đài một màn này, cùng Tiêu Lập Viễn nói ra miệng ba chữ này, không thể nghi ngờ để cho dưới lôi đài người lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tuy nhiên Diệp Thần Phong từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra ngoài hắn lực lượng, nhưng hắn xác thực cầm Từ Tử Kỳ cùng Tiêu Lập Viễn đều miểu sát, Từ Tử Kỳ cùng Tiêu Lập Viễn cũng không phải Diệt Thiên Minh bên trong vô danh chi bối. Đứng tại dưới lôi đài Từ Tử Kỳ, hắn khi nhìn đến Tiêu Lập Viễn vậy mà đều bị Diệp Thần Phong cho miểu sát, miệng hắn bên trong hàm răng cắn là CKIT. T, T rồi. CKIT, T, T rồi rung động, hắn vốn là muốn diệt Diệp Thần Phong uy phong, ai biết hắn lại tại trong lúc vô tình trợ chướng Diệp Thần Phong uy phong. Mà Diệt Thiên Minh Minh chủ Trầm Kinh Vũ cùng ca Minh chủ Lâm Khang Thắng, hai người bọn họ bắt đầu trở nên ánh mắt sáng rực đứng lên, Trầm Kinh Vũ nói ra, lấy Diệp Thần Phong vừa rồi bày ra tốc độ, hắn tại phương diện tốc độ tối thiểu nhất có thể cùng tông cấp đỉnh phong cường giả sánh ngang, xem ra chúng ta ngược lại là xem nhẹ hắn. Nghe vậy, Lâm Khang Thắng cũng rất tán thành gật gật đầu. Chương 982, hiện ra lực lượng. Đứng trên lôi đài Diệp Thần Phong, hắn khi nhìn đến Tiêu Lập Viễn đi xuống đấu trường. Sau khi, hắn nguyên bản cũng muốn đi xuống đấu trường,
nhưng hắn bất thình lình dưới chân bộ pháp dừng lại, hắn bất thình lình cảm giác trong cơ thể linh hồn lực tự chủ sinh ra rất nhỏ ba động, phát hiện điểm này về sau, Diệp Thần Phong lông mày hơi hơi nhăn lại tới. Tại cổ võ giới đỉnh cấp thế lực Trung Hoa cổ võ chế tài người sinh tử nhất chiến, lại đến Âu Dương Minh dùng suốt đời tu luyện chân kính lực lượng giúp Diệp Thần Phong tái tạo kinh mạch, cải tạo nhục thân, Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực đã sớm tích lũy đến tông cấp sơ kỳ đỉnh điểm, hắn chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá đến tông cấp trung kỳ, nhưng mà ai biết cái này cơ hội lại vào lúc này xuất hiện. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế khó được cơ hội, bây giờ hắn muốn mau sớm thuận lợi đột phá đến tông cấp trung kỳ tầng thứ, hắn nhất định phải cầm trong cơ thể linh hồn lực không ngừng tăng lên tới cực điểm, sau đó tướng lực lượng toàn bộ phóng xuất ra trong cơ thể, trước mắt cùng cao thủ đối chiến không thể nghi ngờ là tốt nhất đột phá biện pháp. Tại Diệp Thần Phong đứng trên lôi đài trầm tư thời khắc, trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ từ tử kỳ, hắn âm dương quái khí nói ra, tiểu tử, ngươi làm sao còn đứng ở trên lôi đài? Chẳng lẽ ngươi còn muốn khiêu chiến chúng ta Diệt Thiên Minh cao thủ sao? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là chúng ta Diệt Thiên Minh không ai? Diệp Thần Phong ánh mắt băng lãnh nhìn một chút từ tử kỳ, cái này ong ong gọi bậy con ruồi để cho trong lòng của hắn có chút bực bội, mà đang lúc này Lâm Khang Thắng nữ nhi Lâm Hân Di lại chính mình đi đến đấu trường, nàng nhấp nhấp đơn bạc bờ môi, ngữ khí lạnh như băng nói ra, ngươi có thể cùng ta nhất chiến sao? Khí chất lãnh diễm cao quý Lâm Hân Di, nàng cũng không phải là nghe từ tử kỳ xúi dục, nàng mới đứng lên đấu trường đi, tương phản nàng đối với từ tử kỳ loại người này cũng 10 phần khịt mũi coi thường, chỉ có điều, nàng là Diệt Thiên Minh phó minh chủ nữ nhi, mà Diệp Thần Phong cũng không phải là Diệt Thiên Minh người, Diệp Thần Phong đã liên tục miểu sát hai tên Diệt Thiên Minh trung thiên mới, nàng nhất định phải đứng ra chiến thắng Diệp Thần Phong, dạng này mới có thể vãn hồi một chút Diệt Thiên Minh mặt mũi. Dù sao ở đây thế nhưng là có rất nhiều Diệt Thiên Minh thành viên tại. Nguyên bản đây cũng là Diệt Thiên Minh con trai của người Thẩm Minh Hiên đứng lên đấu trường đi, có thể Thẩm Minh Hiên bây giờ đã đột phá đến tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực, nếu như hắn đứng lên đấu trường đi lời nói, coi như chiến thắng Diệp Thần Phong, cũng sẽ bị người cho rằng thắng mà không võ. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng khi nhìn đến Lâm Hân Di đứng lên phía sau lôi đài, Lâm Khang Thắng vội vàng quát, Hân Di, ngươi hổ nháo cái gì? Ngươi tranh thủ thời gian cho ta từ trên lôi đài đi xe tới, Diệp tiểu huynh đệ thực lực chỉ thuộc về tông cấp sơ kỳ tầng thứ, thực lực ngươi đã thuộc về tông cấp đỉnh phong, vừa rồi Lập Viễn đứng lên đấu trường đã là đối với Diệp tiểu huynh đệ không công bằng. Ăn mặc hắc sắc váy đầm, tóc đen thui rối tung ở đầu vai Lâm Hân Di, nàng cũng không có đi trả lời Lâm Khang Thắng lời nói, mà chính là một đôi câu người đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Này đôi trong con ngươi tràn ngập khiêu khích vị đạo. Diệp Thần Phong biết cái này Lâm Hân Di chỉ thuộc về tông cấp đỉnh phong thực lực, về mặt sức mạnh nha là cùng hắn lực lượng ngang nhau, hắn hiện tại đang giàu làm như thế nào đột phá đây. Cái này Lâm Hân Di đứng lên đấu trường cũng là vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Diệp Thần Phong không chút nào né tránh nhìn nhau Lâm Hân Di ánh mắt, nói ra tốt, ta có thể cùng ngươi nhất chiến, bất quá, ngươi tất yếu sử xuất ngươi toàn lực đến. Bằng không ngươi bây giờ liền đi xuống lôi đài. Lâm Hân Di vốn chỉ muốn sử xuất 8% 10 thực lực, dù sao Diệp Thần Phong chỉ có tông cấp sơ kỳ thực lực, trước mắt nghe được Diệp Thần Phong cái này tự tin vô cùng ngôn ngữ về sau, nàng lông mày hơi nhíu nhăn, yên lặng 3 giây đồng hồ về sau, nàng nói ra tốt, ta sẽ sử xuất toàn lực. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng nghe trên lôi đài Lâm Hân Di cùng Diệp Thần Phong đối thoại, hai người bọn họ là bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Khang Thắng nói ra chúng ta liền theo bọn họ đi thôi. Dù sao bọn họ đều là tự nguyện giao đấu. Trầm Kinh Vũ gật gật đầu, hướng về phía trên lôi đài hai người, nói ra các ngươi đều điểm đến là dừng, tỉ thí bắt đầu. Đứng tại Diệp Thần Phong đối diện Lâm Hân Di, nàng cầm rối tung ở đầu vai tóc dài, đơn giản dùng một cây da gân cho ghim lên đến, trong thân thể tấn mãnh cầm tông cấp đỉnh phong linh hồn lực tăng lên, nàng cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm. Một chân bước ra, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng hướng phía Diệp Thần Phong lướt qua đi. Diệp Thần Phong nếu như cầm bạo huyền bộ pháp xuất ra lời nói, hắn lại có thể cầm Lâm Hân Di trong nháy mắt miểu sát, chỉ bất quá hắn làm quan trọng đột phá thực lực, hắn lần này cũng không có lựa chọn tại phương diện tốc độ thủ thắng, mà chính là, đồng dạng bước ra một chân, hướng phía Lâm Hân Di đối diện mà đi, hữu quyền bỗng nhiên hướng phía Lâm Hân Di đánh tới. Dưới lôi đài Diệt Thiên Minh thành viên,
bọn họ vốn cho là Diệp Thần Phong còn có thể phát huy càng nhanh chóng hơn độ, trước mắt bọn họ gặp Diệp Thần Phong cũng không có thể hiện ra càng nhanh hơn độ, mà chính là lựa chọn Hòa Lâm Hân Di cứng đối cứng, cái này khiến bọn họ từng cái nhao nhao lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ Diệp Thần Phong tốc độ có lẽ có thể tổ luyện ra, nhưng hắn dù sao chỉ là tông cấp sơ kỳ cao thủ, về mặt sức mạnh lại thế nào khả năng cùng tông cấp đỉnh phong Lâm Hân Di đối kháng. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng liếc nhau về sau, Trầm Kinh Vũ nói ra, Khang Thắng, xem ra lần này hẳn là sẽ không vượt quá chúng ta đoán trước, sôi nổi Diệp Thần Phong tốc độ không cách nào lại sách kẹp cao, như vậy cuộc tỉ thí này Hân Di hẳn là có thể đủ thoải mái thủ thắng, dù sao Hân Di thế nhưng là cao hơn Diệp Thần Phong ra hai cái tiểu tầng thứ. Tiểu Bang Châu cùng Diệp Thần Phong đối chiến qua Tiêu Lập Viễn, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm trên lôi đài hai lao người ảnh. Hắn bản năng cảm giác Diệp Thần Phong sẽ không thua, thậm chí Diệp Thần Phong có thể thắng qua Lâm Hân Di. Mà gương mặt Xưng Từ Tử Kỳ, hắn khi nhìn đến Diệp Thần Phong hòa Lâm Hân Di cứng đối cứng về sau, trên mặt hắn lộ ra một vòng vui mừng nụ cười, quát tiểu tử, ngươi thật đúng là cho là mình là dễ hành. Chỉ bằng ngươi chỉ là tông cấp sơ kỳ lực lượng, ngươi tại sao cùng Hân Di tông cấp đỉnh phong lực lượng đối kháng? Ngu ngốc một cái. Nhưng mà... ngay tại Từ Tử Kỳ thoại âm rơi xuống thời khắc, trong không khí truyền ra ầm. Một tiếng vang trầm, Diệp Thần Phong quyền đầu hòa Lâm Hân Di quyền đầu lẫn nhau đụng vào. Tại hai nắm đấm lẫn nhau đụng vào sát na, từ Diệp Thần Phong trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí thế, cỗ khí thế này vậy mà không hề yếu tại Lâm Hân Di. Lâm Hân Di nguyên bản cho là mình có thể một quyền cầm Diệp Thần Phong đánh lui, mặt này hoặc cảm thụ được Diệp Thần Phong trên nắm tay truyền đến cường độ. Nàng biết mình là 10 phần sai, đăng 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 đăng. Nàng dưới chân bước chân liên tiếp lui ra phía sau 5 bước, mà Diệp Thần Phong chỉ lui ra phía sau 3 bước. Diệp Thần Phong cũng không có lựa chọn dừng lại, hắn thân ảnh lần nữa hướng phía Lâm Hân Di xông tới, một quyền lại một quyền hướng phía Lâm Hân Di vung đi. Hắn giờ phút này chỉ muốn phải dùng bạo lực nhất phương thức tới đổi được thực lực đột phá, hắn căn bản không lo được cái gì thương hương tiếc ngọc. Trong không khí quanh quẩn một tiếng lại một tiếng vang trầm, phải biết Diệp Thần Phong nhục thân hoàn toàn đi qua cải tạo, tuy nhiên hai người lực lượng tại sàn sàn với nhau, có thể làm sao Diệp Thần Phong nhục thân muốn cường hãn hơn Lâm Hân Di quá nhiều. Tại từng quyền đối bính về sau, Lâm Hân Di dưới chân bước chân là một mực đang lui ra phía sau, nàng cả người bộ dáng cũng có vẻ hơi chật vật, mỗi khi nàng quyền đầu cùng Diệp Thần Phong quyền đầu đụng vào thời điểm. Nàng phảng phất cảm giác mình đánh vào một khối cứng rắn trên tảng đá. Nàng cảm giác nếu như còn như vậy xuống dưới, nàng xương cốt cũng đều muốn bị chấn vỡ. Trên thân đổ mồ hôi tràn trề Lâm Hân Di, nàng lại một lần hiện lên thân thể về sau, nàng tuy nhiên trong đôi mắt đẹp tràn ngập không cam lòng, nhưng nàng vẫn là thở gấp yếu ớt, nói ra ta nhận thua. Điểm ấy trình độ phóng thích còn căn bản không đạt được đột phá hiệu quả, có thể Lâm Hân Di đều chủ động nhận thua. Diệp Thần Phong cũng chỉ có thể đủ đình chỉ công kích. Mà dưới lôi đài người, bao quát Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng ở bên trong, bọn họ đã sớm cả đám đều mắt trợn tròn, tông cấp sơ kỳ Diệp Thần Phong vậy mà chỉ dựa vào gắng sức lượng, làm cho tông cấp đỉnh phong Lâm Hân Di không ngừng chật vật lui lại, đây cũng chính là nói Diệp Thần Phong về mặt sức mạnh tối thiểu nhất cũng đồng đẳng với tông cấp đỉnh dụ A. Gọi Thần Phong có ngay cả vượt hai cái tiểu tầng thứ chiến thắng đối thủ thực lực. Gương mặt Xưng Từ Tử Kỳ, trên mặt hắn cười lạnh là hoàn toàn cứng lại, hắn này hoặc hoàn toàn là một họa đần độn dạng, ừng ực, trong cổ họng cũng không nhìn được cổ họng một chút nước bọt, trong lòng của hắn bắt đầu đối với Diệp Thần Phong sinh ra cảm giác sợ hãi. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng trong ánh mắt là thần thái sáng láng đứng lên, trong lòng bọn họ mặt đặt quyết tâm muốn đem Diệp Thần Phong mời chào tiến vào Diệt Thiên Minh, coi như Diệp Thần Phong đời này thực lực không thể lại đột phá. Lấy Diệp Thần Phong bây giờ có thể chiến thắng tông cấp điên phong cao thủ thực lực, dạng này tính được là một tên cao thủ. Mà đang lúc Trầm Kinh Vũ muốn mở miệng thời điểm, trên lôi đài Diệp Thần Phong đem ánh mắt nhìn về phía tôn cấp sơ kỳ thực lực Thẩm Minh Hiên, nói ra, ngươi có thể cùng ta nhất chiến sao? Chương 983, muốn chết, tự rước bôi nhọ. Nguyên bản Diệt Thiên Minh bên trong người cho rằng Diệp Thần Phong hiện tại tổng hẳn là muốn từ đấu trường 7 đi xuống. Mà khi Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía Thẩm Minh Hiên, đưa ra muốn cùng Thẩm Minh Hiên khi đối chiến, ở đây Diệt Thiên Minh thành viên trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc,
Phải biết Diệp Thần Phong chỉ là tông cấp sơ kỳ linh hồn lực cao thủ, mà Thẩm Minh Hiên là nếu hàng thật giá thật tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực cao thủ, hai người này dòng dã chênh lệch một cái đại tầng thứ. Diệp Thần Phong có thể chiến thắng Lâm Hân Di, ở đây người có lẽ còn có thể tiếp nhận, muốn nói Diệp Thần Phong có thể chiến thắng Thẩm Minh Hiên, ở đây Diệt Thiên Minh thành viên vô luận như thế nào cũng không chịu nhận. Dưới lôi đài bị Diệp Thần Phong thực lực chấn nhiếp từ tử kỳ, hắn đang nghe Diệp Thần Phong lời nói này về sau, hắn lập tức lấy lại tinh thần, hắn tuyệt đối không tin Diệp Thần Phong có thể chiến thắng Thẩm Minh Hiên, hắn từ trước kia đến bây giờ còn không có nhìn thấy qua, có thể vượt qua cả một cái đại tầng thứ chiến thắng đối thủ, hắn thấy cái này Diệp Thần Phong có thể là liên tục thắng 3 trận về sau, hắn lòng tự tin bắt đầu bành trướng, cho nên hắn mới có thể đưa ra muốn cùng Thẩm Minh Hiên đối chiến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ tử kỳ lại như thế nào có thể buông tha cơ hội này? Hắn tiểu bang muốn cất tiếng cười to một chút, trên gương mặt sưng đau đến để cho hắn hít một hơi lãnh khí, ánh mắt của hắn nhìn xem trên lôi đài Diệp Thần Phong, quát tiểu tử, ngươi không khỏi quá đem mình làm chuyện tình a. Không nên quên, ngươi chỉ là một cái mức tiềm lực phi thường sai người, coi như ngươi bây giờ có thắng qua thực lực của ta lại như thế nào? Ngươi đời này thực lực đều khó có khả năng có chỗ đột phá. Tương lai ngươi nhất định là bại tướng dưới tay ta. Từ tử kỳ tại thao thao bất tuyệt nói một đoạn văn về sau, hắn hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, Sáng Hiên là chúng ta Diệt Thiên Minh bên trong công nhận đệ nhất thiên tài, lấy hắn tôn cấp sơ kỳ thực lực đứng lên đấu trường, sau cùng liền xem như ngươi thua, ngươi cũng khẳng định sẽ nói rõ Hiên thắng mà không võ a. Ngươi vẫn là đi nhanh lên hạ xuống đấu trường, coi như ngươi thắng chúng ta, ngươi cũng cải biến không phế vật vận mệnh. Tuy nhiên từ tử kỳ mặt ngoài giống như đang khuyên Diệp Thần Phong đi xuống đấu trường, nhưng là trong lời nói bao hàm nồng đậm trào phúng vị đạo, hắn muốn kích thích Diệp Thần Phong, để cho Diệp Thần Phong đầu óc phát sốt, kiên trì muốn cùng Thẩm Minh Hiên đối chiến. Diệp Thần Phong nghe từ tử kỳ dài dòng ngôn ngữ, hắn cảm giác mình trong cơ thể linh hồn lực muốn bình tĩnh trở lại, lần này đột phá cơ hội không có bắt lấy, vậy lần sau còn không biết phải chờ tới lúc nào đâu. Thế là... Diệp Thần Phong cố ý lộ ra nhất ca bị chọc giận biểu lộ, chỉ Thẩm Minh Hiên quát, ngươi chẳng lẽ không dám đi lên đánh với ta một trận sao? Hôm nay liền hái để cho ta kiến thức một chút Diệt Thiên Minh đệ nhất thiên tài thực lực. Thần sắc trên mặt cao ngạo Thẩm Minh Hiên, hắn nhíu mày đến, đang nhìn qua Diệp Thần Phong vừa mới tam chiến về sau, hắn cảm giác Diệp Thần Phong cũng không phải là đầu óc phát sốt loại hình, có thể tất nhiên Diệp Thần Phong đều đem lời nói đến đây cái cấp độ. Như vậy Thẩm Minh Hiên làm Diệt Thiên Minh đệ nhất thiên tài, hắn đâu còn có không hơn đấu trưởng ứng chiến đạo lý. Thẩm Minh Hiên song ruột hơi hơi đạp, cả người thân thể lăng không mà lên, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong đối diện, thần sắc hắn cao ngạo nói ra, mặc kệ xưng xuất phát từ nguyên nhân gì để cho ta đứng lên đấu trưởng đến, ta Thẩm Minh Hiên có một cái cơ bản chuẩn tắc, chỉ cần ta thuộc về trong chiến đấu, ta liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, dù là đối phương là ta thân nhân. Thẩm Minh Hiên có được tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực, như hưng Thẩm Minh Hiên có thể đủ tất cả lực ứng phó lời nói, như vậy Diệp Thần Phong liền có thể dùng hết toàn lực công kích dạng này hắn có thể đủ bắt lấy cái này đột phá cơ hội, để cho thực lực thuận lợi tiến vào tông cấp trung kỳ tầng thứ. Ta yếu điểm là ngươi sử xuất toàn lực, Diệp Thần Phong ngắn gọn nói ra. Dưới lôi đài Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, bọn họ cũng cảm thấy Diệp Thần Phong hành vi có chút không khỏi diệu, hai người bọn họ cũng bắt đầu cho rằng Diệp Thần Phong hoàn toàn là tự tin bành trướng, vừa mới đối với Diệp Thần Phong dẫn lên hứng thú cùng nhiệt tình lại lần nữa làm lạnh xuống dưới. Diệt Thiên Minh minh chủ Trầm Kinh Vũ. Hắn nhìn xem trên lôi đài Diệp Thần Phong, hỏi, Diệp tiểu huynh đệ, người chân thật nhất định phải cùng Sáng Hiên đối chiến. Phải biết Sáng Hiên tại cùng người khác đối chiến quá trình bên trong, hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, người bây giờ đi xuống đấu trường còn kịp. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra, đa tạ Thẩm Minh chủ hảo ý, ta đã làm tốt nhất chiến chuẩn bị tâm lý. Hừ, nghe được Diệp Thần Phong sau khi trả lời, Trầm Kinh Vũ trong lỗ mũi là hừ lạnh một tiếng, âm thanh lãnh đạm rất nhiều, nói ra chính các ngươi bắt đầu đi. Chung quanh lôi đài Diệt Thiên Minh dư thành thành viên bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong thật muốn cùng Thẩm Minh Hiên đối chiến sau khi. Bọn họ tâm giáp đối mặt Diệp Thần Phong bản năng sinh ra căm ghét. Theo bọn hắn nghĩ Thẩm Minh Hiên là Diệt Thiên Minh đệ nhất thiên tài, bọn họ bình thường đều phi thường tôn kính Thẩm Minh Hiên. Tiểu tử,
người cùng Sáng Hiên đối chiến, người quả thực là muốn chết. Người quả thực là tự rước bôi nhọ. Tại Từ Tử Kỳ dẫn đầu mở miệng về sau, thủ hạ cũng nhao nhao mở miệng. Tiểu tử này quá tự đại, tông cấp linh hồn lực cùng tôn cấp linh hồn lực hoàn toàn không phải một chuyện, chúng ta chờ nhìn hắn bị Sáng Hiên ca đánh bại đi. Đúng, chúng ta Diệt Thiên Minh cũng sẽ không hoan nghênh cái này cùng tự cho là đúng tiểu tử, hắn khó được thật sự cho rằng mình có thể vượt qua cả một cái, đại tầng thứ chiến thắng Sáng Hiên đại ca. Hắn quả thực là mơ mộng hão huyền. Diệp Thần Phong không để ý đến dưới lôi đài tiếng nghị luận, hắn bây giờ chỉ nhớ muốn thế nào đột phá thực lực. Diệp Thần Phong hiện tại lực lượng muốn so tôn cấp sơ kỳ cao thủ còn kém một bậc, tại phương diện tốc độ coi như hắn sử xuất bảo huyền bộ pháp, tốc độ của hắn hẳn là cũng vẫn là muốn hơi hơi kém hơn tôn cấp sơ kỳ cao thủ. Diệp Thần Phong thần sắc lần thứ nhất bắt đầu trở nên nghiêm túc, vừa rồi tại Hòa Lâm Hân Di khi đối chiến, tuy nhiên hắn thế công đã phi thường mãnh liệt, nhưng hắn còn vô pháp phát huy vô cùng tinh tế, chỉ có nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu. Hắn có thể đủ cầm trong cơ thể linh hồn lực nhất cử xông phá bình chướng, bước vào tông cấp trung kỳ tầng thứ. Bàng bạc linh bình lực chậm rãi từ Diệp Thần Phong trong cơ thể tràn ra tới, đem hắn thân thể cho chặt chẽ bao trùm, hắn đôi bàn tay cũng tụ lại thành quả đấm, y phục dưới cứng rắn như là bàn thạch bắp thịt hơi hơi rung động, một đôi đen nhánh con ngươi là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Thẩm Minh Hiên. Diệp Thần Phong hai cái trò chuyện dưới lòng bàn tay, có yếu ớt phá khí ba đang xoay tròn lấy, lập tức, hắn thân ảnh run lên, hắn cầm bạo huyền bộ pháp không hề cố kỵ xuất ra, tại quanh người hắn hình thành từng cái tiểu toàn phong. Bạo phong điên cuồng hiện, xúc địa thành thốn. Thẩm Minh Hiên khi nhìn đến Diệp Thần Phong sử xuất bạo huyền bộ pháp về sau, hắn con người trở nên ngưng trọng một chút, hắn cảm giác được xuất hiện ở phương diện tốc độ Diệp Thần Phong chỉ thiếu một chút liền có thể cùng hắn ngang hàng. Có thể kém một chút. Cuối cùng A vẫn là kém một chút. Thẩm Minh Hiên chân phải một cái xoay tròn, thân thể của hắn một cái né người, thoải mái né tránh Diệp Thần Phong công kích đồng thời, tay phải hắn thủ trưởng hóa thành thủ đao, nhanh chóng hướng phía Diệp Thần Phong cổ chém tới. Cũng may, Diệp Thần Phong ý thức nguy cơ phi thường cường hãn, tại Thẩm Minh Hiên thủ đao bổ về phía cổ của hắn thời điểm, hắn bản năng đưa tay phải ra cánh tay đi ngăn cản. Một tiếng. Diệp Thần Phong ngăn trở Thẩm Minh Hiên thủ đao đồng thời, dưới chân hắn tốc độ nhanh chóng lui ra phía sau ba bước, hắn chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dại lợi hại. Thẩm Minh Hiên khi nhìn đến Diệp Thần Phong giãy giụa cánh tay phải thời điểm, hắn trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kinh nghi, dựa theo hắn suy đoán, Diệp Thần Phong cánh tay phải tại tiếp nhận hắn vừa rồi công kích về sau, hẳn là tạm thời vô pháp động đậy mới đúng. Mặc dù chỉ là một cái hội hợp giao thủ, nhưng Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đều không có lưu thủ, trận chiến đấu này muốn so trước đó ba trận đặc sắc nhiều. Đứng tại dưới lôi đài Lâm Hân Di, nàng trong đôi mắt đẹp tràn ngập thần sắc phức tạp, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tại vừa mới nhìn thấy Diệp Thần Phong sử xuất bảo huyền bộ pháp thời điểm, trong nội tâm nàng liền có cùng nói không nên lời cảm giác đến, nàng biết nếu như vừa mới Diệp Thần Phong cùng nàng khi đối chiến, sử xuất cái này bảo huyền bộ pháp lời nói, chỉ sợ nàng cũng chỉ là bị trong nháy mắt miểu sát liệu. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng nhìn xem trên lôi đài giao chiến, Trầm Kinh Vũ lắc đầu, nói ra, thật không nghĩ tới cái này Diệp Thần Phong tốc độ còn có thể tăng lên. Hắn vừa rồi hoàn toàn có thể dây lát dây Hân Di A. Hắn tại sao không có làm như thế? Lâm Khang Thắng trầm ngâm một lúc sau, nói ra, chiếu nhìn như vậy đến, Diệp Thần Phong cũng không phải là một cái, cuồng ngạo từ đại nhân. Đoán chừng hắn vừa nãy là cố ý biểu hiện ra bộ dáng này, chúng ta cũng không phải trong lòng của hắn run đũa, chúng ta liền xem hắn đến muốn làm cái quỷ gì a. Trầm Kinh Vũ gật gật đầu, nói ra, Khang Thắng, tuy nhiên Diệp Thần Phong thực lực để cho chúng ta một lần lại một lần chấn kinh, nhưng lần này ta dám khẳng định hắn thắng không rõ hiên, dòng dã một cái đại tầng thứ đây. Hắn làm sao có thể đủ vượt qua? Chương 984, đột phá. Hung hăng đánh mặt, Diệt Thiên Minh, giao đấu trận trên lôi đài. Tại trải qua lần đầu sau khi giao thủ, Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên mặt đối mặt đứng đấy, hai người bọn họ trong đôi mắt đều tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, riêng là Thẩm Minh Hiên trong lòng của hắn tâm tình hết sức phức tạp, hắn thân là tôn cấp sơ kỳ cường giả, hắn thấy chính mình hẳn là có thể đủ thoải mái chiến thắng Diệp Thần Phong, thực lực này chỉ có tông cấp sơ kỳ người. Nhưng mà Thẩm Minh Hiên hiện tại cũng không cảm thấy như vậy. Hắn trực giác nói cho hắn biết Diệp Thần Phong rất mạnh,
Diệp Thần Phong mạnh phi thường, đây đối với hắn tới nói có lẽ là một trận 10 phần gian nan chiến đấu, tuy nhiên cho dù không thể dễ như trở bàn tay đánh bại Diệp Thần Phong, nhưng Thẩm Minh Hiên không cho rằng chính mình sẽ bại, dù sao hắn lực lượng cùng tốc độ đều còn mạnh hơn Diệp Thần Phong một chút. Đứng tại dưới lôi đài Lâm Hân Di, Tiêu Lập Viễn cùng Trình Đại Hổ, bên trong thân thể như cùng người hình xe tăng Trình Đại Hổ, hắn từ trước đến nay là lấy nhục thân mạnh mẽ nổi tiếng, bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt người trong nghề xem môn đạo, hắn khi nhìn đến Diệp Thần Phong ngăn lại Thẩm Minh Hiên một cái thủ đao về sau, Diệp Thần Phong tay phải lại còn có thể hoạt động cái này khiến hắn lập tức xác định Diệp Thần Phong nhục thân cường độ có lẽ không thể so với hắn kém. Tướng mạo chất phác mang trên mặt cười ngây ngô Trình Đại Hổ, hắn thấp giọng nói ra, đợi chút nữa các loại Sáng Hiên cùng Diệp Thần Phong tỉ thí xong, ta muốn cùng Diệp Thần Phong so phá vỡ một chút nhục thân cường độ, ta nhìn hắn nhục thân cường độ phải cùng ta tại sàn sàn với nhau, ta có thể thật lâu không có gặp được đem nhục thân tu luyện tới cường độ như thế người. Đứng tại Trình Đại Hổ bên cạnh Lâm Hân Di cùng Tiêu Lập Viễn hai người bọn họ đang nghe Trình Đại Hổ lời nói về sau, hai người bọn họ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ nhưng phi thường rõ ràng Trình Đại Hổ nhục thân mạnh mẽ đến đâu, Diệp Thần Phong này nhìn qua không tính cường tráng thân thể, hắn nhục thân có thể cường hãn đi nơi nào. Lúc này, liền ngay cả khí chất lãnh diễm cao quý Lâm Hân Di, nàng cũng thay đổi lạnh như băng ngữ khí hỏi, Đại Hổ, ngươi không có nhìn lầm a? Diệp Thần Phong nhục thân làm sao có khả năng giống như ngươi mạnh mẽ? Trình Đại Hổ chất phác cười nói, đợi chút nữa ta cùng hắn tỉ thí qua về sau, đáp bà không phải liền sẽ thấy rõ ràng sao? Hắn cũng không nên tại cùng Sáng Hiên trong chiến đấu thụ thương. Tại Lâm Hân Di cùng Trình Đại Hổ lúc nói chuyện, trên lôi đài chiến đấu lần nữa tiến hành, lần này là Thẩm Minh Hiên dẫn đầu tiến hành công kích, hắn cầm trong cơ thể tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực thôi phát đến cực hạn, dưới chân bước chân liên tục dẫm ra, trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh thân thể trong nháy mắt tới gần Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cũng không có lựa chọn tránh né, huống hồ hắn cũng tránh né không, hắn chỉ là cầm tông cấp sơ kỳ linh hồn lực không ngừng tăng lên, không ngừng tăng lên, đợi cho Thẩm Minh Hiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn liều lĩnh oanh ra một quyền, phảng phất muốn cầm không khí đều nổ tan ra. Làm tôn cấp sơ kỳ cao thủ Thẩm Minh Hiên, hắn như thế nào lại tránh đi Diệp Thần Phong công kích? Hắn đương nhiên là trực tiếp cùng Diệp Thần Phong chính diện giao chiến, nhìn xem Diệp Thần Phong khí thế như hồng quyền đầu Thẩm Minh Hiên hai vai một ta, hữu quyền như là như đạn pháo bay ra ngoài, cùng Diệp Thần Phong quyền đầu va chạm cùng một chỗ. Một tiếng vang trầm trong không khí quanh quẩn ra, Thẩm Minh Hiên dưới chân bước chân không có di động một bước, mà Diệp Thần Phong cước bộ lại liên tiếp lui ra phía sau bốn bước. Thẩm Minh Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này thừa thắng truy kích cơ hội, các loại xảo trá cường hãn chiêu thức tầng tầng lớp lớp, mà Diệp Thần Phong chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy. Không bao lâu thời gian Diệp Thần Phong trên lôi đài đã lộ ra có chút chật vật, có thể Diệp Thần Phong trong nội tâm lại càng ngày càng mừng rỡ. Hắn tại cầm trong cơ thể linh hồn lực không ngừng tăng lên đến điểm cao nhất, sau đó một mạch phóng xuất ra dùng cái này lặp đi lặp lại, hắn cảm giác mình đã đụng chạm đến đột phá bình chướng, hắn thực lực hẳn là rất nhanh liền có thể bước vào tông cấp trung kỳ. Mặt ngoài chiếm ưu thế tuyệt đối Thẩm Minh Hiên, trong lòng của hắn cũng là kêu khổ liên tục, tại trải qua cùng Diệp Thần Phong một lần lại một lần giao thủ, hắn hoàn toàn cảm giác được Diệp Thần Phong nhục thân đáng sợ. Tuy nhiên hai người thực lực dù sao còn tại đó, Thẩm Minh Hiên biết coi như Diệp Thần Phong nhục thân phải mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng là cuộc tỉ thí này hắn sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không thua. Trong nội tâm các loại suy nghĩ chợt lóe lên, Thẩm Minh Hiên công kích lực độ lần nữa tăng lên, hắn chuẩn bị một hơi cầm Diệp Thần Phong đánh sụp. Một bên gương mặt sưng vô cùng từ Tử Kỳ, hắn khi nhìn đến trên lôi đài liên tục bại lui Diệp Thần Phong về sau, khóe miệng của hắn cười lạnh là càng phát ra minh mị khinh thường nói ra, tiểu tử này cũng là cái không biết lượng sức gia hỏa, ta nhìn hắn hiện tại tổng hẳn phải biết chính mình căn bản không phải Sáng Hiên đối thủ a. Một cái thực lực cả một đời đều không thể lại có tiến triển, người ta thật vì là cái này cùng người mà cảm thấy bi ai. Một bên khác Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng nhìn xem trên lôi đài tỉ thí hai người bọn họ trong nội tâm cũng âm thầm gật gật đầu. Trầm Kinh Vũ nói ra, Diệp Thần Phong có thể kiên trì đến bây giờ đã coi như là không tệ, xem ra hắn nhục thân cường độ cũng phi thường tốt. Lâm Khang Thắng gật đầu, nói ra, chỉ là cái này Diệp Thần Phong mức tiềm lực quá kém, đoán chừng đời này thực lực không có khả năng có đột phá, bằng không ta nghĩ hắn tương lai thành tựu sẽ tại ngươi trên ta.
Đánh từ bên trên. Thẩm Minh Hiên đã là cầm Diệp Thần Phong bước đến bên bờ lôi đài. Thẩm Minh Hiên trong thân thể tiến một lần tập trung lấy linh hồn lực. Hắn biết một chiêu này về sau, Diệp Thần Phong nên sẽ bị hắn cho anh ra đấu trường. Mà đứng tại bên bờ lôi đài Diệp Thần Phong, hắn bất thình lình cảm giác trong cơ thể linh hồn lực ba động càng phát ra mãnh liệt đứng lên, như là hồng thủy mãnh thú đang trùng kích lấy ngăn chặn hắn thực lực bình chướng. Bình phong theo bên trên đã đi xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, nhìn xem Thẩm Minh Hiên lại phát động công kích, Diệp Thần Phong khóe miệng là lộ ra một vòng nụ cười. Tốt, cuộc tỉ thí này cái kia kết thúc. Dưới lôi đài Lâm Hân Di nói ra, Diệp Thần Phong bằng vào tông cấp sơ kỳ thực lực, có thể cùng tôn cấp sơ kỳ Thẩm Minh Hiên đối chiến đến trình độ này, trong nội tâm nàng đã sớm là đối Diệp Thần Phong nhìn với con mắt khác. Khang thắng, ta đến bây giờ cũng không nhìn ra Diệp Thần Phong tại sao phải cùng Sáng Hiên luận bàn a. Ngươi nhìn ra môn đạo gì tới sao? Trầm Kinh Vũ hỏi. Lâm Khang thắng lắc đầu, tiểu bang muốn trả lời. Hắn thần sắc bất thình lình bỗng nhiên biến đổi ngữ khí rung động tìm nói ra, Kinh Vũ, Diệp Thần Phong trong thân thể linh hồn lực ba động không quá bình thường, chẳng lẽ hắn là đang mượn trợ cùng Sáng Hiên chiến đấu tới đột phá? Cái này sao có thể? Diệp Thần Phong mức tiềm lực kém như vậy, hắn hẳn là cả một đời đều không thể đột phá, Trầm Kinh Vũ cũng cảm giác được Diệp Thần Phong thân thể nhiễm linh hồn lực mãnh liệt ba động. Ở đây người khác, trừ thánh cấp trung kỳ Phương Chí Hoa, thủ hạ cũng còn không có phát hiện Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực biến hóa bao quát đang tại đối với Diệp Thần Phong tiến hành một kích cuối cùng Thẩm Minh Hiên. Tự tử kỳ khi nhìn đến Diệp Thần Phong muốn bị Thẩm Minh Hiên oanh ra đấu trường hắn lần nữa châm chọc khiêu khích đứng lên, tiểu tử, ngươi bây giờ có thể lăn xuống đấu trường ngươi thằng ngu, ngươi cái lực vật, vừa nãy hắn bị Diệp Thần Phong một bạt tai đập bay cái này khiến hắn tâm tình trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo trong miệng là liều lĩnh loạn hô kêu loạn. Phảng phất muốn cầm Diệp Thần Phong oanh ra đấu trường là hắn như vậy. Đứng tại bên bờ lôi đài Diệp Thần Phong hắn nhìn xem Thẩm Minh Hiên quyền đầu tại trong con mắt chậm rãi phóng đại, trong miệng hắn là trầm thấp quát một tiếng trong cơ thể sở hữu linh hồn lực lần nữa xông về ngăn trở hắn thực lực tăng lên bình chướng, bỗng nhiên cầm bình chướng cho trùng kích tứ phân ngũ liệt, hắn thực lực trong nháy mắt từ tông cấp sơ kỳ bước vào tông cấp trung kỳ. Mà lúc này đây Diệp Thần Phong quyền đầu cũng cùng Thẩm Minh Hiên quyền đầu lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ, Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế cùng lực lượng không ngừng tăng vọt hắn lực lượng đã cùng tôn cấp sơ kỳ Thẩm Minh Hiên tương xứng bởi vì vừa mới đột phá, Diệp Thần Phong bốn phía năng lượng vừa vặn không chỗ phát tiết thế là Thẩm Minh Hiên liền thành hắn phát tiết miệng. Phanh! Diệp Thần Phong không có rơi xuống đấu trường, mà chính là Thẩm Minh Hiên hung hăng nha lui có năm. Sáu bước trên mặt hắn mang theo kinh ngạc cùng không dám tin thần sắc, hai tròng mắt chăm chú nhìn Diệp Thần Phong phiến thứ về sau, hỏi, ngươi, thực lực ngươi đột phá. Diệp Thần Phong mỉm cười nói, vừa rồi có nhiều mạo phạm, nếu ta vừa vặn cảm giác được thực lực mình muốn đột phá, nhất định phải cùng cao thủ đối chiến tới xông phá bình phong bệ cho nên mới sẽ buộc ngươi lên lôi đài, còn xin ngươi tha lỗi nhiều hơn. Dưới lôi đài Diệt Thiên Minh thành viên. Bọn họ chẳng những không có nhìn thấy Diệp Thần Phong bị oanh ra đấu trường ngược lại nhìn thấy Diệp Thần Phong thực lực bất thình lình đột phá trực tiếp cầm Thẩm Minh Hiên cho đẩy lui cái này khiến hắn bọn họ chấn kinh không biết nên nói cái gì. Không phải nói Diệp Thần Phong mức tiềm lực phi thường kém sao? Không phải nói Diệp Thần Phong đời này thực lực đều không thể đột phá sao? Làm sao Diệp Thần Phong luận bàn một chút lấy thực lực liền mạc danh kỳ diệu đột phá? Tự tử kỳ là hoàn toàn mắt trợn tròn hắn nhưng là lại nhiều lần trào phúng Diệp Thần Phong thực lực không có khả năng lại có tiến triển có thể Diệp Thần Phong ngay tại nhiều người như vậy trước mặt trực tiếp đột phá thực lực đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh hắn khuôn mặt, với lại phảng phất là đem hắn khuôn mặt đánh cho. 333 rung động. Chương 985, Thánh cấp nhục thân, thiên tài không cần sống. Chúng ta luận bàn còn có thể tiếp tục, hiện tại ta nên tính là chân chính có tư cách làm đối thủ của ngươi a. Trên lôi đài, Diệp Thần Phong nhìn xem Thẩm Minh Hiên nói ra. Thẩm Minh Hiên biết bây giờ Diệp Thần Phong lực lượng cùng hắn ngang hàng, lại thêm nếu như Diệp Thần Phong sử xuất bạo huyền bộ pháp lời nói, như vậy Diệp Thần Phong tại phương diện tốc độ là song bạo hắn, hắn biết mình lại cùng Diệp Thần Phong tỉ thí xuống dưới, hắn cơ hồ là chắc chắn thất bại, Thẩm Minh Hiên từ trước đến nay là một cái tính cách 10 phần quả quyết người, hắn nói thẳng, Diệp Thần Phong, cuộc tỉ thí này ngươi thắng. Diệt Thiên Minh công nhận đệ nhất thiên tài Thẩm Minh Hiên chủ động nhận thua. Dưới lôi đài một đám Diệt Thiên Minh thành viên là biểu lộ khác nhau,
Từ vừa rồi trên lôi đài trong lúc nói chuyện với nhau, bọn họ cũng biết Diệp Thần Phong muốn cùng Thẩm Minh Hiên đối chiến dụng ý. Bọn họ đối với Diệp Thần Phong sinh ra căm ghét hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đối Diệp Thần Phong sinh ra vẻ tôn kính. Dù sao Diệp Thần Phong chiến thắng Thẩm Minh Hiên, với lại Diệp Thần Phong vẫn còn ở trong chiến đấu đột phá, loại người này làm sao có khả năng là phế vật. Bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không tiềm lực máy kiểm tra xảy ra vấn đề. Nhìn thấy Thẩm Minh Hiên nhận thua, Diệp Thần Phong cũng không còn kiên trì cái gì, hiện tại hắn thực lực cuối cùng là đột phá, hắn cũng không có tất yếu ở tại trên lôi đài, hắn trực tiếp là nhảy xuống đấu trường, đi vào Diệt Thiên Minh Minh Chủ Trầm Kinh Vũ cùng Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng trước mặt. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nguyên bản tại tiềm lực máy kiểm tra đo ra Diệp Thần Phong mức tiềm lực về sau, bọn họ bắt đầu đối với Diệp Thần Phong mất đi hứng thú. Thẳng đến Diệp Thần Phong miểu sát Từ Tử Kỳ, Tiêu Lập Viễn hòa Lâm Hân Di, mới khiến cho hai người bọn họ lại lần nữa đối với Diệp Thần Phong khôi phục một chút hứng thú. Mà khi Diệp Thần Phong đưa ra muốn cùng Thẩm Minh Hiên khi đối chiến, Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng lại cho rằng Diệp Thần Phong là tự tin bành trướng. Đối với Diệp Thần Phong lại lần nữa trở nên lãnh đạm hạ xuống, thẳng đến Diệp Thần Phong trên lôi đài biểu hiện ra chiến lực cường hãn, cùng tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Diệp Thần Phong vậy mà thực lực đột phá. Cái này hoàn toàn phá vỡ bọn họ ý nghĩ, Diệp Thần Phong thật sự là một tên đệ nhất linh hồn lực chiến sĩ sao? Làm sao coi trọng đi so với bọn hắn những này đệ nhị đại linh hồn lực chiến sĩ còn muốn ngưu bê? Hiện tại bọn hắn không cho rằng Diệp Thần Phong thực lực sẽ cả một đời ngừng bước không tiến. Trầm Kinh Vũ nhìn xem trước mặt Diệp Thần Phong, hắn ánh mắt nóng rực, trong miệng kích động nói ra, Diệp tiểu huynh đệ. Người hôm nay thật là làm cho ta mở rộng mắt thấy a. Người lại có càng đẳng cấp chiến thắng đối thủ thực lực. Trước đó ta cùng Khang Thắng đều mắt phụng về a. Lâm Khang Thắng cũng vội vàng nói ra, Diệp tiểu huynh đệ, người bằng vào 7-8 năm thời gian, liền có thể từ cấp 1 linh hồn lực đến thực lực bây giờ. Tương lai người thành tựu sẽ không ở ta cùng Kinh Vũ phía dưới. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đều cho rằng Diệp Thần Phong xuyên Việt đến thời đại này có 7-8 năm thời gian. Lâm Khang Thắng là mịt mờ nói một chút, dù sao Diệt Thiên Minh bên trong bất luận kẻ nào cũng không biết bọn họ là linh hồn người xuyên Việt. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng cả một đời đều không có ý định cầm chuyện này đối người khác nói, hiện tại bọn hắn đối với Diệp Thần Phong độ thiện cảm là thẳng tắp tăng lên, nếu để cho bọn họ biết Diệp Thần Phong linh hồn mới xuyên Việt đến thời đại này 2-3 năm, chỉ sợ bọn họ hai cái sẽ hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào cầm Diệp Thần Phong kéo vào Diệt Thiên Minh bên trong. Thân thể to lớn lớn mạnh như Châu Trình Đại Hổ. Hắn đi đến Diệp Thần Phong bọn họ bên này, hắn hiện tại trong nội tâm đã là không kịp chờ đợi. Hắn nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, huynh đệ, ta nhìn ra được thân thể ngươi phi thường cường hãn, ngươi có thể hay không vẻn vẹn so với ta liều một phen nhục thân cường độ. Đương nhiên sử dụng linh hồn lực lời nói, ta khẳng định không phải huynh đệ đối thủ của ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần Phong còn chưa mở lời. Trầm Kinh Vũ ngược lại là mở miệng trước, quát Đại Hổ. Ngươi nói bậy cái gì đâu, tuy nhiên thực lực ngươi chỉ có tông cấp trung kỳ tầng thứ, nhưng thân thể ngươi thế nhưng là tôn cấp trung kỳ cường độ, vẻn vẹn so đấu nhục thân lời nói Diệp tiểu huynh đệ làm sao có khả năng là đối thủ của ngươi. Lâm Khang Thắng cũng cười đối với Diệp Thần Phong giải thích nói, Diệp tiểu huynh đệ, Đại Hổ nhục thân thế nhưng là có tôn cấp trung kỳ cường độ. Ngươi không cần đến cùng hắn so đấu nhục thân, Đại Hổ nhục thân có thể có hôm nay cái này cường độ, hắn nhưng là tại trải qua rất nhiều lần sinh tử, mới luyện thành như thế cường hãn nhục thân. Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, bọn họ cũng đi đến Diệp Thần Phong bên này, về phần Từ Tử Kỳ hắn đương nhiên không có ra mặt đi tới, chỉ là xa xa dùng âm ngoan cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Thẩm Minh Hiên trực tiếp mở miệng nói, Đại Hổ, ta nghĩ người nhục thân không có Diệp Thần Phong cường hãn, các ngươi không cần đến so đấu. Vừa mới Thẩm Minh Hiên thế nhưng là cùng Diệp Thần Phong đối chiến qua, hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần Phong thân thể cường hãn. Thẩm Minh Hiên lời này vừa nói ra, thủ hạ đều sửng sốt, Trầm Kinh Vũ nói ra, Sáng Hiên, ngươi không có nói quảng a. Đại Hổ thế nhưng là có tôn cấp trung kỳ nhục thân, Diệp tiểu huynh đệ nhục thân làm sao có khả năng so Đại Hổ còn cường hãn hơn. Thẩm Minh Hiên suy tư sau một lát, nói ra, theo ta phỏng đoán, Diệp Thần Phong nhục thân hẳn là đạt tới tôn cấp đỉnh phong cường độ.
Chiếu Thẩm Minh Hiên nói như vậy, Diệp Thần Phong thực lực là tông cấp trung kỳ, nhưng hắn nhục thân lại đạt tới tôn cấp đỉnh phong. Cái này khiến ở đây người đối với Thẩm Minh Hiên sinh ra nghi vấn, bất quá, bọn họ đều biết Thẩm Minh Hiên không phải một cái nói mạnh miệng người, cho nên bọn họ cả đám đều nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Diệp Thần Phong. Nếu như Diệp Thần Phong nhục thân cường độ thật đến tôn cấp đỉnh phong lời nói, như vậy Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng nói cái gì cũng phải cầm Diệp Thần Phong lưu tại Diệt Thiên Minh bên trong. Trầm Kinh Vũ đối thánh cấp trung kỳ cường giả Phương Chí Hoa, nói ra: Chí Hoa, ngươi đi cầm chắc thí nhục thân cường độ máy móc lấy ra một chút. Tốt, Minh Chủ, Phương Chí Hoa trả lời xong về sau, hắn liền rời đi 3 phút tả hữu, rất nhanh, trong tay hắn liền cầm lấy một cái máy đọc thẻ đi tới. Trầm Kinh Vũ đối Diệp Thần Phong nói ra: Diệp tiểu huynh đệ, chúng ta giúp ngươi kiểm tra một chút nhục thân cường độ, ngươi có nguyện ý hay không? Diệp Thần Phong cũng muốn biết mình nhục thân đạt tới cái gì cường độ, dù sao hắn nhục thân thế nhưng là đi qua Âu Dương Minh suốt đời chân kính lực lượng cải tạo qua, hắn gật gật đầu, nói ra, nguyện ý. Đang nghe Diệp Thần Phong sau khi trả lời, Phương Chí Hoa liền cầm máy móc đi đến Diệp Thần Phong trước mặt, trong tay hắn máy móc là một khối hình vuông tiểu bình màn, tại màn hình hai đầu phân biệt có hai cái dây lưng. Phương Chí Hoa đem cái này màn hình cột vào Diệp Thần Phong trên cánh tay phải, ấn xuống trên màn hình một cái nút. Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác phảng phất có một cỗ điện lưu trong thân thể thông qua, bất quá, cỗ này điện lưu tới cũng nhanh, đi cũng thật nhanh, chắc thì rất nhanh liền kết thúc. Phương Chí Hoa cầm tiểu bình màn từ Diệp Thần Phong trên cánh tay cởi xuống, kết quả khảo nghiệm cũng không có biểu hiện ở trên màn ảnh, cần đè xuống trên màn hình cái nút, mới có thể biểu hiện vừa mới kết quả khảo nghiệm. Làm Phương Chí Hoa đè xuống cái nút, nhìn thấy trên màn hình kết quả khảo nghiệm về sau, hai tay của hắn bỗng nhiên lắc một cái. Mà giờ khắc này, Phương Chí Hoa tại giúp Diệp Thần Phong chắc thí nhục thân cường độ, ở đây hơn Diệt Thiên Minh thành viên đều vây tới. Trầm Kinh Vũ khi nhìn đến Phương Chí Hoa cái tiểu động tác này về sau, hắn vội vàng hỏi: Chí Hoa, Diệp tiểu huynh đệ nhục thân có đạt tới tôn cấp đỉnh phong cường độ sao? Tất cả mọi người chăm chú nhìn Phương Chí Hoa. Tại từng đôi dưới ánh mắt, Phương Chí Hoa lắc đầu, nói ra, hắn nhục thân không có đến tôn cấp đỉnh phong cường độ. Hô! Nghe được kết quả này về sau, ở đây người đều buông lỏng một hơi, nếu là Diệp Thần Phong nhục thân cường độ đều đến tôn cấp đỉnh phong lời nói, như vậy ở đây thật là không muốn sống. Thẩm Minh Hiên trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc, hắn phán đoán chính mình phỏng đoán hẳn là sẽ không sai, chẳng lẽ Diệp Thần Phong nhục thân cường độ chỉ đến tôn cấp trung kỳ sao? Nhưng mà, tại mọi người vừa mới thở ra một hơi, Trầm Kinh Vũ muốn hỏi một chút Diệp Thần Phong nhục thân cụ thể cường độ thì Phương Chí Hoa thật sâu hít một hơi, cầm tâm tình điều chỉnh một chút, nói ra hắn nhục thân đến thánh cấp trung kỳ cường độ. Không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch, ở đây người đều ngừng thở, từng cái sững sờ đứng tại chỗ, bọn họ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến lại là kiểm tra này kết quả. Bọn họ thật rất muốn hung hăng quất chính mình mấy cái tát. Dùng cái này đến xem mình tới có phải hay không đang nằm mơ. Tông cấp trung kỳ linh hồn lực, có chiến thắng tôn cấp sơ kỳ cao thủ năng lực, với lại nhục thân cường độ còn đến thánh cấp trung kỳ. Nếu như Diệp Thần Phong là một cái phế vật lời nói, như vậy trên cái thế giới này còn có thiên tài sao? Còn muốn hay không để cho những cái được gọi là thiên tài sống? Chương 986, thân cận hơn một chút. Diệt Thiên Minh giao đấu trong tràng yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có liên tiếp tiếng hít thở quanh quẩn ở chính giữa, không khí phảng phất đang giờ khắc này cứng lại, thời gian phảng phất đang giờ khắc này dừng lại, từng đôi chừng đến như là đèn lồng lớn nhỏ ánh mắt, toàn bộ tập trung ở Diệp Thần Phong trên thân. Tại Thẩm Minh Hiên suy đoán Diệp Thần Phong nhục thân đạt tới tôn cấp đỉnh phong cường độ thời điểm, cái này đã cho ở đây người đánh một tề dự phòng châm. Mà khi nghe được Phương Chí Hoa nói Diệp Thần Phong nhục thân cũng không phải là tôn cấp đỉnh phong cường độ, cái này khiến ở đây người căng thẳng thần kinh đều trầm tĩnh lại. Có thể tiếp đó, làm Phương Chí Hoa tuyên bố Diệp Thần Phong nhục thân đến thánh cấp trung kỳ cường độ thời điểm, ở đây tất cả mọi người trầm tĩnh lại, thần kinh lại lần nữa căng cứng, với lại đi qua cái này tuyệt địa bắn ngược kiểu trùng kích, ở đây tất cả mọi người kém chút trực tiếp bị kết quả này dọa cho đến tinh thần sụp đổ. Đứng tại đám người phía ngoài nhất Từ Tử Kỳ, hắn đang nghe Diệp Thần Phong nhục thân cường độ có thánh cấp trung kỳ thời điểm, hắn trực tiếp một hơi không có thở lên, mắt tối sầm lại, nhất thời té xỉu trên đất bên trên. Giờ phút này,
Tất cả mọi người bị Diệp Thần Phong nhục thân cường độ bị dọa cho phát sợ, không có bất kỳ cái gì một người chú ý bất tỉnh đi từ Tử Kỳ. Diệp Thiên Minh Minh chủ trầm kinh vũ, trong cổ họng hắn nuốt nước miếng, liều mạng để cho mình tâm tình ổn định lại, hít sâu một cái khí, ánh mắt nhìn xem Diệp Thần Phong, sau đó vừa nhìn về phía thánh cấp trung kỳ cường giả Phương Chí Hoa, hỏi Chí Hoa, chắc thí nhục thân cường độ máy móc không có xảy ra vấn đề a? Đang nghe Trầm Kinh Vũ nghi vấn về sau, Phương Chí Hoa vừa cẩn thận kiểm tra ba lần máy móc, trong cổ họng hắn là khô khốc vô cùng, nuốt một miếng nước bọt, nói ra, Minh Chủ. Máy móc tuyệt đối không có vấn đề, vị tiên sinh này nhục thân cường độ xác thực đến thánh cấp trung kỳ. Tại xác định Diệp Thần Phong nhục thân cường độ có thánh cấp trung kỳ về sau, Phương Chí Hoa đối với Diệp Thần Phong dùng tới tôn kính xưng hô. Dù sao vào ngay hôm nay Chí Hoa linh hồn lực tuy nhiên đến thánh cấp trung kỳ, nhưng hắn nhục thân cũng tương tự chỉ là thánh cấp trung kỳ cường độ, bình thường thịt người thân thể cường độ cũng là cùng linh hồn lực cường độ giống nhau, không có người đặc biệt sẽ đi tu luyện nhục thân cường độ, dù sao nhục thân cường độ phi thường khó tu luyện, bây giờ Diệp Thần Phong linh hồn lực tại tông cấp trung kỳ tầng thứ, hắn nhục thân cường độ cũng đã đến thánh cấp trung kỳ. Với lại từ vừa rồi Diệp Thần Phong đang luận bàn bên trong bày ra tư chất, Phương Chí Hoa khẳng định tương lai Diệp Thần Phong tất nhiên không phải kẻ tầm thường, cho nên hắn thái độ lập tức phát sinh phi thường to lớn cải biến. Ở đây người nghe được Phương Chí Hoa trả lời về sau. Riêng là Diệp Thiên Minh bên trong những người tuổi trẻ kia, bọn họ từng cái nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt lại lần nữa phát sinh cải biến. Nếu như nói vừa rồi bọn họ đối với Diệp Thần Phong sinh ra vẻ tôn kính, như vậy hiện tại bọn họ là hoàn toàn bị Diệp Thần Phong cho tin phục. Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn. Cái này bốn tên Diệp Thiên Minh thiên tài nhân vật, trên mặt bọn họ đều treo đắng chát nụ cười, Thẩm Minh Hiên nguyên bản suy đoán Diệp Thần Phong nhục thân cường độ có tôn cấp đỉnh phong, ai biết Diệp Thần Phong nhục thân cường độ vậy mà đến thánh cấp trung kỳ. Cái này khiến hắn cảm giác mình vị này Diệp Thiên Minh đệ nhất thiên tài thật sự là quá buồn cười, trên mặt hắn cao ngạo cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung, trong mồm âm thầm lầm bầm một câu, biến thái. Tông cấp trung kỳ thực lực Tiêu Lập Viễn, hắn cười khổ nói, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá quá thấp Diệp Thần Phong các phương diện thực lực. Bị hắn cho miểu sát, thật sự là không có chút nào oan uổng a. Khí chất lãnh diễm cao quý Lâm Hân Di, nàng trong đôi mắt đẹp thần sắc hết sức phức tạp, cắn cắn môi đỏ. Nói ra, hắn cũng là cái yêu nghiệt. Thực lực thuộc về tông cấp trung kỳ, nhục thân cường độ đến tôn cấp trung kỳ Trình Đại Hổ. Hắn chất phác trên mặt bắp thịt hơi hơi co quắp, hắn có thể có hôm nay loại này nhục thân cường độ, hắn nhục thân là đi qua thiên truy bách luyện, có bao nhiêu lần kém chút trực tiếp tử vong. Có bao nhiêu lần kém chút nửa đường từ bỏ. Diệp Thần Phong thánh cấp trung kỳ nhục thân cường độ là bắt hắn cho rung động, hắn suy đoán Diệp Thần Phong nhục thân có thể có cường hãn như thế, Diệp Thần Phong lúc trước khẳng định là đi qua vô số lần sinh tử tồn vong. Mà Diệp Thần Phong bản thân đang nghe hắn nhục thân cường độ có thánh cấp trung kỳ về sau, hắn cũng là hơi hơi sững sờ thần, hắn không nghĩ tới chính mình nhục thân tại trải qua Âu Dương Minh cải tạo về sau, vậy mà trở nên như thế cường hãn. Diệp Thiên Minh phó minh chủ Lâm Khang Thắng, hắn nói ra, Diệp tiểu huynh đệ, thân thể ngươi làm sao lại như thế cường hãn? Ngươi là thế nào tu luyện được? Diệp Thần Phong lười nhác giải thích nhiều như vậy, thuận miệng nói ra, nếu ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ là cứ như vậy tu luyện liền đến hôm nay trình độ này, nếu không phải là các ngươi hôm nay giúp ta chắc thí nhục thân cường độ, ta còn không biết chính mình nhục thân cường độ có thánh cấp trung kỳ. Lời này vừa nói ra để cho ở đây người là hoàn toàn im lặng, bọn họ xem Diệp Thần Phong cũng không giống là nói láo, như vậy ở đây những người này cùng Diệp Thần Phong so sánh, bọn họ đã cảm thấy chính mình thật ngay cả cái rắm đều không phải là, liền ngay cả Thẩm Minh Hiên mấy cái Diệp Thiên Minh thiên tài. Bọn họ tại Diệp Thần Phong trước mặt cũng biến thành không đáng một đồng. Diệp Thiên Minh Minh chủ Trầm Kinh Vũ, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một tờ thẻ từ, cầm cái này thẻ từ đưa cho Trình Đại Hổ, nói ra, Đại Hổ, người mang theo Diệp tiểu huynh đệ tại Diệp Thiên Minh bên trong thật tốt dạo chơi. Ngược lại, Trầm Kinh Vũ vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp tiểu huynh đệ, người hôm nay liền ở tại Diệp Thiên Minh bên trong đi. Dù sao ngươi cũng không kịp trở lại kinh thành. Ngươi thấy thế nào? Diệp Thần Phong cũng biết Trầm Kinh Vũ nói là sự thật, huống hồ hắn cũng xác thực muốn hiểu biết Diệp Thiên Minh đây. Cho nên, hắn nói ra tốt, Thẩm Minh Chủ,
vậy ta ngay tại Diệt Thiên Minh bên trong lai cái 1-2 ngày đi. Tiếp nhận Trầm Kinh Vũ trong tay thẻ từ Trình Đại Hổ, hắn chất phát trên mặt tách ra hưng phấn thần sắc, hắn chính là muốn tìm cơ hội cùng Diệp Thần Phong cỡ nào tiếp cận đây. Hắn cảm giác Diệp Thần Phong có phần đối với mình khẩu vị, hắn cười nói với Diệp Thần Phong, huynh đệ, ta trước tiên dẫn ngươi đi tối nay ngươi lai đến địa phương, ta cần phải hướng về ngươi tốt nhất lãnh giáo một chút tu luyện nhục thân vấn đề đây. Tại Trình Đại Hổ mang theo Diệp Thần Phong rời đi giao đấu trận về sau, Trầm Kinh Vũ hết sức nghiêm túc đối ở đây Diệt Thiên Minh thành viên, nói ra, liên quan tới Diệp tiểu huynh đệ sự tình, các ngươi một cái cũng không có thể để lộ ra đi, kẻ vi phạm, phế bỏ linh hồn lực, trục xuất Diệt Thiên Minh. Đang nghe ở đây người đều đáp ứng về sau, Trầm Kinh Vũ phất phất tay, nói ra tốt, các ngươi đều tản ra đi. Không nên để lại ở chỗ này. Đón lấy, Trầm Kinh Vũ hiện tại cuối cùng là nhìn thấy hôn mê trên mặt đất Từ Tử Kỳ, hắn còn nói thêm cầm Từ Tử Kỳ khiêng đi. Bây giờ, ở đây Diệt Thiên Minh thành viên nhìn về phía đang hôn mê Từ Tử Kỳ thì trên mặt bọn họ từng cái tràn ngập khinh thường thần sắc. Bọn họ trong đầu nhớ tới vừa rồi giống như một mực là Từ Tử Kỳ đang gây hấn với Diệp Thần Phong, hiện tại xem ra Từ Tử Kỳ quả thực là một cái buồn cười vô cùng tiểu sử thằng hề mà thôi. Tại Diệt Thiên Minh thành viên tán đi về sau, thánh cấp trung kỳ cường giả Phương Chí Hoa, hắn nói ra, Minh Chủ, Phó Minh Chủ, nếu như khả năng lời nói, nhất định phải cầm Diệp Thần Phong lưu tại chúng ta Diệt Thiên Minh bên trong A. Hắn tương lai thành tựu không thể đo lường. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng phân biệt trịnh trọng gật gật đầu, bọn họ hiện tại cũng không dám khinh thường Diệp Thần Phong, căn cứ Diệp Thần Phong đủ loại biểu hiện, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định Diệp Thần Phong tiềm lực bất khả hạn lượng. Tại Phương Chí Hoa sau khi rời đi, chỉ có Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di cùng Tiêu Lập Viễn, đứng tại Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng trước mặt, Trầm Kinh Vũ nhìn xem trước mặt ba người này, nói ra, hiện tại các ngươi hẳn phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Ta Diệt Thiên Minh thế lực nguyên bản muốn so Thiên Minh yếu một ít, cho nên các ngươi còn nhất định phải nỗ lực tu luyện mới được a. Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng, hắn nhìn xem Thẩm Minh Hiên bọn người, nói ra, các ngươi cùng Diệp Thần Phong cũng là không sai biệt lắm niên kỷ, ở chỗ này ta cơ hồ có thể khẳng định, tương lai các ngươi thành tựu không như lá thần phong a. Các ngươi tận lực cùng Diệp Thần Phong thân cận hơn một chút, dạng này có lẽ đối với các ngươi đều có chỗ tốt. Khang Thắng nói không tệ. Các ngươi cùng Diệp Thần Phong thật tốt ở chung. Trầm Kinh Vũ cũng lập tức phụ họa nói, đang khi nói chuyện hắn đem ánh mắt dừng lại tại Lâm Hân Di trên thân, tiếp tục nói, hiện tại Diệp Thần Phong còn không nguyện ý gia nhập chúng ta Diệt Thiên Minh, các ngươi cũng tốt rất muốn phải làm thế nào mới có thể để Diệp Thần Phong gia nhập chúng ta. Chỉ cần là không cho Diệp Thần Phong phản cảm, các ngươi cứ việc có thể đi thử một chút. Lâm Khang Thắng cũng cảm giác được Trầm Kinh Vũ ánh mắt, hắn đương nhiên biết Trầm Kinh Vũ ý tứ, hắn cũng nhìn xem nữ nhi của mình Lâm Hân Di, nói ra, Hân Di, riêng là ngươi, đã lớn như vậy, ngươi còn không có ưa thích qua nam nhân đâu à. Ta xem Diệp Thần Phong rất thích hợp ngươi, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Chương 987, xóa sạch bong bóng, nhìn hết sạch. Trình Đại Hổ mang theo Diệp Thần Phong rời đi Diệt Thiên Minh đệ ngũ tầng giao đấu trận về sau. Hắn mang theo Diệp Thần Phong đi thang máy đi vào đệ tam tầng, tại Diệt Thiên Minh đệ tam tầng ước chừng có 20 cái gian phòng, Trình Đại Hổ vừa cười vừa nói, huynh đệ, cái này đệ tam tầng gian phòng còn có rất nhiều cũng là khoảng trống, ta cùng Minh Hiên bọn họ đều là ở tại nơi này đệ tam tầng. Trình Đại Hổ đi vào 30 cửa gian phòng, hắn từ trong túi xuất ra vừa mới Trầm Kinh Vũ giao cho hắn thẻ này, cầm thẻ này dán tại cửa gian phòng cảm ứng khí bên trên, chỉ nghe thấy tích giọt hai tiếng. Cửa phòng liền tự động mở ra, đi theo Trình Đại Hổ đi vào trong phòng Diệp Thần Phong, hắn nhìn thấy trong phòng công trình là đầy đủ mọi thứ. Diệp Thần Phong nhìn xem Trình Đại Hổ, hỏi, Trình huynh đệ, các ngươi Diệt Thiên Minh bên trong có hay không tồn trữ dược tài địa phương? Ta muốn dùng một chút dược tài đến chính mình phối chế một chút dược vật. Từ khi Diệp Thần Phong biết được tôn cấp linh hồn lực phía trên, còn có thánh cấp linh hồn lực, đế cấp linh hồn lực cùng thần cấp linh hồn lực. Hắn luôn cảm giác trên thân muốn chuẩn bị một ít gì đó, nói thí dụ như hóa cốt phấn, hóa cốt thủy chi loại, tuy nhiên phối chế hóa cốt phấn dược tài chỉ có tại cổ võ giới bên trong mới có, nhưng là Diệp Thần Phong đã đem phối chế hóa cốt phấn dược tài dược tính cho mò thấy, hắn ngược lại là có thể lựa chọn dùng một chút hắn dược tài để thay thế. Tất nhiên lần này tới đến Diệt Thiên Minh,
như vậy Diệp Thần Phong tin tưởng lớn như vậy Diệt Thiên Minh bên trong, khẳng định sẽ có các loại dược tài dự trữ. Trình Đại Hổ là một cái tính cách 10 phần người hào sảng, hắn đang nghe Diệp Thần Phong nghi vấn về sau, hắn lập tức nói ra, huynh đệ, ngươi cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, nếu như ngươi không chê lời nói, như vậy ngươi trực tiếp gọi ta Đại Hổ là được. Diệp Thần Phong cũng là một cái 10 phần tùy ý người, hắn cũng liền nói gấp, Đại Hổ, vậy ngươi gọi ta Thần Phong là được. Thần Phong, ta liền ưa thích giống như ngươi người sảng khoái, chúng ta Diệt Thiên Minh bên trong có cái dược tài kho, cơ hồ ngươi có thể nghĩ ra được dược tài, ở trong đó cũng là có. Trình Đại Hổ nói ra. Diệp Thần Phong lại hỏi, Đại Hổ, này tiến vào dược tài kho, ta muốn hay không trước cùng Thẩm Minh chủ nói một tiếng. Trình Đại Hổ lắc đầu, lắc lắc trong tay tấm thẻ từ kia, nói ra, Thần Phong, ngươi biết cái này thẻ này là lấy làm gì sao? Chỉ cần có cái này thẻ này, ngươi liền có thể mở ra Diệt Thiên Minh bên trong bất kỳ chỗ nào môn, tại toàn bộ Diệt Thiên Minh bên trong chỉ có hai tấm loại này vạn năng thẻ này. Cái này hai tấm vạn năng thẻ này nắm giữ tại minh chủ cùng phó minh chủ trong tay, mà bây giờ minh chủ trong tay tấm kia vạn năng thẻ đưa cho chúng ta tại đây, phải biết lúc trước minh chủ cùng phó minh chủ còn không có cầm vạn năng thẻ này đã cho ai đâu. Xem ra minh chủ cùng phó minh chủ đối với Thần Phong ngươi phi thường tín nhiệm a. Nói, Trình Đại Hổ liền cầm vạn năng thẻ này nhét trong tay Diệp Thần Phong mặt. Diệp Thần Phong IQ cùng hắn thực lực là thành có quan hệ trực tiếp. Hắn biết đây là Trầm Kinh Vũ tại thu mua nhân tâm, Trầm Kinh Vũ muốn cho hắn gia nhập cái này Diệt Thiên Minh, bất quá, Diệp Thần Phong là một cái không thích câu thúc người, hắn mức độ lớn nhất cũng là hợp tác với Diệt Thiên Minh, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tại thời gian ngắn nhất đến thần cấp linh hồn lực tầng thứ. Đại Hổ, vậy ngươi trước tiên mang ta đi một chuyến Diệt Thiên Minh dược tài kho đi. Diệp Thần Phong trong nội tâm một mình suy nghĩ một lát sau, hắn đối Trình Đại Hổ nói ra. Diệt Thiên Minh dược tài kho tại tầng thứ tư, Diệp Thần Phong trong tay có được vạn năng thẻ này, dọc theo con đường này đương nhiên là thông suốt, làm Diệp Thần Phong đi vào Diệt Thiên Minh dược tài kho thì hắn thật là có chút bị chấn kinh đến, chỉ gặp toàn bộ dược tài kho phi thường rộng rãi, bên trong dược tài là phong phú toàn diện. Diệp Thần Phong trong nội tâm vừa nghĩ phối chế hóa cốt phấn dược tài dược tính, một bên tại dược tài trong kho tìm kiếm lấy có thể thay thế phối chế hóa cốt phấn dược tài, rất nhanh. Diệp Thần Phong liền đem dược tài cho tìm đủ, Trình Đại Hổ giúp Diệp Thần Phong tìm đến hai cái túi lớn. Cầm Diệp Thần Phong cần dược tài toàn bộ cất vào trong túi. Khi tìm thấy cần dược tài về sau, còn có một thứ đồ vật là phi thường trọng yếu, hóa cốt phấn tính ăn mòn phi thường cường hãn, nhất định phải đặt ở đặc thù kháng tính ăn mòn trong bình. Thế là, Diệp Thần Phong lại hỏi, Đại Hổ, các ngươi Diệt Thiên Minh bên trong có hay không loại kia cực kỳ kháng ăn mòn bình nhỏ? Trình Đại Hổ nói thẳng, Thần Phong, chúng ta Diệt Thiên Minh bên trong cơ hồ bất luận cái gì đồ vật cũng là đầy đủ, kháng tính ăn mòn cái bình khẳng định cũng là có, ta dẫn ngươi đi một chuyến đồ vật kho là được. Đồ vật kho tại đệ lục tầng, Trình Đại Hổ mang theo Diệp Thần Phong tiến vào đồ vật kho về sau, Diệp Thần Phong quả nhiên tại đồ vật trong kho tìm tới cực kỳ kháng tính ăn mòn bình nhỏ, thuận tiện tại đồ vật trong kho ngay cả phối chế dược vật các loại dụng cụ đều tìm đến. Tại cầm tất cả mọi thứ đều tìm đầy đủ về sau, Diệp Thần Phong cùng Trình Đại Hổ lại trở lại đệ tam tầng 30 trong phòng. Trình Đại Hổ nói ra, Thần Phong, như vậy ta liền không ở nơi này quấy rầy ngươi, chờ lúc ăn cơm chiều đợi, ta lại tới nơi này bảo ngươi, nếu như ngươi muốn thư thư phục phục ngâm trong bồn tắm lời nói, tại đệ nhị tầng có một cái phi thường lớn phòng tắm, ngươi có thể đi đệ nhị tầng hưởng thụ một chút. Diệp Thần Phong cùng Trình Đại Hổ nói chuyện tào lao vài câu về sau. Trình Đại Hổ liền rời đi Diệp Thần Phong gian phòng, đồng thời Diệp Thần Phong cũng đều bắt đầu phối chế hóa cốt phấn. Diệp Thần Phong trước đem các loại dược tài dược tính cùng dược lực cường độ toàn bộ xác nhận một lần về sau, hắn liền lập tức vùi đầu vào phối chế hóa cốt phấn bên trong đi, hóa cốt phấn phối chế cũng không có khó khăn dường nào. Diệp Thần Phong cầm 8 cái kháng tính ăn mòn bình nhỏ, ước chừng sau 4 tiếng, Diệp Thần Phong liền phối chế tốt 8 bình hóa cốt phấn. Diệp Thần Phong từ trên ghế đứng lên, sảng khoái duỗi cái lưng mệt mỏi, liên tục 4 giờ phối chế hóa cốt phấn, tăng thêm đang tỉ đấu trong tràng luận bàn. Diệp Thần Phong y phục trên người đã sớm là bị dính cộc cộc mồ hôi cho thẩm thấu, trong phòng cũng là có phòng tắm, bất quá, trong phòng tắm không thể ngâm trong bồn tắm. Diệp Thần Phong tại trên sinh hoạt cũng không phải là một cái theo đuổi hoàn mỹ người, mà khi hắn đi vào trong phòng tắm thời điểm,
hắn phát hiện căn bản là thả không ra nước đến, điều này cũng làm cho Diệp Thần Phong phiền muộn, đang do dự sau một lát, hắn vẫn là có ý định đi đệ nhị tầng trong phòng tắm tắm rửa. Diệp Thần Phong cầm quần áo một lần nữa sau khi mặc vào, trong tay hắn cầm vạn năng thẻ này liền đi ra gian phòng, ngồi thang máy đi vào đệ nhị tầng. Tại toàn bộ đệ nhị tầng chỉ có một gian rộng rãi phòng tắm, làm Diệp Thần Phong đi vào cửa phòng tắm thời điểm, hắn phát hiện cửa bị đóng lại, thế là, hắn trực tiếp dùng trong tay mặt vạn năng thẻ này cầm cửa phòng tắm cho mở ra. Mà tại Diệp Thần Phong mở ra cửa phòng tắm thời điểm, trong phòng tắm, toàn thân cao thấp không có mặc bất luận một cái nào quần áo Lâm Hân Di, nàng đang ngồi ở một tấm thấp bé trên ghế, cầm sữa tắm bôi lên tại bóng loáng trên da, sau đó, nàng dùng béo mập hai tay ở trên người lau sạch đứng lên, tại thân thể nàng phía trên rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều bong bóng. Lâm Hân Di hai tay dao động tại chính mình hai tòa sơn phong trước, trong đầu nghĩ đến Trầm Kinh Vũ cùng nàng phụ thân ám chỉ nàng sự tình, cái này khiến trong đầu của nàng không khỏi hiển hiện Diệp Thần Phong khuôn mặt, lãnh diễm trên mặt hiển hiện một vòng đỏ ửng, thấp giọng lẩm bẩm: ta làm sao lại muốn Diệp Thần Phong? Ta đối với bất kỳ nam nhân nào đều không có hứng thú. Tại Trình Đại Hổ nói cho Diệp Thần Phong đệ nhị tầng có ở giữa phi thường lớn phòng tắm thì hắn giống như quên nói cho Diệp Thần Phong, mỗi ngày 5 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi là Lâm Hân Di một người dùng gian phòng này phòng tắm thời điểm. Lâm Hân Di mỗi ngày tại cố định thời gian đều sẽ tới gian phòng này trong phòng tắm tắm rửa. Huống hồ Lâm Hân Di cầm cửa phòng tắm cho khóa trái, người khác căn bản là đừng đi tiến đến, trừ phi trong tay có vạn năng thẻ này Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng. Hai người này đương nhiên sẽ không tới nhìn lén Lâm Hân Di tắm rửa. Răng rác, một tiếng. Cửa phòng tắm bị mở ra âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng tắm. Cái này khiến Lâm Hân Di không khỏi nhìn về phía cửa phòng tắm. Ngay sau đó, để cho nàng vô pháp tưởng tượng một màn phát sinh, nàng thế mà nhìn thấy Diệp Thần Phong đi vào trong phòng tắm. Mà vừa mới đi vào phòng tắm Diệp Thần Phong, hắn khi nhìn đến Lâm Hân Di béo mập trắng noãn thân thể, cùng hai tòa hùng vĩ sơn phong trước bọt biển thì hắn không khỏi trừng to mắt. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Trong phòng tắm thời gian phảng phất dừng lại. Diệp Thần Phong hòa Lâm Hân Di lẫn nhau nhìn đối phương. Hồi lâu sau, Diệp Thần Phong cuối cùng là lấy lại tinh thần. Hắn thật không nghĩ tới chính mình đi vào phòng tắm sẽ thấy như thế để cho người ta nhiệt huyết dâng trào một màn. Hắn nhún nhún vai về sau. Nói ra, không có ý tứ, ta không biết ngươi đang dùng phòng tắm, chờ ngươi sử dụng hết ta lại đến. Chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí cứ như vậy vô sỉ rời khỏi trong phòng tắm, thuận tiện giúp Lâm Hân Di lấy cửa đóng lại. Tại Diệp Thần Phong đi ra phòng tắm về sau, Lâm Hân Di mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, gò má nàng trong nháy mắt bò đầy đỏ ửng, trong miệng hô hấp là phi thường khí gấp rút, ở ngực sơn phong chập trùng cực kỳ kịch liệt. Trong cơ thể nàng tông cấp đỉnh phong linh hồn lực đột nhiên tràn ra tới, hai đầu trắng noãn cánh tay dùng lực hất lên. Phanh 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 phanh. Trong phòng tắm nước cao cao tóe lên đến, Lâm Hân Di quên Trầm Kinh Vũ cầm vạn năng thẻ này tạm thời cho Diệp Thần Phong dùng. Nàng trong cổ họng khẽ kêu nói, Diệp Thần Phong, ta và ngươi không đội trời chung. Chương 988, y đấu thi đấu. Diệp Thần Phong rời đi Diệt Thiên Minh đệ nhị tầng phòng tắm về sau. Hắn nhưng không có lại đi tắm rửa dự định, hắn trực tiếp đi thang máy trở lại đệ tam tầng dừng chân địa phương, chỉ gặp Trình Đại Hổ vừa lúc ở 10 cửa gian phòng chờ lấy hắn. Làm Trình Đại Hổ nhìn thấy Diệp Thần Phong về sau, hắn lập tức nghênh đón, hỏi Thần Phong, người đi nơi nào? Ta là tới gọi ngươi đi ăn cơm chiều, tối nay minh chủ cùng phó minh chủ nhưng là muốn tự mình chiêu đãi ngươi. Diệp Thần Phong trong đầu không khỏi thoáng hiện Lâm Hân Di non mềm trắng noãn thân thể mềm mại. Vô luận bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy tiểu bang vẽ trong phòng tắm một màn kia, chung quy trong nháy mắt huyết mạch bành trướng, trừ phi ngươi không phải nam nhân, hoặc là những cái kia muốn cố ý giả thánh nhân ra hỏa. Diệp Thần Phong thầm cười khổ một lúc sau, hắn cầm trong đầu thượng vàng hạ cám suy nghĩ đều bài trừ ra ngoài, nói ra, Đại Hổ, ta đi linh tinh nhàn rỗi không chuyện gì, vừa lúc ở Diệt Thiên Minh bên trong tùy tiện đi một chút. Hả, dạng này à? Vậy chúng ta bây giờ liền đi nhà ăn đi, đồ ăn hẳn là đều chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại, Trình Đại Hổ lại nghĩ tới một việc, hắn mở miệng lần nữa nói, Thần Phong, ta vừa nãy quên nói cho ngươi biết một việc, xế chiều mỗi ngày 5 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi là Hân Di một người dùng phòng tắm thời gian, may mắn ngươi đi linh tinh không có đi đệ nhị tầng trong phòng tắm ngâm trong bồn tắm,
Nhìn thấy trước mặt Trình Đại Hổ khờ bên trong khờ khí ngốc dạng, Diệp Thần Phong nhất thời càng thêm phiền muộn, trong lòng của hắn thầm nghĩ, người nói buổi tối, Lâm Hân Di trên thân cái kia nhìn thấy cùng không nên nhìn thấy, ta đều nhìn thấy. Diệp Thiên Minh nhà ăn tại đệ thất tầng, Diệp Thần Phong cùng Trình Đại Hổ đi thang máy chống đỡ đỉnh đệ thất tầng, tại đệ thất tầng có một cái công cộng nhà ăn cùng một cái tư nhân phòng, công cộng nhà ăn là Diệp Thiên Minh thành viên dùng cơm địa phương. Mà tư nhân phòng là Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng bọn người dùng cơm địa phương. Làm Trình Đại Hổ mang theo Diệp Thần Phong đi vào tư nhân phòng cửa ra vào thời điểm, Lâm Hân Di cũng đúng lúc từ phía sau đi tới đi linh tinh trong phòng tắm bị Diệp Thần Phong xem không còn một mảnh về sau, Lâm Hân Di liền không có tâm tình đang tắm. Đi đến cửa nhà hàng miệng Lâm Hân Di, nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm nàng nhịp tim đập bất tranh khí nhanh hơn dẫn đầu. Có thể nàng ngoài mặt vẫn là duy trì lãnh diễm khí chất cao quý, mắt nhìn Trình Đại Hổ, lạnh như băng nói ra, Đại Hổ, ngươi tiên tiến trong phòng đi. Trình Đại Hổ nhìn xem Diệp Thần Phong, lại nhìn xem Lâm Hân Di, hắn đôi nam nữ ở giữa sự tình là rốt đặc cán mai, hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì trực tiếp đi vào bên trong bao gian. Tại Trình Đại Hổ đi vào phòng về sau, Lâm Hân Di không cách nào duy trì lãnh diễm khí chất, băng lãnh trên gương mặt hiển hiện một vòng đỏ ửng. Cắn hàm răng nói ra, Diệp Thần Phong, không cho phép ngươi cầm trong phòng tắm sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, ra vẻ rời tách mơ hồ bộ dáng, nói ra, Lâm Hân Di, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu, ta luôn luôn ở tại trong phòng A, căn bản là không có đi qua cái gì phòng tắm. Nói xong Diệp Thần Phong liền đẩy cửa ra cũng đi vào bên trong bao gian. Lâm Hân Di nhìn thấy Diệp Thần Phong không thèm để ý chút nào biểu hiện nàng nguyên bản là muốn cho Diệp Thần Phong quên trong phòng tắm sự tình, nhưng bây giờ trong nội tâm nàng lại dâng lên một cỗ không khỏi rượu khô thuốc súng, cắn cắn môi đỏ thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, ta tuy nhiên đối với thối nam nhân không có hứng thú, nhưng ngươi nhìn ta thân thể, ngươi liền muốn quỵt nợ, về sau ta sẽ cùng ngươi chậm rãi tính toán rõ ràng. Nếu Lâm Hân Di đã lớn như vậy, sở dĩ còn không có nói qua yêu đương. Nàng phát hiện mình đối với nam nhân bản năng có cùng căm ghét cảm giác, chỉ là nàng luôn luôn không có cầm chuyện này đối với bất kỳ người nào nhắc lên, lại nói nàng khí chất nguyên bản là lạnh như băng, người khác cũng không có nhìn ra nàng tại nam nữ sự tình bên trên vấn đề. Tại Lâm Hân Di đi vào phòng thời điểm, Trầm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng cùng Thẩm Minh Hiên bọn người tại. Đương nhiên từ Tử Kỳ không mặt mũi tới nơi này ăn cơm chiều, hắn bây giờ đã trở thành chờ đợi nhiều người trong mắt trò cười. Lâm Khang Thắng đối Lâm Hân Di nói ra, Hân Di, ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian ngồi xuống A. Lâm Hân Di nhìn thấy chỉ có Diệp Thần Phong bên người có một cái không vị, trong nội tâm nàng đang giãy giụa một phen về sau, tận lực để cho mình biểu hiện 10 phần bình tĩnh, đi đến Diệp Thần Phong bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Trên bàn cơm thức ăn và rượu ngon đều đã là dâng đủ, Diệp Thiên Minh Minh chủ Trầm Kinh Vũ tự mình cho Diệp Thần Phong nhất định một chén rượu. Sau đó, hắn cũng cho Lâm Khang Thắng rót một ly, sau cùng mới cho hắn tự chỉ rót một chén, nói ra. Diệp tiểu huynh đệ, ta cùng Khang Thắng miễn cưỡng kính ngươi một chén, tương lai ngươi thành tựu nhất định tại chúng ta phía trên A. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đồng thời giơ ly rượu lên, mà Diệp Thần Phong từ trước đến nay là người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng, hắn đương nhiên cũng không chút do dự giơ ly rượu lên, cầm nguyên một chén rượu cho một hơi làm. Trầm Kinh Vũ vừa cười vừa nói, Diệp tiểu huynh đệ, người thế nhưng là cái người sảng khoái a. Đến, không nên khách khí, chúng ta dùng bữa dùng bữa. Diệp Thần Phong là 10 phần giỏi về quan sát, tuy nhiên Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng mang trên mặt nụ cười, nhưng hắn nhìn ra được hai người này trong đôi mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên một vòng lo buồn chi sắc. Cái này khiến hắn không khỏi nghi vấn hỏi Thẩm Minh Chủ, Diệp Thiên Minh có phải hay không phát sinh sự tình gì? Đang nghe Diệp Thần Phong cái nghi vấn này về sau, Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng trên mặt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn trong lòng chuyện này, hai người bọn họ cũng mới đi linh tinh biết được, Diệp Thiên Minh bên trong còn không có người khác biết đây. Diệp Thần Phong có thể hỏi ra vấn đề này đến, nói cách khác Diệp Thần Phong quan sát năng lực phi thường khủng bố, cái này khiến Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đối với Diệp Thần Phong là càng thêm tán thưởng. Ở đây Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Tiêu Lập Viễn cùng Trình Đại Hổ, bọn họ cũng từng cái nghi hoặc nhìn về phía Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, Trầm Kinh Vũ thở dài một hơi,
nói ra ta đi linh tinh nhận được Thiên Minh bên kia điện thoại, năm nay y đấu thi đấu, ngày mai tại chúng ta Diệt Thiên Minh cử hành. Nghe được y đấu thi đấu ba chữ này, Thẩm Minh Hiên bọn người trong nháy mắt sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, mà Lâm Khang Thắng cũng đối Diệp Thần Phong giải thích một chút cái này cứu đấu thi đấu tình huống cặn kẽ. Những năm gần đây, Thiên Minh cùng Diệt Thiên Minh ở giữa, trong bóng tối đều có các loại đấu tranh, tuy nhiên Thiên Minh thế lực mạnh hơn Diệt Thiên Minh bên trên một bậc, nhưng Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần cùng Diệt Thiên Minh Minh chủ Trầm Kinh Vũ, hai người bọn họ thực lực đều thuộc về thần cấp sơ kỳ tầng thứ. Chỉ cần cái này điểm cao nhất thăng bằng không có bị đánh vỡ, song phương liền ai cũng không làm gì được đến người nào. Nếu như Thiên Minh muốn nhất cử công phá Diệt Thiên Minh, như vậy trợ thế là giết địch 1.000, tự tổn 800, cho nên, Thiên Minh cùng Diệt Thiên Minh ở giữa trừ vụng trộm đấu tranh bên ngoài, mỗi 2 năm sẽ còn tổ chức một trận y đấu thi đấu, phàm là tại y đấu thi đấu bên trong thua một phương, nhất định phải cầm 2 năm qua thu thập các loại dược tài các loại tư nguyên cho thắng phía kia. Lần trước thêm y đấu thi đấu là tại Thiên Minh trên địa bàn cử hành, lần này y đấu thi đấu đến phiên tại Diệt Thiên Minh trên địa bàn cử hành, Trầm Kinh Vũ cũng là đi linh tinh mới nhận được điện thoại, ngày mai Thiên Minh người hẳn là liền sẽ đến Diệt Thiên Minh bên này. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng sở dĩ sẽ như vậy ưu sầu, bởi vì lần trước y đấu thi đấu Diệt Thiên Minh thua, với lại lúc trước y đấu thi đấu Diệt Thiên Minh cũng là thua nhiều thắng ít, phải biết 2 năm thu thập các loại tư nguyên thế nhưng là phi thường to lớn. Diệt Thiên Minh một lần lại một lần thảm bại, cái này cũng dẫn đến Thiên Minh khi lấy được càng nhiều tư nguyên về sau, Thiên Minh phát triển càng thêm nhanh chóng. Diệp tiểu huynh đệ, ngày mai ngươi cũng có thể đi tham quan lần này y đấu thi đấu. Trầm Kinh Vũ tâm tình có chút xa xút nói ra. Thẩm Minh chủ, chẳng lẽ các ngươi lần này còn không có nắm chắc tất thắng sao? Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Trầm Kinh Vũ gật gật đầu, nói ra, Diệp tiểu huynh đệ. Linh hồn lực tuy nhiên có thể xúc tiến y thuật phát huy, nhưng là ta cùng Khang Thắng đối với y thuật cũng là rốt đặc cán mai, lần này chúng ta vẫn là không có cái gì phần thắng. Nghe được Trầm Kinh Vũ nói như vậy, Diệp Thần Phong mới đột nhiên nghĩ đến, ở trên cả đời thời điểm, quốc gia mỗi một lần sẽ chỉ bồi dưỡng được một tên toàn năng hình thiên tài, mà xem như toàn năng hình thiên tài có thể xem quốc gia trong bảo khố tư nguyên, bên trong liền bao quát rất nhiều ngoại giới thất truyền y thuật. Đối với y thuật tới nói cũng không phải là khoa học kỹ thuật càng tiên tiến thời đại, y thuật lại càng tốt, rất nhiều cổ lão châm cứu có khoa học kỹ thuật vô pháp siêu việt công hiệu thần kỳ. Mặt Diệp Thần Phong ở kiếp trước, hắn cũng là quốc gia bồi dưỡng được tới toàn năng hình thiên tài. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng không muốn nhanh như vậy bại lộ chính mình, huống hồ hắn cùng Trầm Kinh Vũ bọn người mới nhận biết không lâu, hắn tính toán đợi ngày mai nhìn xem y đấu thi đấu tình huống lại nói, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn lội cái này hồn thủy chưa xong còn tiếp bài này bởi tờ mờ sáng đổi mới tổ A còng hủy mộng N cung cấp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới thủ phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài hỗ trợ, chính là ta lớn nhất động lực. Cho mọi người giới thiệu một bản truyện mới, tên sách Công tử Phong Lưu tác giả, Lên núi đánh lão hổ ngại kiến văn 3 năm, Yến Vương Trần Binh Giang Bắc, Trấn Giang tràn ngập nguy hiểm, Nam Kinh nguy như trồng trứng. Tao ngộ từ hôn sẽ như thế nào? Hách gió lầu nói cho ngươi biết, không vứt bỏ, không buông bỏ. Nếu như trở thành thiên tử thân quân sẽ như thế nào? Hách gió lầu nói cho ngươi biết, sái lưu manh ngươi không được, đùa giỡn hoành ta vẫn là so ngươi đi. Ta là hoàn khố, ta là bãi gia tử, ta là thiên tử thân quân, ta quang mang bắn ra bốn phía, hiện ra ánh mắt ngươi. Đây là một đoạn biết rõ dẹp yên cố sự. Nhưng lại là một cái tiểu nhân vật phấn đấu sử. Kế liên tục 3 quyển tinh phẩm lịch sử về sau, lão hổ cuốn thứ 4 khai trương, mời chư vị thư hữu đại lực hỗ trợ. Thuốc liên tục, phiếu không thôi, kết nối. Chương 989, cách xù tặng thưởng. Mỗi 2 năm một lần y đấu thi đấu đối với Diệt Thiên Minh tới nói chẳng khác gì là một loại sỉ nhục, gần nhất trong vòng 6 năm tổ chức 3 lần y đấu thi đấu, sau cùng Diệt Thiên Minh đều đã bại trận chấm dứt. Đến mức to lớn tài nguyên tu luyện đều chảy vào Thiên Minh trong túi, mà Diệt Thiên Minh tại y đấu thi đấu bên trong mỗi thất bại một lần, liền sẽ có một bộ phận Diệt Thiên Minh thành viên trong bóng tối đầu nhập vào Thiên Minh. Đi qua 6 năm liên tục 3 lần bại trận, lần này Diệt Thiên Minh thật sự là thua không nổi, nếu như lại để cho tình thế như thế phát triển tiếp, chỉ sợ rời Diệt Thiên Minh bị Thiên Minh chiếm đoạt thời gian liền không xa.
Làm Trầm Kinh Vũ đối với Diệt Thiên Minh thành viên tuyên bố lần này y đấu thi đấu vào ngày mai cử hành thời điểm, toàn bộ Diệt Thiên Minh bên trong nháy mắt bị một tầng bóng ma cho bao phủ lại. Đại bộ phận Diệt Thiên Minh thành viên biết bây giờ Diệt Thiên Minh bên trong tư nguyên đã không coi là nhiều. Nếu như lần này y đấu thi đấu lại thua cho Thiên Minh, như vậy chỉ sợ Diệt Thiên Minh bên trong ngay cả cung cấp bọn họ tài nguyên tu luyện đều sẽ thiếu đáng thương, rất lo xa bên trong đung đưa không ngừng người. Bọn họ đã nghĩ đến chính mình đường lui, bọn họ nghĩ đến lần này Diệt Thiên Minh lại bại trận, bọn họ có phải hay không hẳn là cũng muốn đầu nhập vào Thiên Minh. Hoảng loạn một buổi tối vội vàng đi qua. Ngày kế tiếp, đường dương quang vạch phá hắc ám thời điểm, Diệt Thiên Minh bên trong người trên cơ bản đã sớm tỉnh táo lại. Hôm nay Diệt Thiên Minh cùng Thiên Minh ở giữa y đấu thi đấu, tại Diệt Thiên Minh phía trước một tòa dưỡng sinh trong sơn trang cử hành. Làm Diệp Thần Phong rửa mặt hoàn tất ra khỏi phòng thời điểm, hắn nhìn thấy Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn đều đứng tại trong hành lang, ba người này cùng Diệp Thần Phong là ở tại cùng một tầng bên trên. Giờ phút này, ba người này hốc mắt chung quanh là dày đặc mắt quầng thâm, liếc một chút liền có thể nhìn ra ba người bọn hắn đêm qua khẳng định ngủ không được ngon giấc. Trình Đại Hổ khi nhìn đến Diệp Thần Phong từ trong phòng đi tới về sau, hắn miễn cưỡng nhấc lên một chút tinh thần, nói ra, Thần Phong, người cũng đứng dậy à. Tại ba người này bên trong Trình Đại Hổ cùng Diệp Thần Phong quan hệ xem như quen thuộc nhất, mà Thẩm Minh Hiên cùng Tiêu Lập Viễn chỉ là hơi hơi hướng Diệp Thần Phong gật gật đầu, dạng này đã coi như là cùng Diệp Thần Phong bắt chuyện qua. Đại Hổ, các ngươi đứng tại trong hành lang làm gì? Diệp Thần Phong đi đến Trình Đại Hổ bên cạnh hỏi. Trình Đại Hổ hồi đáp, Thần Phong, chúng ta đang chờ ngươi cùng đi dưỡng sinh sơn trang nơi đó, Khắc Minh Chủ cùng Hân Di bọn họ đã trước đi qua, dù sao Thiên Minh người cũng sẽ không nhanh như vậy đến cho nên chúng ta ba cái cũng không có đánh thức bọn ngươi, chính ngươi đứng lên. Tại Diệp Thần Phong biết được Trình Đại Hổ ba người bọn họ là đang chờ hắn, điều này cũng làm cho hắn có chút không có ý tứ, vội vàng nói, Đại Hổ. Vậy chúng ta bây giờ liền đi dưỡng sinh sơn trang đi. Một mực không có mở miệng Thẩm Minh Hiên, hắn nói chuyện, Diệp huynh đệ, không cần phải gấp, chúng ta cũng đều không ăn điểm tâm, chờ ăn xong điểm tâm chúng ta sẽ cùng nhau đi qua, ta cũng không muốn nhanh như vậy nhìn thấy Thiên Minh những người đó sắc mặt, huống hồ có Lâm thúc thúc tại dưỡng sinh sơn trang an bài sự tình liền đầy đủ. Nghe được Thẩm Minh Hiên nói như vậy Diệp Thần Phong cũng không có phản bác. Hắn cùng Thẩm Minh Hiên bọn người đi nhà ăn một bữa điểm tâm về sau, bọn họ mới đi thang máy rời đi Diệt Thiên Minh, hướng về Diệt Thiên Minh phía trước dưỡng sinh sơn trang đi đến. Lần này Diệt Thiên Minh cùng Thiên Minh ở giữa y đấu thi đấu, tại dưỡng sinh sơn trang phía trước một mảnh trống trải sân bãi trên cử hành, làm Diệp Thần Phong bọn họ đi tới nơi này studio mặt đất thời điểm, mảnh này sân bãi bên trên đã là dọn xong các loại công trình. Rất nhiều Diệt Thiên Minh thành viên đều đến đây quan sát hôm nay trận này y đấu thi đấu, tuy nhiên Thiên Minh người vẫn còn không có đến tại đây. Cần chuẩn bị đồ vật đều đã chuẩn bị hoàn tất, Diệp Thần Phong nhìn thấy Diệt Thiên Minh phó minh chủ Lâm Khang Thắng đứng tại đám người phía trước nhất mà Lâm Hân Di thì là đứng tại Lâm Khang Thắng bên cạnh. Diệp Thần Phong ngược lại là không có ở trong đám người nhìn thấy minh chủ Trầm Kinh Vũ thân ảnh, hắn không khỏi hỏi bên cạnh Trình Đại Hổ, Đại Hổ, làm sao Thẩm minh chủ không có tới tại đây? Trình Đại Hổ giải thích nói, Thần Phong, người còn không biết y đấu thi đấu quy củ, mỗi một lần y đấu thi đấu, song phương minh chủ cũng sẽ không tham dự vào, song phương đều chỉ sẽ bởi một tên đế cấp cường giả dẫn đội. Hai năm trước chúng ta đi Thiên Minh trên địa bàn tham gia y đấu thi đấu thời điểm, cũng chỉ là phó minh chủ mang theo chúng ta đi qua. Trình Đại Hổ tại dừng lại một lúc sau, tiếp tục nói, với lại song phương tham gia y đấu thi đấu so đấu người. Thực lực bọn hắn chỉ có thể tại thánh cấp linh hồn lực phía dưới, thánh cấp phía trên cường giả là không thể đủ tham dự y đấu thi đấu so đấu, bằng không cái này y đấu thi đấu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, nghe nói thần cấp cường giả linh hồn lực, có được chữa trị hết thảy tật bệnh công hiệu. Đang nghe Trình Đại Hổ giải thích về sau, Diệp Thần Phong lại hỏi Đại Hổ, Thiên Minh người chỉ phái một tên đế cấp cường giả liền đến Diệt Thiên Minh trên địa bàn, chẳng lẽ bọn họ không có chỗ lo lắng sao? Trước kia các ngươi đi Thiên Minh trên địa bàn tham gia y đấu thi đấu thời điểm, Thiên Minh người không có đem bọn ngươi lưu lại. Lúc này, không đợi Trình Đại Hổ trả lời, ngược lại là một bên Thẩm Minh Hiên mở miệng, bây giờ Diệt Thiên Minh cùng Thiên Minh cao cường nhất người cũng chỉ là thần cấp sơ kỳ cao thủ. Nếu như tại y đấu thi đấu bên trong có phương nào người dám cưỡng ép lưu lại một phương khác người, chỉ sợ này lại gây nên cá chết rách lưới cục diện,
đây là Diệt Thiên Minh cùng Thiên Minh đều không muốn nhìn thấy, cho nên ngươi nói điểm này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Theo thời gian chuyển rời, đỉnh đầu mặt trời là càng lên càng cao, cả tháng 7 nhiệt độ không khí đã là tương đối viêm nhiệt, nóng bỏng thái dương để cho đứng tại trên quảng trường Diệt Thiên Minh thành viên bắt đầu mồ hôi chảy hiệp cõng lên đến, có thể Thiên Minh người đến bây giờ còn không có đến dưỡng sinh sơn trang, cái này khiến Diệt Thiên Minh rất nhiều thành viên trong nội tâm bực bội cùng phẫn nộ, theo bọn hắn nghĩ này Thiên Minh rõ ràng là không đem bọn họ Diệt Thiên Minh để vào mắt. Đứng tại đám người phía trước nhất Diệt Thiên Minh phó minh chủ Lâm Khang Thắng, hắn lông mày cũng chặt chẽ nhăn lại đến, trên mặt ẩn ẩn thoáng hiện phẫn nộ thần sắc, mà đứng tại Lâm Khang Thắng bên cạnh Lâm Hân Di, nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ không kiên nhẫn, nói ra cha, chúng ta còn phải đợi đến lúc nào. Này Thiên Minh người quá mức. Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên bọn họ cũng chen đến Lâm Khang Thắng bọn người bên cạnh, tính cách cảnh trực trình đại hổ. Hắn cầm đôi bàn tay cho chặt chẽ nắm khép, quát phó minh chủ, muốn ta nói chúng ta cùng Thiên Minh đám kia quy tôn tử so cái cầu, bọn họ quả thực là khinh người quá đáng. Lâm Khang Thắng lông mày là càng nhăn càng chặt, khi hắn lửa giận trong lòng đang từ từ kéo lên đứng lên thời điểm, từ dưỡng sinh sơn trang lối vào lái vào tới từng chiếc phong bế kiểu xe vận tải, tại 15 chiếc phong bế kiểu xe vận tải đằng sau, đi theo một cỗ phiên bản dài Rolls Royce. Tại Rolls Royce đằng sau còn có một cỗ hắc sắc Audi. 15 chiếc phong bế kiểu xe vận tải, một cỗ phiên bản dài Rolls Royce cùng một cỗ Audi vững vàng đứng ở dưỡng sinh sơn trang trên quảng trường. Hắc sắc xe Audi môn đầu tiên mở ra, từ Audi bên trên đi xuống 4 tên trung niên nam nhân. Bên trong một người trung niên nam nhân cực kỳ nhanh chóng đi đến Rolls Royce trước cửa xe, cung kính cầm cửa xe cho mở ra. Đầu tiên đi xuống vất vả khổ cực là một tên hơn 20 tuổi thanh niên. Trên người hắn mặc một bộ áo sơ mi trắng, trước trán lưu hải đem hắn mắt trái cho hơi hơi che khuất. Bộ dáng ngược lại thuộc về là trung đẳng trách lên tầng thứ. Ở tên này hơn 20 tuổi thanh niên đi xuống về sau, lại có một tên khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân từ Rolls Royce bên trên đi xuống. Tên này trung niên nam nhân khí độ bất phàm, từ trên người hắn tản mát ra một cỗ sắc bén khí thế tới. Cùng lúc đó, 15 chiếc xe vận tải cấp trên chủ yếu cũng đi xuống xe. Tên kia hơn 20 tuổi thanh niên, trong cổ họng hắn ra lệnh, cầm xe vận tải cửa sau đều mở ra cho ta. 15 tên tài xế đang nghe thanh niên sau khi phân phó, bọn họ lập tức đi đến xe vận tải đằng sau, loảng xoảng. Loảng xoảng, từng chiếc xe vận tải cửa sau ngay đầu tiên đều bị mở ra. Cái này 15 chiếc trong xe vận tải đổ đầy các loại tài nguyên tu luyện, các loại tài liệu quý hiếm, các loại đếm không hết dược tài. Diệt Thiên Minh thành viên nhìn thấy một màn này về sau, bọn họ từng người trợn to hai mắt, trong cổ họng là kìm lòng không được cổ họng lên. Nước đến, cái này 15 chiếc trong xe vận tải sửa sang luyện tư nguyên, đầy đủ có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được rất nhiều linh hồn lực cao thủ tới. Mà tại trình đại hổ giải thích xuống, Diệp Thần Phong cũng giải được cái này 15 chiếc trong xe vận tải tư nguyên chân quý, cái này khiến hắn không khỏi động lên những tư nguyên này đầu óc. Dù sao chính hắn cũng là muốn bồi dưỡng được một nhóm linh hồn lực chiến sĩ đến, nếu như có thể cầm nhóm này tư nguyên bỏ vào trong túi, đây đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói, đây tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ. Tên kia hơn 20 tuổi thanh niên, hắn phảng phất rất hài lòng Diệt Thiên Minh thành viên giật mình, hắn vừa cười vừa nói, nguyên bản y đấu thi đấu quy tắc là xuất ra 2 năm thu thập tư nguyên làm tặng thưởng, bất quá, ta cho là chúng ta Thiên Minh lấy ra tư nguyên cũng chỉ là tới đi cái hình thức. Cho nên ta cố ý xuất ra 4 năm thu tập được tư nguyên, nếu như các ngươi Diệt Thiên Minh có bản lĩnh lời nói, như vậy những tu luyện này tư nguyên đều là các ngươi. Chương 990, hỗn hợp độc dược. Khinh thường. Không có chút nào che giấu khinh thường. Tại Thiên Minh tên kia hơn 20 tuổi thanh niên nói ra lời nói này về sau, dưỡng sinh sơn trang toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên, Diệt Thiên Minh rất nhiều thành viên từng cái trợn mắt chừng chừng nhìn chằm chằm tên thanh niên kia. Mà có một bộ phận thành viên khi nhìn đến Thiên Minh lấy ra to lớn tư nguyên về sau, bọn họ tâm động đong đưa càng ngày càng lợi hại. Nếu như lần này Diệt Thiên Minh tại y đấu thi đấu bên trong lần nữa bại trận, chỉ sợ cái này một bộ phận Diệt Thiên Minh thành viên sẽ không chút do dự đầu nhập vào Thiên Minh. Tên này hơn 20 tuổi thanh niên tên là Nghiêm Thiên Giác, hắn chính là Thiên Minh minh chủ con trai của Nghiêm Phi Trần, một thân thực lực đến tôn cấp trung kỳ tầng thứ. Khó trách hắn dám ở Diệt Thiên Minh trên địa bàn nói ra những lời này.
Mà tên kia đi theo Nghiêm Thiên Giác từ Rolls-Royce bên trên đi xuống hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, tên hắn gọi là Mã Lương Tài, một thân thực lực đến đế cấp trung kỳ tầng thứ. Mã Lương Tài cũng là lần này y đấu thi đấu thiên minh dẫn đội người, khó trách hắn trên thân lại phát ra một cỗ sắc bén khí thế tới. Về phần từ hắc sắc Audi bên trên đi xuống 4 tên trung niên nam nhân, bên trong 3 người thực lực tại tông cấp đỉnh phong cấp độ, một tên khác bên trái ánh mắt mù, ở bên trái trên mắt mang một cái hắc sắc bịt mắt trung niên nam nhân, hắn một thân thực lực đến tôn cấp đỉnh phong, tên hắn gọi là Hoa Quý Khôn, hắn chính là lần này đại biểu thiên minh tham gia y đấu thi đấu người. Phải biết tại 6 năm trước đó, thiên minh cùng diệt thiên minh ở giữa y đấu thi đấu có thắng có phụ, thẳng đến cái này Hoa Quý Khôn xuất hiện, diệt thiên minh liền một đường bại cho tới hôm nay, diệt thiên minh minh chủ Trầm Kinh Vũ cùng phó minh chủ Lâm Khang Thắng không am hiểu y thuật, đồng dạng thiên minh Nghiêm Phi Trần cũng là không am hiểu y thuật, bọn họ 3 người này ở kiếp trước đều không phải là quốc gia bồi dưỡng được tới toàn năng hình thiên tài. Diệt thiên minh cùng thiên minh vì là lấy được y đấu thi đấu thắng lợi, bọn họ cũng chỉ là tìm một chút nguyên bản chạy chữa thuật cao siêu người, sau đó giúp bọn hắn tại thời gian ngắn nhất bên trong tăng lên linh hồn lực. Những người này ở đây linh hồn lực trợ giúp dưới, bọn họ có thể cầm chính mình y thuật tốt hơn phát huy ra. Cái này Hoa Quý Khôn là thiên minh minh chủ Nghiêm Phi Trần trong lúc vô tình phát hiện, nguyên bản Hoa Quý Khôn cũng là một cái am hiểu dùng độc cao thủ, hắn cũng am hiểu dùng độc tới trị liệu bệnh nhân, hắn mắt trái cũng là bị chính mình độc dược cho độc mù mất. Có thể nói Hoa Quý Khôn đang dùng độc phương diện tạo nghệ đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, bởi vì hắn thực lực cũng bị Nghiêm Phi Trần lợi dụng các loại biện pháp bỗng nhiên tăng lên tới tôn cấp đỉnh phong, cho nên thiên minh bên trong tất cả mọi người xưng hô hắn là độc tôn. Đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh Thẩm Minh Hiên, hắn là gặp qua Nghiêm Thiên Giác bọn người, hắn đối Diệp Thần Phong giới thiệu sơ lược một chút, trong miệng có chút thất lạc bĩu ha ha nói, ta mới vừa vặn đột phá đến tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực. Không nghĩ tới 2 năm này không gặp, Nghiêm Thiên Giác vậy mà đột phá đến tôn cấp trung kỳ. Thiên minh con trai của minh chủ Nghiêm Thiên Giác, hắn đối với diệt thiên minh thành viên biểu hiện làm như không thấy, lại đối 15 tên xe vận tải tài xế nói ra tốt, trước đem cửa xe đều đóng lại đi. Các loại thắng trận này y đấu thi đấu, các ngươi còn muốn phụ trách cầm xe vận tải lái trở về. Nghiêm Thiên Giác lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Cái này khiến đứng tại Lâm Khang Thắng bên cạnh Lâm Hân Di khó chịu tới cực điểm, nàng băng lãnh nghiêm mặt đứng ra, quát, Nghiêm Thiên Giác, ngươi quên cái gì đồ vật. Nơi này là diệt thiên minh, không phải là các ngươi thiên minh, ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này làm càn. Tướng mạo đã trên trung đẳng Nghiêm Thiên Giác, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Hân Di, nhìn chằm chằm Lâm Hân Di bộ ngực cao vút, khóe miệng hơi hơi xẹt qua một vòng nụ cười. Nói ra, Hân Di muội tử, chúng ta thế nhưng là có 2 năm không gặp a. Ca ca ta lần này chủ động muốn tới tại đây, đều là vì gặp ngươi a. Dứt khoát ngươi cùng ta quay về thiên minh. Nguyên bản sắc mặt liền băng lãnh Lâm Hân Di, nàng đang nghe Nghiêm Thiên Giác lời nói về sau, sắc mặt nàng trở nên càng thêm lạnh lên. Đang lúc nàng muốn nổi giận thời điểm, Lâm Khang Thắng bắt lấy bả vai nàng, đem ánh mắt nhìn về phía thiên minh đế cấp trung kỳ thực lực Mã Lương Tài. Âm thanh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói ra các ngươi là tới tham gia y đấu thi đấu sao. Mã Lương Tài biết không có thể đủ lại để cho Nghiêm Thiên Giác chơi tiếp tục, hắn vội vàng đứng ra, đối Lâm Khang Thắng nói ra, Lâm Phó Minh Chủ chúng ta đương nhiên là tới tham gia y đấu thi đấu, mới vừa rồi là Thiên Giác không hiểu chuyện, còn xin ngươi không cần chấp nhặt với hắn. Ngược lại, Mã Lương Tài lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá, Lâm Phó Minh Chủ. Lần này chúng ta thiên minh xác thực nhã chuẩn bị thu thập 4 năm tư nguyên, chỉ cần các ngươi diệt thiên minh có bản lĩnh thắng được lần này y đấu thi đấu, như vậy cái này 4 năm thu thập tư nguyên đều là các ngươi. Tuy nhiên Mã Lương Tài nói không có Nghiêm Thiên Giác như vậy trực tiếp, nhưng là hắn trong lời nói ý là lại hiểu không qua, thiên minh người sở dĩ dám xuất ra thu thập 4 năm tư nguyên, cái này hoàn toàn nói rõ bọn họ không coi diệt thiên minh là chuyện. Bọn họ cho rằng lần này y đấu thi đấu diệt thiên minh căn bản không có khả năng thắng, dù sao diệt thiên minh đã tại liên tục 3 lần y đấu thi đấu bên trong bại trận, theo bọn hắn nghĩ lần này cũng sẽ không ngoại lệ miệng. Diệt thiên minh phó minh chủ Lâm Khang Thắng, sắc mặt hắn là hoàn toàn âm trầm xuống, cho dù hắn dưỡng khí công phu đến cỡ nào tốt, hắn cũng có chút không thể chịu đựng được, hắn trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nói ra, đã các ngươi thiên minh người đều đến đông đủ. Như vậy y đấu thi đấu hiện tại liền bắt đầu đi.
Thiên Minh cùng Diệt Thiên Minh ở giữa y đấu thi đấu chia làm 3 cái hội hợp. Hiệp 1 là giải độc, Thiên Minh cùng Diệt Thiên Minh phân biệt xuất ra một loại cực kỳ kịch liệt độc dược đi ra, sau đó cầm hai loại độc dược hỗn hợp cùng một chỗ, cho mình bên này người ăn hết, sau đó, song phương tham gia y đấu thi đấu người, bắt đầu giúp uống xong độc dược người giải độc, người nào giải độc hiệu quả tốt, người nào liền thắng được. Đương nhiên, hai loại độc dược hỗn hợp cùng một chỗ về sau, ở đây ai cũng không biết sẽ sinh ra phản ứng gì. Ai cũng không biết sẽ sinh ra độc dược dược tính là dạng gì. Cho nên nói cái này y đấu thi đấu tuyệt đối là công bằng, cần Diệt Thiên Minh cùng Thiên Minh xuất ra thực lực chân chính tới. Diệt Thiên Minh bên này tham gia y đấu thi đấu đồng dạng là một tên tôn cấp đỉnh phong thực lực trung niên nam nhân, tên hắn gọi là Sông Vĩ Tòa Nhà, hắn vốn là một tên y thuật cao siêu thế ngoại cao nhân, về sau bị Trầm Kinh Vũ quát ôm vào Diệt Thiên Minh bên trong. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang thắng tại thời gian ngắn nhất bên trong, dùng các loại chân quý tài nguyên tu luyện đem Sông Vĩ Tòa Nhà thực lực tăng lên tới tôn cấp đỉnh phong, đương nhiên loại phương pháp này có chút đốt cháy giai đoạn vị đạo. Đối với thuần túy dựa vào tài nguyên tu luyện không ngừng tăng lên người, đoán chừng bọn họ cả một đời thực lực cũng liền dừng bước tại tôn cấp đỉnh phong, không có khả năng bước vào thánh cấp tầng thứ. Mã Lương Tài mở miệng nói ra tốt. Tất nhiên Lâm Phó Minh Chủ muốn mau sớm kết thúc y đấu thi đấu, như vậy chúng ta Thiên Minh nào có không đồng ý nói lý. Tại Mã Lương Tài tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Thiên Minh độc tôn Hoa Quý Khôn liền đi ra đến, trong tay cầm hai bình nhỏ chất lỏng màu đỏ. Tại Hoa Quý Khôn đi tới về sau, Diệt Thiên Minh Sông Vĩ Tòa Nhà cũng đi tới, trong tay hắn cầm hai bình nhỏ chất lỏng màu xanh biếc, hắn cầm bên trong một bình cùng Hoa Quý Khôn làm trao đổi, sau đó... Hắn cùng Hoa Quý Khôn phân biệt cầm chất lỏng màu đỏ cùng chất lỏng màu xanh biếc té ở cùng một chỗ, hình thành một loại có chút lam sắc, lại có chút hắc sắc hoàn toàn mới chất lỏng, hoàn toàn mới độc dược. Loại này trong rổ mang hắc hoàn toàn mới độc dược tại hình thành thời điểm, từ nhỏ trong bình toát ra màu trắng khói xanh, đồng thời gay mũi vị đạo cũng từ nhỏ trong bình bay ra. Một tên hơn 20 tuổi thanh niên từ Diệt Thiên Minh trong đám người đi tới, tên này thanh niên thực lực thuộc về 10 cấp linh hồn lực. Hắn là lần này Diệt Thiên Minh bên này uống thuốc độc người. Mỗi lần y đấu thi đấu hiệp một cũng là giải độc, mà mỗi lần tại trận đấu trước đó, Diệt Thiên Minh đều sẽ để cho 10 cấp linh hồn lực thành viên rút thăm để quyết định, đến là ai tại y đấu thi đấu hiệp một uống thuốc độc. Dù sao uống thuốc độc cơ hồ là cửu tử nhất sinh, coi như lai hạnh sống sót, cũng chỉ có thể đủ kéo dài tàn hơi mấy ngày, có thể nói những người này cũng là Diệt Thiên Minh cùng Thiên Minh đấu tranh bên trong vật hy sinh. Tại Diệt Thiên Minh bên này đi ra một tên thanh niên thời điểm, Thiên Minh bên kia một tên xe vận tải tài xế đi đến độc tôn Hoa Quý Khôn trước mặt, tên này tài xế thực lực đồng dạng thuộc về 10 cấp đỉnh phong linh hồn lực, hắn là Thiên Minh bên này uống thuốc độc nhân khẩu. Hoa Quý Khôn nhìn xem trước mặt tên này tài xế, hắn vỗ vỗ tài xế bả vai, tự tin nói ra, người yên tâm tốt, coi như lực đến lúc đó giải trừ không trong thân thể ngươi độc tố, ta cũng sẽ không để ngươi coi trận chết bất đắc kỳ tử. Dù sao ngươi còn muốn giúp chúng ta cầm xe vận tải lái trở về đây. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi hậu sự thời gian, trong nhà người người về sau đều sẽ đạt được Thiên Minh chiếu cố. Chương 991, năm nay chẳng lẽ lại muốn bại? Thiên Minh bên trong tên kia xe vận tải tài xế, hắn đang nghe độc tôn Hoa Quý Khôn hứa hẹn về sau. Hắn ánh mắt trở nên dứt khoát kiên quyết đứng lên. Hắn tiếp nhận Hoa Quý Khôn trong tay cầm trong túi mang bí mật hoàn toàn mới độc dược, không chút do dự cầm một bình nhỏ độc dược cho rót vào trong mồm mặt. Tên này xe vận tải tài xế thuộc về Thiên Minh trung tầng thành viên. Hắn đời này là vô vọng đột phá 10 cấp linh hồn lực. Nếu như hắn chết, có thể đổi được người nhà cả một đời vinh hoa phú quý. Như vậy hắn nguyện ý, đây chính là thân là tiểu nhân vật bi ai. Một bên khác, từ Diệt Thiên Minh người trong đỉnh đi tới tên thanh niên kia, tên hắn gọi là Trương Thước. Tuổi của hắn ước chừng tại 27-28 tuổi khoảng chừng, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Diệt Thiên Minh trong đám người một vị thiểu phụ, tên kia thiểu phụ trong tay còn ôm một tên 2-3 tuổi hài nhi, tên kia thiểu phụ trong hốc mắt là bị nước mắt cho lấp đầy, nàng cắn thật chặt bờ môi, ý đồ để cho mình tận lực giữ vững tỉnh táo. Tên kia thiểu phụ chính là Trương Thước lão bà, Trương Thước nhìn xem chính mình nữ nhân cùng hài tử, trong cổ họng hắn nuốt nước miếng, Diệt Thiên Minh đồng dạng là cam đoan. Nếu như hắn chết tại y đấu thi đấu bên trong, như vậy nhà hắn người sẽ bởi Diệt Thiên Minh chiếu cố cả một đời. Mắt thấy Thiên Minh xe vận tải tài xế đã uống xong độc dược,
Trương Thước cũng tiếp nhận Giang Vĩ đống trong tay trong túi mang hắc độc thuốc, tại cầm một bình nhỏ độc dược rót vào trong mồm trước đó. Hắn đối diện Thiên Minh người nhưng bên trong tên kia thiểu phụ lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Do ai tới phục dụng độc dược đều muốn rút thăm quyết định, lại nói Trương Thước có thể có hôm nay thực lực này, cũng toàn bộ đều là Diệt Thiên Minh cho hắn. Hắn tại thật sâu hít một hơi về sau, hắn cũng lập tức cầm độc dược nha tiến vào trong mồm mặt. Mà Diệt Thiên Minh trong đám người tên kia ôm hài nhi thiểu phụ, nàng khi nhìn đến Trương Thước đối nàng ôn nhu nụ cười thì nàng cũng đã là lệ rơi đầy mặt, cả người thân thể mềm mại hơi hơi rung động xin. Diệp Thần Phong cầm một màn này hoàn toàn là thu nhập mắt. Hắn trong lòng âm thầm thở dài một hơi, này Thiên Minh cùng Diệt Thiên Minh ở giữa y đấu thi đấu không khỏi quá tàn nhẫn một chút, bất quá, hắn biết đây chính là hiện thực, chỉ có kẻ yếu mới có thể bị người khác trưởng khống vận mệnh, cho nên cái này 2-3 năm trong Diệp Thần Phong một mực đang liều mạng sách bên ngoài thực lực, bằng không hắn đã sớm trở thành người khác trong tay vong hồn. Tại Dưỡng Sinh Sơn trang quảng trường chính giữa trưng bày hai tấm băng ca, tại hai tấm băng ca chung quanh bày đặt đầy đủ dược tài. Những dược liệu này cũng là cung cấp phương cho người dự thi dùng, tại Thiên Minh xe vận tải tài xế cùng Diệt Thiên Minh Trương Thước dùng xong độc dược về sau, hai người bọn họ liền phân biệt nằm tại một tấm trên cáng cứu thương, mà Hoa Quý Khôn cùng Giang Vĩ Đống cũng phân biệt đi đến băng ca trước, ở đây tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người bọn họ. Thiên Minh Minh chủ phá nhi tử Nghiêm Thiên Giác, trên mặt hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh nụ cười, hắn đối bên cạnh đế cấp trung kỳ cường giả Mã Lương Tài. Nói ra, Mã Thúc Thúc, lần này chúng ta tại y đấu thi đấu bên trong thắng Diệt Thiên Minh về sau, ta nghĩ ta Thiên Minh hẳn là cũng sẽ có đại động tác a. Cách chúng ta Thiên Minh chiếm đoạt Diệt Thiên Minh thời gian sẽ không xa a. Thiên Minh bên trong đế cấp cường giả Mã Lương Tài, gật gật đầu, nói ra, Diệt Thiên Minh đã liên tục 3 lần tại y đấu thi đấu bên trong bại trận, có thể nói bọn họ tài nguyên tu luyện là trên diện rộng rút lại. Lần này chúng ta thắng được trận này y đấu thi đấu về sau, Minh chủ hẳn là có thể đủ tại trong vòng 1 năm hoàn toàn cầm Diệt Thiên Minh bỏ vào trong túi. Mà tại Nghiêm Thiên Giác nói chuyện với Mã Lương Tài ở giữa hoàn toàn mới hỗn hợp độc dược cũng tại xe vận tải tài xế cùng Trương Thước trong cơ thể chậm rãi phát huy tác dụng xem, nằm tại trên cáng cứu thương Trương Thước, hắn ban đầu còn không có cảm giác được có bất kỳ khó chịu, nhưng mà, theo thời gian từng chút chuyển rời. Hắn cảm giác trong thân thể nhiệt độ đang không ngừng giảm xuống, trong cơ thể giống như bị lấp đầy băng khối một dạng, khiến cho thân thể của hắn bắt đầu lạnh rung tóc tìm đứng lên. Một bên khác, Thiên Minh bên trong tên kia xe vận tải tài xế cùng Trương Thước phản ứng cơ hồ là một dạng. Diệt Thiên Minh Giang Vĩ Đống cùng Thiên Minh Độc Tôn Hoa Quý Khôn. Bọn họ khi nhìn đến độc dược sinh ra phản ứng về sau, hai người bọn họ lập tức bắt đầu giúp Trương Thước cùng xe vận tải tài xế kiểm tra thân thể. Bọn họ đầu tiên nhất định phải xác định độc dược dược tính. Có thể kế hoạch xa xa không đuổi kịp biến hóa. Làm Giang Vĩ Đống cùng Hoa Quý Khôn vừa mới động thủ kiểm tra thời điểm, Trương Thước cùng xe vận tải tài xế thân thể phản ứng lại phát sinh cải biến, nguyên bản Trương Thước trong cơ thể cống đến huyết dịch phảng phất đều muốn động lại, mà đột nhiên, trong cơ thể hắn đóng băng cảm giác hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dần dần lên cao hỏa nhiệt cảm giác. Trong thân thể của hắn trong nháy mắt lại phảng phất bị hừng hực nóng bừng bừng thuốc súng cho tràn ngập. Đi qua cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên về sau, Trương Thước cùng tên kia xe vận tải tài xế ánh mắt ảm đạm một chút, thân thể tại trên cáng cứu thương chặt chẽ cuộn mình đứng lên, hai người bọn họ y phục trên người cùng cái quần đã sớm là bị mồ hôi cho thẩm thấu. Diệt Thiên Minh ca Minh chủ Lâm Khang Thắng, hắn lông mày thủy chung vặn cùng một chỗ, đi qua những năm này cùng Thiên Minh trong bóng tối đấu tranh. Hắn cùng Trầm Kinh Vũ là càng phát ra cảm thấy hữu tâm vô lực, bọn họ biết nếu như lần này Diệt Thiên Minh lại bại trận, có thể nói toàn bộ Diệt Thiên Minh có lẽ thật muốn đi đến cuối cùng, đây là bọn họ bất lực vãn hồi. Đứng tại Lâm Khang Thắng bên cạnh Lâm Hân Di cùng Thẩm Minh Hiên bọn người, trên mặt bọn họ đồng dạng là hiện lên ưu sầu thần sắc, bọn họ Diệt Thiên Minh lần này thật sự là thua không nổi, Lâm Hân Di cái này lãnh diễm nữ nhân, nàng xem thấy Giang Vĩ Đống phương hướng. Một đôi bàn tay trắng như phấn là chặt chẽ nắm khép lại lấy. Mà Diệp Thần Phong trên mặt lại duy trì phong khinh vân đạm thần sắc, hắn tại y thuật phương diện tạo nghệ cũng có chút thâm hậu, trung y coi trọng là nhìn, nghe, hỏi, tiếp xúc, hắn tại thông qua quan sát Trương Thước cùng xe vận tải tài xế triệu chứng về sau, trong lòng của hắn đối với hai người này trong cơ thể độc dược đã có chút suy đoán, nếu để cho hắn tới trị liệu Trương Thước lời nói, hắn có 9% 10 chuôi nắm.
có thể cầm Trương Thức thể nội độc tố hoàn toàn thanh trừ. Bất quá, Diệp Thần Phong hiện tại còn không có ý định xuất thủ, đến một lần hắn là không muốn cuốn vào cuộc phong ba này bên trong, thứ hai liền điều hiện tại cuốn vào cuộc phong ba này bên trong, hắn cũng một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được, thứ ba hắn đang chờ đợi một thời cơ, hắn muốn cầm Thiên Minh những to lớn đó tài nguyên tu luyện thu nhập chính hắn trong túi. Thời gian là từng giây từng phút lưu địch lấy. Lớn ba phần phút sau, Diệp Thiên Minh Giang Vĩ Đống cùng Thiên Minh Độc Tôn Hoa Quý Khôn, hai người bọn họ trên trán cũng toát ra lít nha lít nhít mồ hôi, bọn họ còn không có kiểm tra đi ra Trương Thức cùng xe vận tải tài xế trong cơ thể độc dược dược tính. Trương Thức cùng sau lưng xe tài xế tại kinh lịch trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên về sau, hai người bọn họ trong cơ thể băng lãnh cảm giác cùng cảm giác nóng rực đều biến mất, tùy theo mà tới là một cỗ để cho người ta đau đến muốn lập tức cắn lưỡi tự vận cảm giác. Trương Thức cùng xe vận tải tài xế hai người này, bọn họ chỉ cảm thấy trong thân thể ngũ tạng lục phủ giống như đang bị con kiến cho gặm ăn, toàn thân cao thấp mỗi một cây xương cốt tựa như là bị điện giật xuyên tại khoan thành động, hai người bọn họ. Sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen. Mắt thấy Trương Thước cùng xe vận tải tài xế chúng độc càng ngày càng sâu, Diệp Thiên Minh Giang Vĩ Đống, hắn biết không có thể đủ trần trừ nữa xuống dưới, hắn trực tiếp cầm Trương Thước ở ngực y phục cho giải khai đến, hắn thình lình nhìn thấy có một vệt đen. Từ Trương Thức bụng bắt đầu ở chậm rãi thông hướng trái tim của hắn vị trí. Giang Vĩ Đống biết một khi đầu này hắc tuyến đến Trương Thức trái tim, như vậy Trương Thức khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn hiện tại còn căn bản không có biết rõ ràng cái này cùng hỗn hợp độc dược dược tính, hắn không biết hẳn là từ chỗ nào phương diện bắt đầu đều. Tại suy nghĩ 2 giây về sau, Giang Vĩ Đống từ trong lồng ngực xuất ra một cái châm cứu bao. Hắn dự định lợi dụng sẽ cứu trước tiên ngăn cản hắc tuyến thông hướng Trương Thước trái tim, tại cầm bạc sẽ đơn giản trừ độc về sau, Giang Vĩ Đống mây bay nước chảy cầm 5 cái ngân châm đâm vào Trương Thước nơi ngực. Thế nhưng là, ngoài ý muốn lại phát sinh. Giang Vĩ Đống châm cứu chẳng những không có ngăn cản hắc tuyến tiến lên, ngược lại tăng tốc hắc tuyến tiến lên ép độ, đầu kia hắc tuyến bỗng nhiên thông tới Trương Thước vị trí trái tim, Giang Vĩ Đống nhìn thấy một màn này về sau, cả người hắn thất thần phiến pha. Phốc, mà liền tại Giang Vĩ Đống thất thần thời điểm, nằm tại trên cáng cứu thương Trương Thước, hắn bỗng nhiên từ trong mồm phun ra một cái dòng máu màu đen, trực tiếp phun tại Giang Vĩ Đống trên mặt, tại phun xong một ngụm máu đen về sau, Trương Thước khí tức trở nên càng ngày càng yếu, phảng phất tùy thời cũng có thể gãy mất một dạng. Diệt Thiên Minh Ca Minh Chủ Lâm Khang Thắng, hắn khi nhìn đến Trương Thước hấp hối bộ dáng về sau, thân thể của hắn rất nhỏ rung động tìm một chút. Thần sắc trên mặt nhất thời trở nên phức tạp, trong nội tâm tự nhủ chẳng lẽ năm nay lại phải bại? Chẳng lẽ là trời muốn quên mình Diệt Thiên Minh? Chương 992, ta lấy mệnh đánh cược với ngươi. Ngươi có dám? Diệt Thiên Minh Trương Thước miệng phun máu đen hình ảnh, ở đây tất cả mọi người là xem nhất thanh nhị sở, bọn họ đều nhìn thấy Giang Vĩ Đống châm cứu thôi phát Trương Thước trong cơ thể độc tính khuếch tán. Thiên Minh con trai của Minh Chủ Nghiêm Thiên Giác cùng đế cấp cường giả Mã Lương Tài, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt là tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Mà đứng tại xe vận tải tài xế băng ca trước Độc Tôn Hoa Quý Khôn, hắn cơ hồ có thể khẳng định Diệt Thiên Minh Trương Thước không có cứu, hắn muốn cầm hiệp này so đấu thắng được đến, hắn chỉ cần để cho xe vận tải tài xế sống sót 1-2 ngày là được. Hoa Quý Khôn cũng cầm xe vận tải tài xế ở ngực y phục cho giải khai. Hắn đồng dạng là nhìn thấy có một vệt đen, tại từ xe vận tải tài xế bụng chậm rãi thông hướng trái tim của hắn vị trí. Sau đó, Hoa Quý Khôn từ trong túi xuất ra một bình nhỏ tử sắc bột phấn. Hắn cầm tử sắc bột phấn rót vào xe vận tải tài xế trong mồm, để cho xe vận tải tài xế cầm tử sắc bột phấn nuốt vào trong bụng mặt đi. Thiên Minh Độc Tôn Hoa Quý Khôn, cười đối với Lâm Khang Thắng bọn người, nói ra, Lâm Phó Minh Chủ, lần này y đấu thi đấu hiệp một hẳn là chúng ta Thiên Minh thắng ha. Các ngươi bên kia uống thuốc độc người đã là độc khí công tâm, liền xem như thần tiên hạ phàm cũng khó có thể cứu trở về. Ngược lại, Hoa Quý Khôn dừng lại một lúc sau, tiếp tục nói, vừa mới ta cho mình bên này người phục dụng tử sắc bột phấn, tên là 3 ngày tuyệt mệnh tản ra, tại phục dụng cái này 3 ngày tuyệt mệnh tản ra về sau, người dùng trong thân thể các loại bộ phận cùng sinh cơ đều sẽ bị tạm thời khóa chặt, chờ đến 3 ngày sau, người dùng liền sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Mà cái này 3 ngày tuyệt mệnh tản ra tại khóa chặt các loại bộ phận cùng sinh cơ thời điểm, nó đồng dạng có thể tạm thời khóa chặt trong thân thể độc dược.
cho nên chúng ta bên này người tối thiểu nhất còn có thể sống 3 ngày. Hoa Quý Khôn nhìn chằm chằm Lâm Khang Thắng, nói ra, Lâm Phó Minh Chủ, các người người bên kia chỉ sợ tại 1 giờ bên trong liền sẽ bị mất mạng, hiện tại hẳn là có thể tuyên bố hiệp 1 tỷ thí kết quả a. Bị Trương Thước phun mặt mũi tràn đầy máu đen Giang Vĩ Đống. Trên mặt hắn máu đen vậy mà tại chậm rãi xông vào hắn trong da, cái này máu đen xông vào hắn trong da ước chừng chỉ dùng 1 phút đồng hồ tả hữu thời gian, tại máu đen từ Giang Vĩ Đống trên mặt biến mất về sau, hắn bất thình lình cảm giác trong cơ thể trở nên băng lãnh đứng lên, cả người trong nháy mắt ngã xuống mặt đất bên trên. Thay đổi một màn nhất thời kinh động toàn bộ trên quảng trường người, Thiên Minh Độc Tôn Hoa Quý Khôn, trên mặt hắn ý cười nồng đậm một chút. Nói ra, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy giúp người giải độc, sau cùng ngay cả mình cũng sẽ trúng độc người đâu. Loại người này căn bản không xứng làm ta Hoa Quý Khôn đối thủ. Té ngã trên đất bên trên bị lạnh lẽo ăn mòn Giang Vĩ Đống, hắn đang nghe Hoa Quý Khôn châm chọc khiêu khích sau khi. Trong thân thể của hắn nhất thời huyết khí dâng lên, một ngụm máu tươi từ trong cổ họng hắn phun ra đi ra. Mà đứng tại Diệt Thiên Minh trong đám người Trương Thước lão bà, nàng khi nhìn đến ngay cả Giang Vĩ Đống đều sau khi trúng độc, nàng ánh mắt bên trong là hoàn toàn tràn ngập tuyệt vọng. Nàng trực tiếp ôm trong tay Hải Nhi, từ trong đám người lảo đảo chạy đến Trương Thước băng ca trước, cầm trong ngực Hải Nhi tạm thời đặt ở trên mặt đất, một đôi tố thủ nắm chặt Trương Thước đều, nước mắt liên tục từ nàng trong hốc mắt trượt xuống. Thiên Minh con trai của Minh Chủ Nghiêm Thiên Giác. Hắn thong dong trước khi đi 2 bước, nói ra, Lâm Phó Minh Chủ, người đây là muốn trì hoãn thời gian sao? Hiệp này tỷ thí hẳn là chúng ta Thiên Minh thắng ha. Lại nói các người phía bên nào y thuật cao thủ ngay cả mình đều trúng độc. Đón lấy các người phái người nào tới tiếp tục phía dưới 2 trận tỷ thí. Nếu như các người Diệt Thiên Minh không có người lời nói, như vậy lần này y đấu thi đấu có thể đến nơi đây kết thúc. Các người chuẩn bị cho chúng ta tốt 2 năm qua thu tập được tài nguyên tu luyện đi. Lâm Khang Thắng sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn Diệt Thiên Minh bên trong xác thực không có so Giang Vĩ Đống y thuật càng người tốt hơn, bây giờ ngay cả Giang Vĩ Đống đều trúng độc, Diệt Thiên Minh cầm cái này lại so đấu xuống dưới. Lâm Khang Thắng nhìn xem ngồi quỳ chân tại Trương Thước băng ca trước thiểu phụ, trong lòng của hắn hơi hơi thở dài, hắn cũng không có đi trả lời Nghiêm Thiên Giác vấn đề, mà chính là đi đến Trương Thước trước mặt, để cho tên kia thiểu phụ lui ra phía sau một chút. Hắn cầm đế cấp đỉnh phong linh hồn lực quán chú đến Trương Thước trong cơ thể, nhưng mà, hắn cảm giác Trương Thước trong cơ thể sở hữu địa phương đều bị độc tính cho ăn mòn, ngay cả hắn đế cấp linh hồn lực cũng căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tại Lâm Khang Thắng ý đồ muốn cứu chữa Trương Thước thời điểm, Thiên Minh bên kia đế cấp trung kỳ cường giả Mã Lương Tài, hắn cũng dạo bước đi đến Trương Thước băng ca trước, hắn dùng linh hồn lực thô sơ giản lược cảm ứng một chút Trương Thước tình trạng cơ thể, sau cùng hắn nói ra, Lâm Phó Minh Chủ, lấy hắn hiện tại thân thể trạng huống, chỉ sợ cũng ngay cả thần cấp linh hồn lực cũng vô lực quay về trời, thần cấp linh hồn lực mặc dù nói có thể chữa trị bách bệnh, nhưng thần cấp linh hồn lực cũng không phải là vạn năng. Ta xem Lâm Phó Minh Chủ hiện tại hẳn là có thể đủ tuyên bố kết quả a. Trương Thước lão bà đang nghe Mã Lương Tài lời nói về sau, nàng cả người như bị điện giật, sững sờ ngồi trên mặt đất bên trên. Nhìn xem trên cáng cứu thương cái kia đã từng hứa hẹn sẽ cho nàng cả một đời hạnh phúc nam nhân, nàng trong lúc nhất thời trong nội tâm sinh ra tự sát suy nghĩ. Mà Lâm Khang Thắng thì là thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt phức tạp mắt nhìn nằm trên mặt đất Giang Vĩ Đống, hắn bất đắc dĩ nói ra, hiệp này so đấu các ngươi Thiên Minh thắng. Tại Lâm Khang Thắng tuyên bố ra kết quả này thời điểm, Diệt Thiên Minh người từng cái là than thở, bên trong có rất nhiều mắt người thần bên trong lóe ra dị dạng tinh quang. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Thiên Minh phương hướng nghiêng mắt nhìn đi. Tại Lâm Khang Thắng tuyên bố hiệp một so đấu kết quả về sau, Thiên Minh đế cấp cường giả Mã Lương Tài, hắn lại hỏi, Lâm Phó Minh Chủ, đón lấy 2 trận so đấu còn muốn tiếp tục không? Nghe vậy, Lâm Khang Thắng cả người bóng lưng giống như trong nháy mắt khom người đứng lên, thân thể của hắn run rẩy một chút, 2 lần, 3 lần, hắn biết mình sau đó nói câu nói này. Có lẽ muốn cầm Diệt Thiên Minh đẩy vào vạn kiếp bất phục trong thâm uyên, nhưng hắn hiện tại đã bất lực, Diệt Thiên Minh bên trong không có hắn y thuật cao thủ tồn tại. Tại Diệt Thiên Minh cùng Thiên Minh tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở Lâm Khang Thắng trên thân thì môi hắn hơi hơi nhúc nhích 2 lần, cuối cùng vẫn mở miệng, lần này y đấu thi đấu, chúng ta Diệt Thiên Minh nhận thua. Oanh, oanh, oanh,
Tuy nhiên ở đây rất nhiều Diệt Thiên Minh thành viên đều đoán được kết quả này, nhưng khi bọn họ chính tai nghe được Lâm Khang Thắng lời nói về sau, bọn họ trong đầu vẫn như cũ là từng cái vỡ tổ tới. Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn cái này bốn cái người trẻ tuổi, trên mặt bọn họ lộ ra uể oải cùng không cam lòng thần sắc, mà đứng tại bọn họ bên cạnh Diệp Thần Phong, hắn biết hắn muốn chờ cơ hội đến, hắn cúi người, dùng hai tay trên mặt đất sở rất nhiều cho bụi, cầm những này cho bụi toàn bộ xoa ở trên mặt. Diệp Thần Phong không muốn hiện tại liền đem chính mình chân thực diện mạo bại lộ tại Thiên Minh trong mắt người, dù sao hắn cùng Thiên Minh đã có chút khúc mắc, đi qua lần này, chỉ sợ hắn cùng Thiên Minh khúc mắc sẽ càng thêm sâu, cho nên hắn vẫn là muốn nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Ngay tại Diệp Thiên Minh tất cả mọi người tâm tư dị biệt thời điểm, trên mặt dính đầy cho bụi Diệp Thần Phong, hắn không chút do dự trong đám người đi ra, Trình Đại Hổ nhìn thấy Diệp Thần Phong hành vi về sau, hắn vội vàng hỏi Thần Phong, ngươi làm cái gì vậy? Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, bọn họ đồng dạng đối với Diệp Thần Phong hành vi tràn ngập nghi hoặc. Mà Diệp Thần Phong không có đối với những người này giải thích cái gì, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía Thiên Minh con trai của Minh Chủ Nghiêm Thiên Giác, nói ra, ngươi là Thiên Minh con trai của Minh Chủ. Ngươi có dám hay không cùng ta tới cược một trận? Nghiêm Thiên Giác nhìn xem mặt mũi tràn đầy cho bụi Diệp Thần Phong, hắn lông mày hơi nhíu nhăn, hắn cảm giác được ra Diệp Thần Phong thực lực chỉ có tông cấp trung kỳ, giống như vậy tiểu nhân vật hắn còn chưa không để tại mắt bên trong. Hắn cười lạnh hỏi, Lâm Phó Minh Chủ, các ngươi Diệt Thiên Minh bên trong chẳng lẽ liền thật không có người sao? Một cái tông cấp trung kỳ thực lực người cũng dám chạy đến kêu gào. Diệp Thần Phong không kiêu ngạo không tự ti nói ra, ta không phải Diệt Thiên Minh trung thành thành viên. Đón lấy, ngón tay hắn chỉ hướng Trương Thước, nói ra ta có thể đem hắn thể nội độc tố hoàn toàn thanh trừ, ta là lấy cá nhân danh nghĩa muốn cùng các ngươi tới một trận y đấu thi đấu. Ta thắng, như vậy các ngươi Thiên Minh thu thập 4 năm tư nguyên liền toàn bộ là ta. Nghiêm Thiên Giác có nhiều ý vị nhìn xem Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn suy đoán người này có phải hay không bị Thiên Minh lấy ra tư nguyên cho choáng váng đầu óc. Hắn cười lạnh nói ra, ngươi cầm cái này cùng ta cược. Diệp Thần Phong khí thế khinh người quát, ta lấy mệnh đánh cược với ngươi. Ngươi có dám? Chương 993, ngăn cơn sóng dữ. Ta lấy mệnh đánh cược với ngươi nhất ngươi có dám. Diệp Thần Phong câu này khí thế khinh người lời nói, quanh quẩn tại Dưỡng Sinh Sơn Trang toàn bộ trên quảng trường, trong lúc nhất thời trên mặt bị cho bụi dính đầy Diệp Thần Phong, hắn trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Diệp Thiên Minh Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong lúc này sẽ đứng ra phá rối, hắn cùng Mã Lương Tài toàn bộ đã kiểm tra Trương Thức tình huống thân thể, chính như Mã Lương Tài nói. Bây giờ chỉ sợ ngay cả thần cấp linh hồn lực cũng vô lực quay về trời, theo Lâm Khang Thắng cái này nhấp nháy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại mà, Diệt Thiên Minh cùng Thiên Minh Giang Vĩ Đống cùng Hoa Quý Khôn, hai người này đại biểu toàn thế giới y thuật đỉnh phong, mà Diệp Thần Phong các phương diện thực lực tuy nhiên để cho Lâm Khang Thắng tán thưởng, nhưng là cái này Diệp Thần Phong linh hồn lực dù sao mới đạt tới tông cấp trung kỳ tầng thứ, hắn y thuật lại sẽ cao siêu đi nơi nào. Phải biết ngay Thiên Minh độc tôn Hoa Quý Khôn cũng chỉ có thể đủ độc dược tạm thời để duy trì xe vận tải tài xế 3 ngày mệnh. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi lui xuống trước đi, ngươi cũng không thể đủ lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Lâm Khang Thắng cau mày quát. Diệp Thần Phong hướng về Lâm Khang Thắng đầu đi một vòng áy náy ánh mắt, hắn muốn bồi dưỡng thuộc về mình linh hồn lực chiến sĩ, hắn bây giờ thiếu nhất cũng là to lớn tư nguyên, trước mắt có như thế một cái cơ hội tốt đặt ở trước mặt hắn. Với lại nơi này là Diệt Thiên Minh địa bàn, chỉ cần hắn thắng độc tôn lộng lẫy bên ngoài, đến lúc đó chỉ sợ Thiên Minh đế cấp cường giả Mã Lương Tài cũng không thể nói cái gì, Diệp Thần Phong là tổng hợp đủ loại nhân tố, hắn mới có thể lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Diệp Thần Phong ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Nghiêm Thiên Giác, từ từ nói, người có dám hay không? Diệt Thiên Minh bên này người, trên cơ bản là không biết Diệp Thần Phong, bởi vì Diệp Thần Phong đang tỉ đấu giữa sân sự tình. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng phân phó lúc ấy ở đây người không thể đủ tiết lộ ra ngoài, trước mắt chính là Diệt Thiên Minh thành viên trong nội tâm đung đưa không ngừng thời điểm. Bọn họ bất thình lình nhìn thấy một cái trên mặt dính đầy cho bụi, thực lực chỉ có tông cấp trung kỳ, còn không phải Diệt Thiên Minh thành viên người, cũng dám đứng ra cùng Thiên Minh khiêu chiến. Theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là tự tìm đường chết.
mà có chút đã đang tính toán muốn trường học dựa vào trời minh diệt thiên minh thành viên, bọn họ khi nhìn đến Lâm Khang Thắng cũng ngăn cản không Diệp Thần Phong, bọn họ không ngại hiện tại đối với Diệp Thần Phong châm chọc khiêu khích một phen. Tiểu tử, người tất nhiên không phải chúng ta diệt thiên minh người, như vậy nơi này có người nói chuyện phân sao? Người lập tức lăn trở lại cho ta. Tiểu tử, người cho rằng chính mình là ai? Người thậm chí ngay cả Lâm Phó Minh Chủ lời nói đều không nghe. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là bị lợi ích choáng váng đầu óc, liên diệt thiên minh cùng thiên minh đều thúc thủ vô sách độc dược, ngay cả thần cấp linh hồn lực cường giả đều thúc thủ vô sách độc dược, chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi có thể chữa trị xong. Đối với diệt thiên minh thành viên châm chọc khiêu khích, Diệp Thần Phong là không hề bị lay động, mà Lâm Khang Thắng nhìn thấy Diệp Thần Phong khư khư cố chấp về sau, hắn cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn thấy Diệp Thần Phong là bị thiên minh to lớn tư nguyên cho làm cho hôn mê đầu, loại này ngay cả thần cấp cường giả linh hồn lực đều không thể chữa trị độc dược, Diệp Thần Phong căn bản không có khả năng có thể chữa trị xong, Lâm Khang Thắng thở dài một hơi về sau, hắn trong lòng thầm nghĩ. Vẫn là tuổi còn rất trẻ khí huy a, chẳng lẽ hắn không biết hắn loại này tuổi trẻ khí huy sẽ để cho hắn mất mạng sao? Về phần Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Tiêu Lập Viễn cùng Trình Đại Hổ bốn người này, bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong đứng ra đi là vì khiêu chiến thiên minh, tại trải qua ngắn ngủi ngây người về sau, Lâm Hân Di mặt lạnh lấy nói ra, Diệp Thần Phong đến đang làm gì? Hắn làm sao hiện tại còn muốn thêm phiền? Nếu như hắn thật cùng thiên minh đánh cược, như vậy cuối cùng hắn khẳng định sẽ chết trong tay thiên minh, đến lúc đó ngay cả chúng ta diệt thiên minh đều không có lấy cớ cứu hắn. Thẩm Minh Hiên ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong bóng lưng. Trong đầu hắn là như có điều suy nghĩ. Hắn xem người luôn luôn là phi thường đúng, hắn xem người ánh mắt thậm chí muốn so Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đều tốt, hắn thấy Diệp Thần Phong hẳn không phải là một cái lỗ mãng người, như vậy Diệp Thần Phong tại sao phải đứng ra đi? Lâm Khang Thắng cùng Mã Lương Tài đã kết luận loại độc dược này ngay cả thần cấp cường giả đều thúc thủ vô sách, chẳng lẽ lại Diệp Thần Phong cái này tông cấp trung kỳ tầng thứ người thật có thể chữa trị xong? Vừa nghĩ tới sau cùng điểm này, Thẩm Minh Hiên âm thầm hít sâu một hơi, hắn vẫn là không dám tin tưởng cái này một cái phỏng đoán, nếu như Diệp Thần Phong thật có năng lực này lời nói, như vậy Diệp Thần Phong không khỏi yêu nghiệt để cho hắn có loại tắt thở xúc động, hắn hiện tại bắt đầu có chút hoài nghi mình trước đó phán đoán, cái này Diệp Thần Phong chẳng lẽ cũng là một cái thực chất bên trong lỗ mãng cùng không ai bì nổi người. Tiêu Lập Viễn tâm lý cùng Thẩm Minh Hiên tồn tại đồng dạng nghi hoặc, mà thân thể to lớn lớn mạnh như Châu Trình Đại Hổ, hắn ngay thẳng nói ra, ta tin tưởng Thần Phong huynh đệ có thể thanh trừ Trương Thức thể nội độc tố, ta xem Thần Phong huynh đệ cũng không phải là một cái nói mạnh miệng người. Nghe vậy, Lâm Hân Di cau mày, nói ra, Đại Hổ, người mới quen biết hắn bao lâu? Người cứ như vậy tin tưởng hắn. Trình Đại Hổ nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, không nhất định phải ở chung lâu mới có thể thấy rõ một người, ta tin tưởng chính mình trực giác. Tại Lâm Hân Di đám người nói chuyện ở giữa, thiên minh con trai của minh chủ Nghiêm Thiên Giác, hắn lúc nào từng chịu đựng loại khiêu khích này. Huống hồ khiêu khích hắn thế mà còn là một cái tông cấp trung kỳ tầng thứ người. Nghiêm Thiên Giác nhìn một chút bên cạnh Mã Lương Tài, hỏi, Mã Thúc Thúc, loại độc tố này có phải là thật hay không ngay cả thần cấp cường giả đều thúc thủ vô sách người. Mã Lương Tài do dự một chút về sau, hắn vẫn gật đầu, nói ra, Thiên Giác. Theo ta phán đoán hẳn là bộ dạng này, chẳng lẽ ngươi phải đáp ứng tiểu tử này? Nghiêm Thiên Giác khóe miệng giữ tợn cười nói, Mã Thúc Thúc, ngươi biết ta đã lớn như vậy, còn không có bị người như thế khiêu khích qua, chẳng lẽ ta hẳn là thả hắn sao? Tất nhiên hắn muốn bắt mệnh tới cược, như vậy ta vì sao không thành toàn hắn, chờ hắn bại bởi ta ta sẽ để cho cầu mong gì khác miễn cưỡng không được muốn chết không xong miệng. Mã Lương Tài yên lặng hai giây về sau, nói ra, Thiên Giác, ngươi muốn cùng tiểu tử này đánh cược cũng được, bất quá, vẫn như cũ là so đấu ba trận, lần này chúng ta thế nhưng là mang tới thu thập 4 năm to lớn tư nguyên, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Nghiêm Thiên Giác gật đầu đồng ý Mã Lương Tài thuyết pháp, hắn tại kết thúc cùng Mã Lương Tài thấp giọng nói chuyện với nhau về sau, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, cười lạnh nói, tuy nhiên ngươi đầu này nát mệnh đối với ta tới nói không đáng một đồng, nhưng ta thừa nhận ngươi can đảm lắm, bất quá. Người dũng khí trong mắt của ta cùng ngu xuẩn không có bất kỳ cái gì khác nhau, chúng ta như cũ so đấu ba trận, nếu như ngươi không có ý kiến lời nói, ngươi bây giờ có thể xuất thủ trị liệu.
Thiên Minh thiếu chủ thật đúng là đáp ứng cái này ngu ngốc tiểu tử. Ta nhìn bầu trời Minh thiếu chủ là muốn đùa chơi chết tiểu tử này, chờ đợi biết cái này tiểu tử thua, chúng ta chờ nhìn hắn kêu cha gọi mẹ thời điểm đi. Diệt Thiên Minh bên trong một bộ phận ý đồ nghĩ đến muốn đầu nhập vào Thiên Minh thành viên, bọn họ lần nữa nhao nhao bề ngoài mở chính mình đối với Diệp Thần Phong khinh thường cùng khinh bỉ. So đấu 3 trận, Diệp Thần Phong đang nghe yêu cầu này về sau, hắn chỉ là hơi hơi sững sờ một chút, hắn liền đến lấy Trương Thước Băng Ca đi qua, bây giờ hắn bước ra bước đầu tiên, hắn liền không có lui lại đạo lý, huống hổ hắn đối với mình y thuật có 10 phần tự tin. Đứng tại Trương Thước Băng Ca bên cạnh Lâm Khang Thắng, khi nhìn đến Diệp Đủ Phong đi tới về sau, hắn thấp giọng nói ra, Diệp tiểu huynh đệ, người bây giờ từ bỏ còn kịp. Về phần ngồi liệt trên mặt đất Trương Thước lão bà, nàng đang nghe Diệp Thần Phong có thể chữa trị xong nàng nam nhân, nàng phảng phất là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, hướng về Diệp Thần Phong đau khổ cầu khẩn nói, xin ngươi nhất định phải cầm ta lão công chữa trị xong, xin ngươi nhất định phải cầm ta lão công chữa trị xong. Diệp Thần Phong lại đối Lâm Khang Thắng là áy náy cười một tiếng, hắn cũng biết Lâm Khang Thắng là xuất phát từ hảo ý, sau đó, hắn đối Trương Thước lão bà, nói ra tốt, người trước tiên ôm chính mình hài tử ở một bên nhìn xem, ta sẽ chữa trị xong nam nhân của ngươi. Thiên Minh độc tôn Hoa Quý Khôn, hắn khi nhìn đến một cái hoàng mao tiểu tử cũng dám cùng hắn so đấu y thuật, trong lòng của hắn khí là không đánh một chỗ đến, hắn thấy trước mặt tiểu tử này làm sao có thể đủ giải trừ loại độc tố này. Loại độc tố này thế nhưng là ngay cả thần cấp cao thủ linh hồn lực cũng chữa trị không tốt. Tiểu tử, đã ngươi dám ở Thiên Minh trước mặt phát ngôn bừa bãi, như vậy chờ ngươi đợi chút nữa thua về sau, ta sẽ dùng vô cùng tàn khốc phương thức, để ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì. Hoa Quý Khôn cắn răng nói ra. Diệp Thần Phong căn bản không có để ý tới cái này Hoa Quý Khôn, hắn cầm lấy vừa rồi Giang Vĩ đống trừ độc hoàn tất ngân châm. Hắn dùng bàn tay dán tại Trương Thước vị trí trái tim cảm ứng một chút, cảm giác Trương Thước tim đập cường độ càng ngày càng yếu, hắn nhất định phải cầm xông vào Trương Thước trái tim độc tố ép ra ngoài. Diệp Thần Phong sau đó cầm lấy một bên người đứng đầu thuật đao, nhanh chóng cầm Trương Thước 10 ngón tay đầu toàn bộ cho cắt vỡ, đón lấy, tay phải hắn ngón tay nắm bắt ngân châm, tại người khác còn không có thấy rõ ràng tình huống dưới, hắn liền cầm lục căn ngân châm đâm vào Trương Thước trái tim chung quanh 6 cái huyệt vị. Bộ này châm cứu là Diệp Thần Phong ở kiếp trước tại quốc gia trong bảo khố nhìn thấy, bộ này châm cứu tên là nghịch huyết châm, hắn muốn cho Trương Thước trái tim bên trong máu chảy ngược, sau đó dùng cái này đến đem độc tố lao ra trái tim. Đương nhiên, cái này nghịch huyết châm là phối hợp Diệp Thần Phong linh hồn lực sử dụng, chỉ gặp tại cái này nghịch huyết châm thi triển đi ra về sau, đầu kia thông suốt đi vào Trương Thước trái tim bên trong hắc tuyến, vậy mà tại lấy một loại cực kỳ rất nhanh rời khỏi trái tim. Mà đồng thời, Trương Thước bị vẽ phá 10 cái ngón tay bên trong đang từ từ nhỏ ra dòng máu màu đen tới. Cách gần nhất Lâm Khang Thắng cùng độc tôn Hoa Quý Khôn, hai người này là đầu tiên nhìn thấy cái này nhấp nháy biến hóa, cái trước trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên nụ cười, cái sau trên mặt nguyên bản nụ cười là hoàn toàn thả cứng ngắc lai, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, hắn là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Lâm Khang Thắng không nghĩ tới lần này Diệp Thần Phong lại còn là không có khinh thường, hắn thật có chữa trị loại độc dược này năng lực. Hôm nay trận này y đấu thi đấu hội bởi vì Diệp Thần Phong ngăn cơn sóng dữ mà thay đổi sao? Tuy nhiên Diệp Thần Phong là mình cùng Thiên Minh so đấu, nhưng chỉ cần Diệp Thần Phong có thể thắng Thiên Minh, như vậy Diệt Thiên Minh liền không đến mức trong khoảng thời gian ngắn bị Thiên Minh cho chiếm đoạt. Lâm Khang Thắng đã không lo được đi suy nghĩ vì sao Diệp Thần Phong y thuật sẽ như thế cao siêu. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn lấy Diệp Thần Phong đến có phải là thật hay không có thể cầm Trương Thước thể nội độc tố hoàn toàn thanh trừ. Chương 994, thứ nhất thi đấu, thắng. Diệt Thiên Minh phó minh chủ Lâm Khang Thắng cùng Thiên Minh độc tôn Hoa Quý Khôn hai người này biểu tình biến hóa, cùng đứng ở một bên trong tay ôm hài nhi Trương Thước lão bà, nàng ánh mắt bên trong cũng đột nhiên bắn ra hy vọng quang mang, đủ loại này hết thảy rơi vào người chung quanh trong mắt về sau. Mặc kệ là Diệt Thiên Minh vẫn là Thiên Minh người, bọn họ đều kìm lòng không được đi lên phía trước hai bước. Đem tại nơi trốn có người nhìn thấy nguyên bản thông suốt đi vào Trương Thước trái tim đầu kia hắc tuyến, tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ lui ra ngoài, còn có từ Trương Thước 10 ngón tay trước liên tục nhỏ ra tới màu đen huyết dịch, cho dù là lại thế nào ngu xuẩn người,
bọn họ cũng có thể nhìn ra được Trương Thức tình huống tại chuyển biến tốt đẹp, cái này khiến những cái kia vừa mới trào phúng qua Diệp Thần Phong người, từng cái đôi mắt chừng đến như là đèn lồng. Cái này sao có thể? Không phải nói loại độc tố này ngay cả thần cấp cường giả đều thúc thủ vô sách sao? Đúng a, tiểu tử này mới bất quá là tông cấp trung kỳ thực lực, hắn vậy mà thật có thể chữa trị loại kịch độc này. Vừa mới châm chọc khiêu khích qua Diệp Thần Phong những Diệt Thiên Minh đó thành viên, bọn họ lại lần nữa đem ánh mắt tập trung đến Diệp Thần Phong trên thân, từng cái trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc cùng chấn kinh vẻ. Mà Thiên Minh con trai của Minh chủ Nghiêm Thiên Giác cùng đế cấp trung kỳ cường giả Mã Lương Tài, hai người này khi nhìn đến trước mắt một màn này về sau, bọn họ bình tĩnh trên mặt nhấc lên một trận gợn sóng, Nghiêm Thiên Giác khó chịu nghi vấn hỏi, Mã Thúc Thúc, cái này đến là thế nào chuyện? Ngươi không phải nói loại kịch độc này hẳn là ngay cả thần cấp cường giả linh hồn lực đều thúc thủ vô sách sao? Nghe vậy, Mã Lương Tài cau mày một cái, nói ra, Thiên Giác, xem ra chúng ta đều xem nhẹ tiểu tử này, ta xem tiểu tử này y thuật không đơn giản a. Bất quá, hắn mới vừa nói hắn muốn hoàn toàn thanh trừ loại độc tố này, chỉ cần chúng độc người trong cơ thể còn có lưu một tia độc tố, như vậy trận này so đấu chúng ta như cũ có thể nhận định hắn thua. Dù sao những lời này là hắn chính miệng nói ra. Mã Lương Tài là bắt lấy Diệp Thần Phong trong lời nói lỗ thủng, lần này Thiên Minh cùng Diệt Thiên Minh y đấu thi đấu có thể quan hệ trọng đại, hắn tuyệt đối không thể để cho một tên mao đầu tiểu tử làm hỏng, nguyên bản hắn cho rằng cái này mao đầu tiểu tử lật không nổi cái gì bọt nước đến, cho nên hắn mới có thể để cho Nghiêm Thiên Giác hồ nháo một lần, ai biết Diệp Thần Phong cái này mao đầu tiểu tử vậy mà thật lật lên một chút bọt nước tới. Thiên Minh độc tôn Hoa Quý Khôn, hắn đang nghe Nghiêm Thiên Giác cùng Mã Lương Tài đối thoại về sau. Hắn cũng nói tiểu tử này vừa mới thi triển hẳn là thuộc về một loại phi thường cổ lão châm cứu, nhưng quang quang dựa vào loại châm pháp này là không thể nào hoàn toàn thanh trừ chúng độc người thể nội độc tố, tiểu tử này cũng thực là có chút bản sự. Bất quá, hắn quá tự đại một chút, cũng đem lời nói đến quá vẹn toàn. Nghiêm Thiên Giác là biết độc tôn Hoa Quý Khôn tại y thuật phương diện tạo nghệ. Gặp Hoa Quý Khôn đều nói như vậy. Hắn treo lấy tâm cũng coi như là buông ra. Trên mặt lại lần nữa khôi phục thong dong nụ cười, hướng về phía Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, coi như ngươi có thể làm cho người này sống sót, nhưng không cách nào vào hôm nay bên trong thanh trừ trong cơ thể hắn độc tố. Như vậy trận này so đấu vẫn là ngươi thua, ngươi liền đợi đến ta chậm rãi đùa chơi chết ngươi. Mã Lương Tài đám người nói chuyện âm thanh không có cố ý đè thấp, cho nên ở đây người cơ hồ là toàn bộ nghe được. Nguyên bản mừng rỡ như điên Lâm Khang Thắng, hắn lại lần nữa khẽ nhíu mày. Trong lòng của hắn lại lo lắng, hắn cũng cảm thấy Diệp Thần Phong vừa mới đem lời nói quá vẹn toàn, trước mắt Diệp Thần Phong có thể làm cho Trương Thức sống sót, đây cơ hồ đã là có thể xác định sự tình, có thể Diệp Thần Phong có thể hay không hoàn toàn thanh trừ Trương Thức thể nội độc tố. Đây là một kiện không biết sự tình. Đi đến Lâm Khang Thắng bên cạnh Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn, bốn người này cũng từ vừa mới ngây người bên trong lấy lại tinh thần. Lâm Hân Di đang nghe Mã Lương Tài bọn người lời nói về sau, nàng thấp giọng thất lạc nói ra, vừa mới ta còn tưởng rằng Diệp Thần Phong thật có thể ngăn cơn sóng dữ đây. Nhưng bây giờ Thiên Minh người bắt lấy Diệp Thần Phong nói chuyện lỗ thủng, cái này Diệp Thần Phong nói chuyện trước đó làm sao không suy nghĩ một chút đâu. Nhưng mà, tại Lâm Hân Di lời mới vừa nói xong thời điểm, Diệp Thần Phong đối với chung quanh nghị luận, cái kia dính đầy cho bụi trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười, ánh mắt của hắn mắt nhìn độc tôn Hoa Quý Khôn, nói ra chỉ dựa vào cái này một loại châm cứu xác thực vô pháp hoàn toàn thanh trừ uống thuốc độc người thể nội độc tố, nhưng là, chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ chỉ người thi triển một loại châm cứu sao? Diệp Thần Phong tự tin ngôn ngữ tại trên quảng trường khuếch tán ra đến, độc tôn Hoa Quý Khôn đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Tại tất cả mọi người bởi vì hắn câu nói này sửng sốt thời điểm, Diệp Thần Phong tay phải ngón tay lần nữa cầm bốc lên ngân châm, vừa mới thi triển nghịch huyết châm chỉ có thể cầm đại bộ phận độc tố lao ra Trương Thức trong cơ thể, cho nên Diệp Thần Phong hiện tại còn nhất định phải sử dụng một lần quỷ vương 13 châm, lợi dụng quỷ vương 13 châm tới hoàn toàn tiêu trừ Trương Thức thể nội độc tố. Tại Diệp Thần Phong thi triển ra quỷ vương 13 châm thời điểm, hắn trong đan điền đoàn kia ám hồng sắc khí thể trở nên sao động bất an, trong nháy mắt bỗng nhiên thoát ly đan điền, đem hắn cả cánh tay phải cánh tay cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, hắn cả cánh tay phải cánh tay đột nhiên trở nên sát khí tùm đứng lên.
Diệp Thần Phong cầm linh hồn lực quán chú đến ngân châm bên trong, 13 căn ngân châm mây bay nước chảy đâm vào Trương Thước thân thể 13 cái huyệt vị bên trên, tại Quỷ Vương 13 châm vừa mới thi triển hoàn tất, Trương Thước phía trên liền xuất hiện từng cái màu đen đầu lâu huyễn tưởng. Mà tại huyễn tưởng xuất hiện sát na, chỉ gặp nằm tại trên cáng cứu thương Trương Thước, bộ ngực hắn bỗng nhiên đi lên ưỡn một cái, tại bộ ngực hắn nơi có đặc dính nhiều màu đen vật chất tại thông qua lỗ chân lông tràn ra tới, những này cũng là nghịch huyết châm vô pháp tiêu trừ độc tố. Tại cầm Quỷ Vương 13 châm thi triển hoàn tất về sau, đoàn kia ám hồng tử khí thân thể cũng co rút lại quay về Diệp Thần Phong trong đan điền, ước chừng 5 phút đồng hồ đi qua, Trương Thước phía trên đầu lâu huyễn tưởng dần dần biến mất, mà Trương Thước hô hấp trở nên vững vàng, hắn nhịp tim cũng biến thành động lực 10 phần. Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực kiểm tra một lần Trương Thước thân thể về sau, hắn lúc này mới cầm ngân châm cho rút ra, đối Thiên Minh người, nói ra, trong cơ thể hắn độc tố đã hoàn toàn rõ ràng hoàn tất, hiệp này, ta thắng. Tại Diệp Thần Phong thi triển ra Quỷ Vương 13 châm, tại đoàn kia ám hồng sắc khí thể bao trùm Diệp Thần Phong cánh tay phải thì ở đây tất cả mọi người đã sớm là ngốc trệ, trước mắt bất thình lình nghe được Diệp Thần Phong âm thanh, bọn họ mới từng cái lấy lại tinh thần. Diệt Thiên Minh phó minh chủ Lâm Khang Thắng, hắn đầu tiên vẻ mặt kích động đi đến Trương Thước trước người, giúp Trương Thước kiểm tra một lần thân thể về sau, hắn nuốt nước miếng, nói ra Trương Thước thể nội độc tố hoàn toàn thanh trừ. Thiên Minh độc tôn Hoa Quý Khôn cùng đế cấp cường giả Mã Lương Tài, hai người bọn họ cũng gấp vội vàng đi đến Trương Thước trước người, tại bọn họ hai cái kiểm tra xong Trương Thước thân thể về sau, hai người bọn họ trên mặt lộ ra không dám tin vẻ mặt. Trước mặt cái này khu khu tông cấp trung kỳ tiểu tử, vậy mà thật cầm thần cấp cường giả đều thúc thủ vô sách kịch độc cho khu trừ. Hiệp này có phải hay không ta thắng? Khi nhìn đến Hoa Quý Khôn cùng Mã Lương Tài kiểm tra xong Trương Thước thân thể về sau, Diệp Thần Phong cười hỏi. Cho dù trong nội tâm biệt khuất không thôi, có thể sự thật liền bày ở trước mắt, cái này khiến Hoa Quý Khôn cùng Mã Lương Tài là không thể nào ngụy biện. Mã Lương Tài yên lặng sau một lát, nói ra, hiệp này là ngươi thắng. Đứng sau lưng Mã Lương Tài Thiên Minh con trai của Minh Chủ Nghiêm Thiên Giác, hắn đang nghe kết quả này về sau, hắn vẻ mặt trở nên dữ tợn, nguyên bản hắn thấy Diệp Thần Phong chỉ là một cái mặc hắn xâm lược sừng nhỏ sắc mà thôi, mà bây giờ cái này sừng nhỏ sắc lại vượt qua hắn trưởng khống phạm vi, hiện tại cái này sừng nhỏ sắc còn có thể phá hư Thiên Minh kế hoạch, cái này khiến Nghiêm Thiên Giác trong nội tâm nộ hỏa là cháy hừng hực đứng lên. Ở đây người nghe được Thiên Minh đế cấp cường giả Mã Lương Tài lời nói về sau, bọn họ nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt phát sinh cải biến, phải biết đây chính là ngay cả thần cấp cường giả đều thúc thủ vô sách kịch độc. Hiện tại Diệp Thần Phong cái này tông cấp trung kỳ thực lực người lại có thể chữa trị loại kịch độc này, điều này đại biểu cái gì? Về phần Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, từ khi Diệp Thần Phong xuất hiện về sau, bọn họ hoàn toàn là bị Diệp Thần Phong đả kích không còn có thiên chi kiêu tử tự tin, trước mắt lại nhìn thấy Diệp Thần Phong ngoài tất cả mọi người dự liệu, cầm loại này thần cấp cường giả đều không thể chữa trị kịch độc cho chữa trị, bọn họ thật sự là ngay cả lòng đố kỵ nghĩ cũng không có, huống hồ Diệp Thần Phong nếu quả thật có thể thắng Thiên Minh lời nói, như vậy đối với Diệp Thiên Minh tới nói cũng là một chuyện tốt. Chỉ có khờ bên trong khờ khí Trình Đại Hổ, hắn khi nhìn đến kết quả này về sau, cười khúc khích nói ra, ta đã sớm biết là kết quả này, Thần Phong huynh đệ là cái đáng giá tín nhiệm người. Chương 995, toàn năng hình thiên tài. Nóng rực ánh sáng mặt trời bạo chiếu chạm đất mặt. Diệt Thiên Minh dưỡng sinh sơn trang cực đại trên quảng trường. Ở đây bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới lần này y đấu thi đấu hội biến đổi bất ngờ, nguyên bản tại Diệt Thiên Minh phó minh chủ Lâm Khang Thắng nhận thua thời điểm. Một bộ phận Diệt Thiên Minh thành viên đã có ý muốn đầu nhập vào Thiên Minh, nhưng mà ai biết ở cái này khẩn yếu quan đầu, Diệp Thần Phong lại đi ra phá rối. Ở đây tất cả mọi người vừa mới bắt đầu đều cho rằng Diệp Thần Phong là mình đi ra chịu chết, nhưng mà ai biết hắn lại lấy lôi đình thủ đoạn cầm Trương Thước thể nội độc tố cho hoàn toàn thanh trừ. Cái này khiến Thiên Minh Nghiêm Thiên Giác, Mã Lương Tài cùng Hoa Quý Khôn bọn người là kinh ngạc. Tại Diệp Thần Phong cầm Trương Thước từ kề cận cái chết kéo trở về sau, Trương Thước lão bà đối với Diệp Thần Phong là thiên ân vạn tạ, mà đồng thời Diệp Thần Phong lại thuận tay giúp Diệt Thiên Minh y thuật cao thủ Giang Vĩ Đống giải độc, khiến cho Giang Vĩ Đống cũng thoát khỏi kịch độc ăn mòn. Lâm Khang Thắng khi nhìn đến Giang Vĩ Đống khôi phục về sau, hắn trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn đối Thiên Minh Mã Lương Tài,
nói ra, bây giờ ta diệt thiên minh y thuật cao thủ khôi phục thân thể, như vậy ta diệt thiên minh cũng không có nhận thua lý do, trận đầu so đấu liền xem như chúng ta diệt thiên minh thua, nhưng còn thừa hai trận so đấu đây. Ngược lại, Lâm Khang thắng cáo giả đem lời chuyển hướng, tiếp tục nói, bất quá, tất nhiên hiện tại các ngươi cùng Diệp tiểu huynh đệ tại so đấu, như vậy chờ giữa các ngươi so đấu kết thúc, chúng ta diệt thiên minh lại cùng các ngươi thiên minh so đấu đón lấy hai trận. Cái này Lâm Khang thắng xem như đùa giỡn một lần vô lại, mà dù sao thiên minh cùng diệt thiên minh ở giữa chỉ so với liều một trận, bởi vì Giang Vĩ Đống trúng độc, diệt thiên minh mới bị ép nhận thua, bây giờ Giang Vĩ Đống khôi phục lại. Cái này để cho Lâm Khang thắng có đổi ý lý do, lại nói chỉ cần Diệp Thần Phong có thể thắng qua thiên minh, như vậy thiên minh cũng khẳng định không mặt mũi lưu lại cùng diệt thiên minh so đấu. Cái này Lâm Khang thắng trong nội tâm thế nhưng là cầm tất cả mọi chuyện đều tính toán tốt. Mã Lương Tài bọn người nghe được Lâm Khang thắng chơi xỏ lá lời nói, bọn họ là kém chút tức giận đến thổ huyết, có thể thiên minh cùng diệt thiên minh ở giữa xác thực chỉ so với liều một trận đây. Kết quả là... Mã Lương Tài bọn người âm trầm toàn bộ ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên thân, chính là cái này thực lực thấp tiểu tử phá hư bọn họ trước kia kế hoạch. Mã Lương Tài trong cơ thể đế cấp trung kỳ linh hồn lực, như sôi thủy bàn bốc hơi đứng lên, hắn cường đại đế cấp trung kỳ khí thế nhanh chóng hướng phía Diệp Thần Phong lan tràn mà đi. Diệp Thần Phong tại cảm nhận được đế cấp trung kỳ cảm giác áp bách về sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, đế cấp cường giả cảm giác áp bách cũng không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Hừ, mà đang lúc này, đế cấp đỉnh phong cường giả Lâm Khang thắng trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn vung lên, trong cơ thể đế cấp đỉnh phong khí thế hướng phía Mã Lương Tài tập đi qua, nhìn xem dưới chân bước chân bỗng nhiên lui ra phía sau một bước Mã Lương Tài, Lâm Khang thắng quát, Mã Lương Tài, nơi này là chúng ta diệt thiên minh, còn dung ngươi không được bọn họ ở chỗ này làm càn, các ngươi thiên minh cùng Diệp tiểu huynh đệ so đấu ta đều nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ hiện tại các ngươi thua? Các ngươi liền muốn dùng bạo lực, chẳng lẽ các ngươi thiên minh thua không nổi sao? Mã Lương Tài sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn biết hiện tại còn không phải cùng diệt thiên minh trở mặt thời điểm, vừa rồi sở dĩ sẽ dùng khí thế áp bách Diệp Thần Phong, thật sự là thiên minh kế hoạch bị Diệp Thần Phong làm hỏng, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời nhìn không được trong nội tâm phẫn nộ. Thiên minh độc tôn Hoa Quý Khôn, hắn đứng ra đối Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử. Tất nhiên đây là người cùng chúng ta thiên minh so đấu, như vậy chúng ta thì sẽ không thể dựa theo trước kia phương thức đến, hiệp 2 cùng hiệp 3 so đấu chỉ hoãn đến ngày mai. Theo Hoa Quý Khôn Diệp Thần Phong tại y thuật trên tạo nghệ còn cao hơn hắn ra không ít, cho nên hắn nhất định phải muốn một cái sách lược vẹn toàn mới được. Thiên minh Mã Lương Tài nghe được Hoa Quý Khôn nói như vậy. Hắn cũng lập tức phụ họa nói, Lâm Phó Minh Chủ. Chúng ta thiên minh cùng tiểu tử này so đấu sẽ còn tiếp tục xuống dưới, chúng ta ngay ở chỗ này nhíu một đêm, không biết Lâm Phó Minh Chủ có hoan nghênh hay không. Thiên minh con trai của Minh Chủ Nghiêm Thiên Giác, hắn cũng sắc mặt âm trầm nói ra, là tiểu tử này hướng về chúng ta đưa ra y thuật so đấu hạng mục tự nhiên là muốn bởi chúng ta tới quyết định, chúng ta thiên minh nhất định phải chuẩn bị một đêm. Lâm Khang thắng mỗi ngày minh người đều đem lời đều đến phân thượng này. Hắn mắt nhìn một bên Diệp Thần Phong, gặp Diệp Thần Phong gật gật đầu về sau, hắn nói ra tốt, hôm nay các ngươi thiên minh người liền ở tại cái này dưỡng sinh trong sơn trang. Lâm Khang thắng lại đối Thẩm Minh Hiên, nói ra, Minh Hiên, người đi an bài bọn họ ở lại. Tại Nghiêm Thiên Giác bọn người đi theo Thẩm Minh Hiên đi vào dưỡng sinh sơn trang trước đó, Nghiêm Thiên Giác trong đôi mắt mang theo sát khí, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong nói ra, tiểu tử. Người chớ đắc ý quá lâu, chúng ta xem cuối cùng ai còn có thể cười. Tại y đấu thi đấu tạm dừng về sau, dưỡng sinh sơn trang trên quảng trường nhân viên cũng dần dần tán đi, Lâm Hân Di cùng Trình Đại Hổ bọn người vừa định muốn tìm Diệp Thần Phong nói lên vài câu, có thể Diệp Thần Phong trực tiếp bị Lâm Khang Thắng mang đi. Diệt Thiên Minh nội bộ trong phòng họp. Bởi vì thần cấp cường giả là không thể đủ tham dự tiến vào y đấu thi đấu bên trong. Cho nên Diệt Thiên Minh Minh Chủ Trầm Kinh Vũ, hắn căn bản không có tại y đấu thi đấu bên trên lộ mặt qua, giờ phút này, toàn bộ trong phòng họp chỉ có Trầm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng cùng Diệp Thần Phong, Lâm Khang Thắng cầm y đấu thi đấu bên trên sự tình nói với Trầm Kinh Vũ một lần, cái này khiến Trầm Kinh Vũ nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt chính là càng thêm nóng rực. Trầm Kinh Vũ đối Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp tiểu huynh đệ, lần này chúng ta Diệt Thiên Minh thật muốn thật tốt cảm tạ ngươi.
nếu không có ngươi tại, trận này y đấu thi đấu chúng ta chỉ sợ lại phải bại trận. Diệp Thần Phong sao có thể nghe không ra Trầm Kinh Vũ lão hồ ly này lời nói bên trong ý tứ. Hắn thuận miệng nói ra, Thẩm Minh Chủ, lần này ta là lấy chính mình danh nghĩa cùng Thiên Minh so đấu, về phần nếu như ta doanh Thiên Minh về sau, Thiên Minh này thu thập 4 năm tư nguyên, đồng dạng là thuộc về ta Diệp Thần Phong cá nhân, đương nhiên ta có thể thích hợp phân cho các ngươi Diệt Thiên Minh một phần nhỏ. Dù sao nơi này là Diệt Thiên Minh địa bàn, nếu như không có Diệt Thiên Minh uy hiếp Thiên Minh người, Diệp Thần Phong coi như doanh Thiên Minh lại như thế nào. Thiên Minh bên kia thế nhưng là có đế cấp cường giả, cho nên phân cho Diệt Thiên Minh một phần nhỏ tư nguyên, điều này cũng đúng Diệt Thiên Minh nên được. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đang nghe Diệp Thần Phong lời nói về sau, hai người bọn họ lộ ra một vòng dở khóc dở cười thần sắc, trong lòng âm thầm mắng tiểu hồ ly. Tất nhiên Diệp Thần Phong nguyện ý cho Diệt Thiên Minh một bộ phận tư nguyên, lại nói lần này nếu như không có Diệp Thần Phong, bọn họ Diệt Thiên Minh có lẽ muốn đi đến cuối cùng, như vậy bọn họ cũng tiếp nhận Diệp Thần Phong đề nghị, bọn họ ở trong tối tự suy đoán Diệp Thần Phong có phải hay không cũng muốn bồi dưỡng thuộc về hắn chính mình linh hồn lực chiến sĩ. Trầm Kinh Vũ vừa cười vừa nói tốt, hết thảy liền theo Diệp Tiểu Huynh đệ ngươi ý tứ, chỉ là Diệp Tiểu Huynh đệ ngươi cái này một thân y thuật là từ đâu học được. Chỉ sợ lấy Diệp Tiểu Huynh đệ ngươi bây giờ y thuật, xưng là đệ nhất thế giới cũng không đủ. Đột nhiên, Trầm Kinh Vũ tựa như là nghĩ đến cái gì sự tình. Thân thể của hắn hơi run rẩy một chút, hắn mắt nhìn Diệp Thần Phong, hỏi, Diệp Tiểu Huynh đệ, chẳng lẽ lại ngươi ở kiếp trước là quốc gia bồi dưỡng được tới toàn năng hình thiên tài? Toàn năng hình thiên tài là có thể xem quốc gia trong bảo khố bất luận cái gì tư nguyên. Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng linh hồn đến từ so Diệp Thần Phong linh hồn hơi xa xôi một chút thời đại, hai người bọn họ biết trong tương lai thời đại kia, quốc gia mỗi 50 năm mới có thể bồi dưỡng được một tên toàn năng hình thiên tài. Tại Trầm Kinh Vũ nói ra chính mình suy đoán về sau, Lâm Khang Thắng cũng đột nhiên ở giữa phóng đại đồng tử, ánh mắt chính là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong ở kiếp trước xác thực quốc gia bồi dưỡng được tới toàn năng hình thiên tài. Đồng dạng hắn cũng là quốc gia bồi dưỡng được tới cái thứ nhất toàn năng hình thiên tài, làm cái thứ nhất toàn năng hình thiên tài, hắn đương nhiên không biết sau này quốc gia mỗi 50 năm mới có thể bồi dưỡng được một tên toàn năng hình thiên tài tới. Đối với chuyện này, Diệp Thần Phong cũng không có gì tốt giấu giếm, hắn mở miệng nói ra, ta hẳn là trong miệng các ngươi toàn năng hình thiên tài. Nghe được Diệp Thần Phong khẳng định trả lời về sau, Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng trong đôi mắt quang mang đại thịnh. Khó trách Diệp Thần Phong chỉ là đệ nhất linh hồn lực chiến sĩ, là hắn có thể đủ đột phá 10 cấp linh hồn lực cực hạn. Khó trách Diệp Thần Phong đối với y thuật như thế tinh thông, phải biết mỗi một cái toàn năng hình thiên tài ở mọi phương diện cũng là vạn người không được một. Cái này khiến Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng là hoàn toàn hưng phấn, hai người bọn họ trong miệng ục ục thì thầm nói. Người vậy mà thật sự là toàn năng hình thiên tài. Xem ra lần này ngươi cùng Thiên Minh ở giữa y thuật so đấu. Ngươi là tất thắng không thể nghi ngờ. Chương 996, sinh tử độc tâm. So ngươi càng điên. Tại Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng bởi vì Diệp Thần Phong là toàn năng hình thiên tài mà kinh ngạc thời điểm. Diệt Thiên Minh dưỡng sinh sơn trang nghiêm thiên giác trong phòng, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt cùng kiềm chế. Đế cấp trung kỳ cường giả Mã Lương Tài cùng độc tôn Hoa Quý Khôn, hai người này ánh mắt phi thường che lấp, Mã Lương Tài là lần này Thiên Minh dẫn đội người. Nếu như lần này y đấu thi đấu ra cái gì sai lầm, chỉ sợ muốn thuộc hắn trách nhiệm lớn nhất. Mà bình thường tự cao quá cao, cho là mình y thuật cùng độc thuật vô địch độc tôn Hoa Quý Khôn, hắn lần này lại thua ở một tên tông cấp trung kỳ tiểu tử trong tay, cái này khiến chính hắn cảm giác là thể diện mất hết. Nghiêm thiên giác trên mặt cao ngạo thần sắc đã sớm là thu lại, hắn vừa nghĩ tới bị một cái trên mặt dính đầy cho bụi tiểu nhân vật khiêu khích. Mà cái này tiểu nhân vật lại để cho bọn họ đều hung hăng kinh ngạc, cái này khiến khóe miệng của hắn bắp thịt không tự giác co quắp, hắn thân là Thiên Minh con trai của Minh Chủ, đã từng khi nào như thế biệt khuất qua. Bàn tay hắn đột nhiên nắm thành quả đấm, nhìn xem độc tôn Hoa Quý Khôn, hỏi, ngày mai ta muốn tiểu tử kia chết tại so đấu bên trong, người khác gì biện pháp. Độc tôn Hoa Quý Khôn tại trầm ngâm một lúc sau, hắn nói ra, thiếu chủ, nếu trong nội tâm của ta đã có một cái biện pháp, ta bảo đảm ngày mai để cho tiểu tử kia trước mặt mọi người chết bất đắc kỳ tử, để cho hắn tại vô cùng thống khổ tình huống dưới tử vong. Nghe được Hoa Quý Khôn lời nói về sau,
Nghiêm Thiên Giác nhất thời tới tinh thần, khóe miệng hơi nhếch lên, nói ra, đem ngươi biện pháp nói nghe một chút. Hoa Quý Khôn tại tổ chức một chút lời nói về sau, nói ra, thiếu chủ, ngươi hẳn phải biết ta từ lúc rất nhỏ đợi, thân thể ta vẫn dùng các loại độc dược ngâm, có thể nói thân thể ta kháng độc tính không phải bình thường người có thể so sánh, lại mà bây giờ ta lại có tôn cấp đỉnh phong thực lực, ngày mai ta liền cùng tiểu tử kia so đấu kháng độc tính, để cho tiểu tử kia trước mặt mọi người chúng độc bỏ mình. Không tệ, tiểu tử kia y thuật phi thường cao siêu, nếu như lại so đấu y thuật lời nói không chừng chúng ta sẽ lần nữa thua, mà cái này so đấu kháng độc tính cũng là cùng y thuật hơi dính vào một điểm một bên, đến lúc đó tiểu tử kia cho dù có cao siêu y thuật, hắn cũng tuyệt đối không phát huy ra đến, huống hồ hắn thực lực chỉ có tông cấp trung kỳ tầng thứ, cho nên hắn kháng độc tính lại thế nào khả năng hơn được chúng ta thiên minh chúng độc tôn tử. Mã Lương Tài tại nghe xong Hoa Quý Khôn chủ ý về sau, hắn là hết sức hài lòng gật gật đầu. Tốt, chúng ta ngày mai liền cùng tiểu tử kia so đấu kháng độc tính, ta nhất định phải nhìn thấy hắn tại trong tuyệt vọng tử vong thống khổ biểu lộ, cho hắn biết tiểu nhân vật nhảy đụng tới hậu quả là cái gì. Nghiêm Thiên Giác cũng lập tức nói ra, hắn đối với độc tôn Hoa Quý Khôn cũng là có chỗ hiểu biết, nói đến muốn so liều độc dược lời nói, hắn tin tưởng trên cái thế giới này vẫn chưa có người nào có thể thắng qua Hoa Quý Khôn, phải biết độc này tôn xưng hô cũng không phải mù lấy. Ngày thứ hai, đương chiều dương từ phía đông dần dần dâng lên thời điểm, Diệp Thiên Minh dưỡng sinh sơn trang quảng trường đã là một mảnh chen chúc, đi qua hôm qua Diệp Thần Phong hiển lộ tài năng, có càng nhiều Diệp Thiên Minh thành viên đến đây thấy Diệp Thần Phong chân dung. Hôm nay Diệp Thiên Minh bên này vẫn như cũ là bởi Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng dẫn đội, mà đứng tại Lâm Khang Thắng bên cạnh Diệp Thần Phong, trên mặt hắn là mang theo một tấm mặt nạ da người, cái này mặt nạ da người là Diệp Thiên Minh giúp hắn cung cấp, mà đứng tại Diệp Thần Phong cùng Lâm Khang Thắng sau lưng, Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn bốn người này, bên trong Lâm Hân Di nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng, nhớ tới Diệp Thần Phong mang theo mặt nạ da người bộ dáng, nàng liền không nhịn được nói lầm bầm. Giả thần giả quỷ. Diệp Thần Phong tự nhiên không có đi để ý tới sau lưng Lâm Hân Di thấp giọng lầm bầm, Lâm Khang Thắng đối Diệp Thần Phong thấp giọng nói ra, Diệp huynh đệ, ta xem này thiên minh cũng không phải lương thiện, nói không chừng bọn họ sẽ ở hôm nay so đấu bên trong động tay chân, nếu như thực sự không được lời nói, ngươi liền từ bỏ so đấu, ta Diệt Thiên Minh bảo đảm ngươi an toàn. Dù sao nơi này là chúng ta Diệt Thiên Minh địa bàn. Đi qua hôm qua Trầm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng biết Diệp Thần Phong là toàn năng hình thiên tài về sau, bọn họ đối với Diệp Thần Phong xưng hô là phát sinh một chút cải biến, bọn họ cầm Diệp Tiểu Huynh Đệ bốn chữ này bên trong tiểu chữ cho bỏ đi, nói cách khác bọn họ coi Diệp Thần Phong là làm là ngang hàng tới kết giao, hai người bọn họ hiện tại cơ hồ có thể 100% xác định, tương lai Diệp Thần Phong thành tựu nhất định tại bọn họ phía trên, lấy Diệp Thần Phong tu luyện tốc độ. Hẳn là sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong đến thần cấp linh hồn lực. Đây cũng chính là bọn họ cải biến đối với Diệp Thần Phong xưng hô nguyên nhân. Tại Diệp Thần Phong bọn người đến dưỡng sinh sơn trang không bao lâu về sau, Thiên Minh Nghiêm Thiên Giác mấy người cũng từ dưỡng sinh trong sơn trang đi tới. Nghiêm Thiên Giác là một mặt cười lạnh nhìn xem Diệp Thần Phong, hẳn ánh mắt bên trong phảng phất để lộ ra dạng này một cái tin tức, tiểu tử, người hôm nay chết chắc. Đứng tại Nghiêm Thiên Giác bên cạnh độc tôn Hoa Quý Khôn, hắn vượt trước hai bước, nói ra tiểu tử, hôm nay ta muốn cùng ngươi so đấu kháng độc tính, đợi chút nữa ở chỗ này muốn chuẩn bị hai cái tắm rửa dùng thùng gỗ, tại trong thùng gỗ tăng mắt thanh thủy, sau đó cầm các loại có thể thông qua da thịt xông vào trong cơ thể độc dược rót vào thanh thủy bên trong, mà hai chúng ta thì là muốn ở tại trong thùng gỗ, người nào trước tiên vô pháp trèo trống, coi như ai thua. Tại Hoa Quý Khôn vừa mới nói xong, Diệt Thiên Minh Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng liền một mặt bất bình đứng ra, nói ra các ngươi Thiên Minh đây rõ ràng là khi dễ Diệp huynh đệ, có ai không biết người độc tôn là ngâm độc dược lớn lên. Ngay cả người trái mắt cũng là bị độc dược cho độc mù, thân thể ngươi kháng độc tính khẳng định so Diệp huynh đệ mạnh, đối với Diệp huynh đệ không công bằng. Thiên Minh đế cấp trung kỳ cường giả Mã Lương Tài, hắn cũng nói, Lâm Phó Minh Chủ, tất nhiên tiểu tử này không phải là các ngươi Diệt Thiên Minh bên trong người. Như vậy ngươi chỉ sợ không có nhúng tay lý do chứ? Lại nói là tiểu tử này muốn cùng chúng ta so đấu hạng mục chúng ta đã là xác định, nếu như tiểu tử này sợ hãi chết lời nói, hắn đương nhiên cũng có thể nhận thua, chúng ta lại không có tước đoạt hắn nhận thua quyền lợi.
Lâm Khang Thắng sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến đổi lấy, hắn thấp giọng với bên cạnh Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi có thể không đáp ứng trận này so đấu, Thiên Minh đối với chúng ta Diệt Thiên Minh đã sớm nhìn chằm chằm rất nhiều năm, đại không lần này chúng ta cùng bọn họ liều, còn như vậy xuống dưới Diệt Thiên Minh cũng sớm muộn cũng sẽ bị Thiên Minh chiếm đoạt, chẳng sớm buông tay đánh cược một lần. Muốn so liều kháng độc tính. Diệp Thần Phong một bên nghe Lâm Khang Thắng lời nói, một bên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, phải biết hắn đan điền màu đỏ sậm khí thể là có giải độc hiệu quả, điểm này Diệp Thần Phong đã sớm tại cổ võ giới ở bên trong lấy được chứng thực, cái này Hoa Quý Khôn lại muốn so đấu kháng độc năng lực. Như vậy Diệp Thần Phong nào có không đáp ứng đạo lý? Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai về sau, hắn đối độc tôn Hoa Quý Khôn, nói ra tốt, ta cùng ngươi so đấu kháng độc năng lực. Diệp huynh đệ, người đây là... Nghe nghĩ đến Lâm Khang Thắng nghi vấn, Diệp Thần Phong thuận miệng giải thích nói, Lâm Phó Minh Chủ, ta có nắm chắc thắng được trận này so đấu. Lâm Khang Thắng nghe xong Diệp Thần Phong giải thích về sau, lúc trước hắn đã được chứng kiến Diệp Thần Phong đủ loại năng lực, biết Diệp Thần Phong cũng không phải là một cái tự đại cuồng vọng người, trong nội tâm tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng, nhưng hắn cũng không có mở miệng ngăn cản. Lập tức, Lâm Khang Thắng để cho Diệt Thiên Minh thành viên chuẩn bị hai cái thùng gỗ lớn, tại trong thùng gỗ to đổ đầy thanh thủy, sau đó, hắn lại để cho Diệt Thiên Minh thành viên chuẩn bị rất nhiều có thể trực tiếp xông vào trong ra độc dược. Đương nhiên Thiên Minh cũng cung cấp đi ra rất nhiều cực kỳ kịch liệt độc dược, xem ra lần này Nghiêm Thiên Giác là quyết tâm muốn đưa Diệp Thần Phong vào chỗ chết. Ước chừng sau 10 phút, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Độc tôn Hoa Quý Khôn đối Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, đợi chút nữa hai chúng ta người tiến vào trong thùng gỗ về sau. Ai cũng có thể đưa ra tại trong thùng gỗ gia nhập bao nhiêu độc dược, với lại độc dược gia nhập số lượng không bị hạn chế. Nói, Hoa Quý Khôn liền trực tiếp đi vào bên trong một cái trong thùng gỗ. Diệp Thần Phong cũng không có cởi quần áo đi, hắn liền đi vào một cái khác trong thùng gỗ. Tại Diệp Thần Phong đi vào thùng gỗ về sau, Hoa Quý Khôn trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười, nói ra tại trong thùng gỗ gia nhập 3 bình đoạn hồn tản ra. Cái này đoạn hồn tản ra có thể thông qua nhân thể ra thịt xông vào trong thân thể, loại độc dược này công hiệu là phá hư nhân thể ngũ tạng lục phủ, thuộc về là một loại vô cùng kịch liệt độc dược. Tại Hoa Quý Khôn mở miệng về sau, hai tên Diệt Thiên Minh thành viên, bọn họ phân biệt cầm lấy 3 bình đoạn hồn tản ra đổ vào Diệp Thần Phong cùng Hoa Quý Khôn trong thùng gỗ. Tại đoạn hồn tản ra dung nhập thanh thủy bên trong về sau, Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác trên da nóng bỏng đau đớn, rất nhanh. Hắn cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ có loại xé rách khó chịu, trong đan điền màu đỏ sậm khí thể còn không có phản ứng thời điểm, phốc. Một tiếng, một ngụm máu tươi từ Diệp Thần Phong trong mồm phun ra đi ra, Diệp Thần Phong sắc mặt cũng tái nhợt một chút. Khi nhìn đến Diệp Thần Phong trực tiếp miệng phun máu tươi, Lâm Khang Thắng cùng Thẩm Minh Hiên bọn người là nhíu mày đến, theo bọn hắn nghĩ Diệp Thần Phong căn bản không có kháng độc thuốc năng lực. Thiên Minh con trai của Minh Chủ Nghiêm Thiên Giác. Hắn cười lạnh nói ra, tiểu tử, ngươi liền đợi đến bị độc chết đi. Tại trong thùng gỗ cúi đầu, khóe miệng dính đầy vết máu Diệp Thần Phong, hắn bất thình lình lộ ra một vòng nụ cười, hắn cảm giác trong đan điền màu đỏ sậm khí thể cuối cùng là tại phát huy tác dụng, cái này khiến hắn là hoàn toàn buông lỏng một hơi, hắn ngẩng đầu, nói ra, cho ta lại thêm 10 bình đoạn hồn tản ra. Tại một cái khác trong thùng gỗ Hoa Quý Khôn, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Cầm đoạn hồn tản ra hòa tan tại nhất đại thùng thanh thủy bên trong, hắn có thể phạm vi chịu đựng cũng chỉ là 10 bình đến 12 bình tả hữu, đồng thời hắn tối đa cũng chỉ có thể ở loại tình huống này dưới ngốc cái 3 phút tả hữu, mà trước mắt Diệp Thần Phong một hơi lại muốn thêm 10 bình đoạn hồn tản ra, cái này sao có thể để cho Hoa Quý Khôn không sắc mặt kịch biến. Diệp Thần Phong loại hành vi này không thể nghi ngờ là tại nói cho Hoa Quý Khôn, người muốn cùng ta điên. Vậy ta so ngươi càng điên. Chương 997, độc tôn cũng bất quá như thế. Cho ta lại thêm 10 bình đoạn hồn độc thuốc. Tại 3 bình đoạn hồn độc thuốc gia nhập trong thùng gỗ về sau, Diệp Thần Phong lập tức liền từ trong mồm phun ra một miệng lớn máu tươi đến, mà đổi thành bên ngoài một cái trong thùng gỗ Hoa Quý Khôn, trên mặt hắn thần sắc cơ hồ không có thay đổi, có thể nói 3 bình đoạn hồn độc thuốc căn bản không có ảnh hưởng đến hắn. Một màn này rơi xuống ở đây tất cả mọi người trong mắt về sau. Bọn họ đều cho rằng Diệp Thần Phong kháng độc năng lực cơ hồ chẳng khác gì là số 0,
hắn làm sao có khả năng tại kháng độc năng lực bên trên thắng qua thiên minh độc tôn Hoa Quý Khôn. Theo bọn hắn nghĩ Diệp Thần Phong có lẽ sẽ trực tiếp bị độc dược cho tươi sống hạ độc chết. Nhưng mà, Diệp Thần Phong một câu, cho ta lại thêm 10 bình đoạn hồn độc thuốc, cái này hoàn toàn cầm trận này kháng độc so đấu đẩy hướng gay cấn. Ở đây tất cả mọi người ban đầu cũng là hơi hơi ngây người, nhưng tại ngây người về sau, bọn họ nhìn xem trong thùng gỗ Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt bộ dáng, bọn họ đều phải ra một cái kết luận, cái này Diệp Thần Phong là muốn khai thác đồng quy vu tận thủ đoạn. Toàn thân ngâm tại thùng gỗ trong nước Diệp Thần Phong, hắn rõ ràng cảm giác được trong đan điền đoàn kia màu đỏ sậm khí thể đang không ngừng xoay tròn lấy, theo đoàn kia màu đỏ sậm khí thể xoay tròn. Từ hắn ra thịt xông vào trong cơ thể hắn đoạn hồn độc thuốc độc tố, tại lấy một loại tốc độ cực nhanh độ hướng phía trong đan điền hội tụ, những này chảy đến trong đan điền độc tố, bị đoàn kia màu đỏ sậm khí thể là thôn vệ không còn một mảnh. Diệt Thiên Minh Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng, hắn đang nghe Diệp Thần Phong điên cuồng ngôn ngữ về sau, hắn bản năng muốn đi tin tưởng Diệp Thần Phong, có thể Diệp Thần Phong miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt bộ dáng liền hiện ra tại ánh mắt hắn bên trong. Cái này khiến hắn cũng không thể không hoài nghi, Diệp Thần Phong có phải là thật hay không muốn cùng độc tôn Hoa Quý Khôn đồng quy vu tận. Diệp huynh đệ, trận này kháng độc so đấu dừng ở đây đi. Ngươi cùng thiên minh ở giữa không phải còn thừa lại một trận so đấu đó sao? Khi biết Diệp Thần Phong đủ loại tiềm lực cùng ưu tú về sau, Lâm Khang Thắng tuyệt đối không muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong cứ như vậy chết, còn nữa coi như Diệp Thần Phong không nguyện ý gia nhập Diệt Thiên Minh. Có thể Diệp Thần Phong cùng Thiên Minh ở giữa cũng là có ân oán, tối thiểu nhất về sau bọn họ Diệt Thiên Minh còn có thể hợp tác với Diệp Thần Phong. Đứng tại Lâm Khang Thắng bên cạnh Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Tiêu Lập Viễn cùng Trình Đại Hổ bốn người này, bọn họ cả đám đều nhíu chặt lông mày, giờ khắc này, liền ngay cả nguyên bản đối với Diệp Thần Phong lòng tin 10 phần Trình Đại Hổ, trên mặt hắn cũng tràn ngập vẻ lo lắng, dù sao Diệp Thần Phong trước mắt trạng thái, theo bọn hắn nghĩ 10 phần không thể lạc quan. Tại Lâm Khang Thắng mở miệng khuyên can thời điểm, một cái khác trong thùng gỗ Hoa Quý Khôn, hắn cũng từ vừa mới trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn đồng dạng cho rằng Diệp Thần Phong là muốn lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận. Trước mắt hai cái trong thùng gỗ phân biệt đã gia nhập 3 bình đoạn hồn độc thuốc, nếu như tại phân biệt gia nhập 10 bình lời nói, như vậy hai cái trong thùng gỗ liền phân biệt gia nhập 13 bình đoạn hồn độc thuốc, mà Hoa Quý Khôn có thể phạm vi chịu đựng là 10 bình đến 12 bình. Cái này 13 bình lượng hắn cũng là có thể cắn răng kiên trì một chút. Theo Hoa Quý Khôn, nếu như lại thêm vào 10 bình đoạn hồn độc thuốc lời nói, lấy Diệp Thần Phong vừa mới loại kia biểu hiện, sợ rằng sẽ tại 30 giây bên trong lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên, hắn ngữ khí âm u mở miệng nói, tiểu tử, đã ngươi muốn cùng ta điên, như vậy ta Hoa Quý Khôn phụng bồi đến, chỉ có điều, chờ cái này 10 bình đoạn hồn độc thuốc gia nhập vào trong thùng gỗ. Ngươi chỉ sợ ngay cả 30 giây đều trèo trống không quá, ta ngược lại muốn xem ngươi đợi chút nữa là thế nào tại trong thống khổ tử vong. Thiên minh bên này Nghiêm Thiên Giác, hắn đang nghe Hoa Quý Khôn lời nói về sau, hắn đối Lâm Khang Thắng, nói ra, Lâm Phó Minh Chủ, đây là ta thiên minh cùng tiểu tử này so đấu, các ngươi Diệt Thiên Minh nhúng tay chỉ sợ không tốt lắm đâu. Ngược lại, Nghiêm Thiên Giác lại nhìn xem hai tên phụ trách gia nhập độc dược Diệt Thiên Minh thành viên. Quát các ngươi hai cái còn thất thần làm gì? Các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy tiểu tử này yêu cầu sao? Nếu như các ngươi không động thủ lời nói, như vậy ta không ngại để cho chúng ta thiên minh người tới động thủ. Cái này hai tên phụ trách gia nhập độc dược Diệt Thiên Minh thành viên. Bọn họ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Khang Thắng, mà Lâm Khang Thắng tại nhìn thấy Diệp Thần Phong cũng không có muốn thả vứt bỏ so đấu. Hắn thở dài, phất phất tay, nói ra, nghe Diệp huynh đệ đi. Cái này hai tên Diệt Thiên Minh thành viên đang nghe Lâm Khang Thắng trả lời chắc chắn về sau, hai người bọn họ phân biệt cầm lấy 10 bình đoạn hồn độc thuốc, hướng phía Diệp Thần Phong thùng gỗ cùng Hoa Quý Khôn thùng gỗ đi qua, cầm đoạn hồn độc thuốc toàn bộ rót vào hai cái trong thùng gỗ. Đoạn hồn độc thuốc chính là một loại hồng sắc bột phấn, tại liên tục gia nhập 13 bình đoạn hồn độc thuốc về sau. Trong thùng gỗ thanh thủy bên trong đã trộn lẫn lấy một vòng hồng sắc, mãnh liệt độc tố ngay đầu tiên thông qua Diệp Thần Phong toàn thân cao thấp lỗ chân lông, một mạch thẩm thấu tiến vào trong cơ thể hắn. Cái này 10 bình đoạn hồn độc thuốc độc tố cũng không mập mờ, tại mãnh liệt độc tố thẩm thấu tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể về sau, ban đầu Diệp Thần Phong bị cỗ này độc tố trùng kích trong cơ thể một trận huyết khí dâng lên,
có thể nương theo lấy càng thêm mãnh liệt độc tố xâm lấn, Diệp Thần Phong trong đan điền đoàn kia màu đỏ sậm khí thể xoay tròn càng tăng nhanh hơn, mãnh liệt độc tố như là một đầu dòng nước hội tụ đến hắn trong đan điền, cái này khiến trong cơ thể hắn thống khổ cảm giác chậm rãi tại giảm bớt. Diệp Thần Phong dùng khóe mắt liếc qua mắt nhìn bên cạnh trong thùng gỗ Hoa Quý Khôn, tại lại gia nhập 10 bình đoạn hồn độc thuốc về sau, chỉ gặp Hoa Quý Khôn sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, trên trán lập tức toát ra lít nha lít nhít mồ hôi, trong miệng hắn hàm răng là cắn thật chặt, có thể nhìn ra cái này Hoa Quý Khôn là tại gắt gao kiên trì. Tất nhiên cái này Hoa Quý Khôn muốn để cho Diệp Thần Phong chết, như vậy Diệp Thần Phong cũng không chú ý làm cho đối phương chết tại kháng độc so đấu bên trong. Cho nên hắn cố ý dùng linh hồn từ trong miệng liên tiếp bước ra ba ngụm lớn máu tươi, cả người khí tức cũng tận lực ngụy trang hấp hối, giống như chỉ có một hơi tồn tại. Thiên Minh con trai của Minh chủ Nghiêm Thiên Giác, hắn khi nhìn đến Diệp Thần Phong liên tiếp phun ra ba ngụm lớn máu tươi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở bộ dáng về sau, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy sảng khoái, quát ngươi cái không biết tự lượng sức mình tiểu tử. So đấu kháng độc năng lực ngươi lại là chúng ta Thiên Minh độc tôn đối thủ sao? Nếu như ngươi có thể tại trận này so đấu bên trong thắng được, như vậy ta Nghiêm Thiên Giác cho ngươi quỳ xuống cũng không có vấn đề gì. Một bên khác, Lâm Khang Thắng bọn người ở tại nhìn thấy Diệp Thần Phong hấp hối bộ dáng về sau, trong lòng bọn họ mặt sau cùng một tia hy vọng cũng biến mất, nguyên bản bọn họ còn cho rằng Diệp Thần Phong là có hậu chiêu, bây giờ thấy Diệp Thần Phong đứng trước tử vong cục diện. Bọn họ phi thường khẳng định cho rằng Diệp Thần Phong thật sự là muốn cùng Hoa Quý Khôn đồng quy vu tận. Cái này Diệp Thần Phong đến đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn chết tại trận này so đấu bên trong sao? Lâm Hân Di không khỏi cau mày nói ra. Theo lý tới nói, căn cứ Diệp Thần Phong trước đó biểu hiện, hắn hẳn là sẽ không lựa chọn như thế cực đoan phương pháp làm. Bây giờ hắn cùng Thiên Minh so đấu không chỉ có quan hệ hắn mọi người an nguy. Đồng dạng cũng liên lụy đến chúng ta Diệt Thiên Minh, chẳng lẽ vừa mới dấy lên hy vọng lại nhanh như vậy muốn dập tắt? Thẩm Minh Hiên tự nhủ. Mà khi ở đây tất cả mọi người xác định Diệp Thần Phong là muốn cùng Hoa Quý Khôn đồng quy vu tận thời điểm, trong thùng gỗ hấp hối Diệp Thần Phong, hắn lại lần nữa suy yếu mở miệng cho ta lại thêm ba bình đoạn hồn độc thuốc. Diệp huynh đệ, người muốn bắt tính mạng mình nói đùa, người mau thả vứt bỏ trận này so đấu. Lâm Khang Thắng khi nhìn đến hấp hối Diệp Thần Phong, vậy mà lại đưa ra còn muốn gia nhập ba bình đoạn hồn độc thuốc, hắn là hoàn toàn sốt ruột. Một cái khác trong thùng gỗ Hoa Quý Khôn, hắn cố nén trong thân thể huyết khí dâng lên, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong hấp hối bộ dáng, hắn biết cái này ba bình đoạn hồn độc thuốc hạ xuống đầy đủ muốn Diệp Thần Phong mệnh, thế là, hắn cũng thúc giục nói, không nghe thấy sao. Lại thêm vào ba bình đoạn hồn độc thuốc. Này hai tên phụ trách gia nhập độc dược Diệt Thiên Minh thành viên, bọn họ mắt nhìn bất đắc dĩ thở dài Lâm Khang Thắng, hai người bọn họ lại phân biệt cầm lấy ba bình đoạn hồn độc thuốc gia nhập hai cái trong thùng gỗ. Phốc, 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 lại gia nhập ba bình đoạn hồn độc thuốc về sau, Hoa Quý Khôn cuối cùng cũng là không thể thừa nhận, từ miệng hắn bên trong liên tiếp phun ra ba miệng máu tươi, sắc mặt hắn cũng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Phốc. Mà lần này Diệp Thần Phong lại tượng trưng bước ra một ngụm máu tươi, hắn cúi đầu, khóe miệng của hắn nụ cười là càng phát ra tràn đầy, hắn cố ý cầm trên thân khí tức lại lần nữa yếu bớt một chút, có thể thủy chung cho người ta một loại sắp chết, nhưng nhất thời lại đoạn không khí cảm giác. Diệp Thần Phong đoán chừng muốn chết tại trận này so đấu bên trong, hắn căn bản chính là đang liều mạng. Lâm Hân Di không khỏi nghĩ đến, tại Diệt Thiên Minh trong phòng tắm Diệp Thần Phong nhìn hết thân thể nàng tràng cảnh. Cái này khiến nàng hơi hơi cắn chặt môi đỏ. Lâm Khang Thắng làm Diệt Thiên Minh phó minh chủ, bây giờ hắn cũng không có lý do nhúng tay việc này, mà Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, bọn họ cũng là từng cái thở dài lắc đầu. Mà đang lúc này, hấp hối Diệp Thần Phong lên tiếng lần nữa, cho ta lại thêm vào năm bình đoạn hồn độc thuốc. Lúc này, này hai tên Diệt Thiên Minh thành viên cũng không có xin chỉ thị Lâm Khang Thắng. Bọn họ biết trận này so đấu Lâm Khang Thắng cũng ngăn cản không, cho nên bọn họ hai cái không chút do dự lại phân biệt cầm lấy 5 bình đoạn hồn độc thuốc, hướng phía Diệp Thần Phong cùng Hoa Quý Khôn thùng gỗ đi qua. Một bên Thiên Minh Nghiêm Thiên Giác cùng đế cấp cường giả Mã Lương Tài, hai người bọn họ cũng đều là biết đoạn hồn độc thuốc độc tính, bây giờ trong thùng gỗ đã gia nhập 16 bình đoạn hồn độc thuốc, nếu như lại thêm vào 5 bình, cái kia chính là dòng giã 21 bình.
cái này kịch liệt độc tố chỉ sợ ngay cả độc tôn Hoa Quý Khôn cũng chịu đựng không được, mà khi bọn họ nhìn thấy hấp hối Diệp Thần Phong thì bọn họ bản năng cho rằng cái này 5 bình đoạn hồn độc thuốc gia nhập vào, Diệp Thần Phong hẳn là lập tức sẽ tắt thở. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, hai cái trong thùng gỗ lại phân biệt gia nhập 5 bình đoạn hồn độc thuốc, lúc này, Hoa Quý Khôn bị kịch liệt độc tố trùng kích thất điên bát đảo, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ giống như muốn bị toàn bộ xé rách, trong mồm lại lần nữa phun ra ngũ đại ngụm máu tươi, với lại kịch liệt độc tố vẫn còn ở tàn phá bừa bãi lấy thân thể của hắn, nếu như hắn lại ở lại tại trong thùng gỗ lời nói, như vậy chỉ sợ hắn liền sẽ tại 20 giây bên trong mất mạng. Một tiếng. Cái này Hoa Quý Khôn liều lĩnh từ trong thùng gỗ lao ra, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất trên mặt, đâu còn có một chút độc tôn phái đoàn. Nghiêm Thiên Giác hắn khi nhìn đến Hoa Quý Khôn lao ra thùng gỗ, hắn lại mắt nhìn hấp hối Diệp Thần Phong, hắn cười lạnh nói ra, tiểu tử, coi như ngươi thắng trận này so đấu lại như thế nào. Lấy ngươi bây giờ trạng thái chỉ sợ ngay cả hôm nay đều sống không quá. Lâm Khang Thắng bọn người ánh mắt cũng nhìn xem cúi đầu hấp hối Diệp Thần Phong. Bọn họ cũng cảm giác được Diệp Thần Phong hô hấp đứt quãng càng ngày càng lợi hại, đi qua 21 bình đoạn hồn độc thuốc, chỉ sợ Diệp Thần Phong thật sống không. Nguyên bản Diệp Thần Phong là muốn trực tiếp mài chết Hoa Quý Khôn, nhưng tại nhìn thấy Hoa Quý Khôn rời đi thùng gỗ về sau, hắn biết mình giả bộ tiếp nữa cũng không có gì ý nghĩa. Hắn bất thình lình ngẩng đầu, trên mặt mang một vòng rực rỡ nụ cười, sảng khoái duỗi cái lưng mệt mỏi, trực tiếp từ trong thùng gỗ đứng ra. Giờ phút này hắn đâu còn có một chút dấu hiệu trúng độc, đâu còn có một chút phải nhanh tử vong dấu hiệu, căn bản là giống như là một cái người không việc gì một dạng. Diệp Thần Phong tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn từ trong thùng gỗ đi tới, mắt nhìn như con chó chết một dạng nằm dạp trên mặt đất Hoa Quý Khôn, hắn trêu tức nói ra, độc tôn cũng bất quá như thế đi. Chương 998, tình thế nguy hiểm, ngươi phải chết. Trướng mắt vô cùng dưới ánh mắt. Nguyên bản hấp hối Diệp Thần Phong bất thình lình trở nên sinh long hoạt hổ. Diệp Thiên Minh dưỡng sinh sơn trang trên quảng trường tất cả mọi người, bọn họ miệng há đầy đủ tắc hạ một quả trứng gà, ý đồ cầm hai tròng mắt trừng to một điểm, lại lớn một điểm, từng đạo chấn kinh toàn bộ ánh mắt hội tụ tại Diệp Thần Phong trên thân, bọn họ như thế nào cũng nghĩ không thông vì sao Diệp Thần Phong đột nhiên giống như một lần nữa sống lại. Trong chớp nhoáng này hình ảnh phảng phất bị đông lại, một giây, hai giây. 3 giây đồng hồ về sau, ở đây nhân tài từng cái nghĩ thông suốt chuyện này, cái này Diệp Thần Phong ra từ vừa mới bắt đầu ngay tại giả vờ giả vịt. Diệp Thần Phong muốn sống sống mài chết độc tôn Hoa Quý Khôn. Buồn cười là ở đây tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, mà thật tình không biết, là Diệp Thần Phong cầm tất cả mọi người đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Phải biết Thiên Minh độc tôn không những ở Thiên Minh bên trong danh khí vang dội, với lại tại Diệt Thiên Minh bên trong cũng là người người biết rõ, độc này tôn tử Hoa Quý Khôn danh khí vang dội nguyên nhân cũng không phải là hắn tự thân tôn cấp đỉnh phong thực lực, mà chính là hắn một thân tông sư cấp bậc độc thuật, có thể nói độc tôn Hoa Quý Khôn là toàn bộ thế giới bên trên dùng độc đệ nhất nhân. Nhưng hôm nay, độc này tôn tử Hoa Quý Khôn cùng một cái tông cấp trung kỳ tiểu tử so đấu kháng độc tính, đến sau cùng vậy mà rơi vào chật vật như thế bộ dáng. Còn thiếu một chút trực tiếp chết tại trận này so đấu bên trong. Hồi tưởng lại hôm qua Diệp Thần Phong bày ra thần thông y thuật, lại cùng vừa mới Diệp Thần Phong bày ra kháng độc năng lực liên hệ với nhau, ở đây tất cả mọi người không dám khinh thường thực lực này chỉ có tông cấp trung kỳ người trẻ tuổi. Diệp Thiên Minh phó minh chủ Lâm Khang Thắng, hắn hai tròng mắt tại ngốc trễ 5 giây về sau, bỗng nhiên bắn ra dị dạng hào quang, kích động là thủ trưởng nắm thành quả đấm. Diệp Thần Phong bây giờ tại hiệp 2 kháng độc năng lực bên trong đều thắng Hoa Quý Khôn, nói cách khác Diệp Thần Phong hoàn toàn cầm trận này so đấu thắng được đến, trận thứ 3 căn bản là không cần đến so, về phần Thiên Minh 4 năm nay thu thập được tư nguyên, đương nhiên là toàn bộ bại bởi Diệp Thần Phong. Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn 4 vị này Diệt Thiên Minh thiên tài, bọn họ cũng không ý nghĩ gì đến cục thế sẽ trong lúc đó tới một cái 180 độ đại đảo ngược. Diệp Thần Phong tại kháng độc năng lực bên trên vậy mà thật xa vượt xa quá độc tôn Hoa Quý Khôn. Từ Diệp Thần Phong đi vào Diệt Thiên Minh về sau, bày ra vượt cấp khiêu chiến thực lực, lại đến Diệp Thần Phong thánh cấp trung kỳ thân thể cường hãn, lại đến Diệp Thần Phong quỷ thần khó lường y thuật, sau cùng lại đến Diệp Thần Phong biến thái vô cùng kháng độc năng lực,
cái này khiến Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người hoài nghi chính bọn hắn thật còn có thể xem như gọi là thiên tài sao. Bọn họ những thiên tài này căn bản chỉ có bị Diệp Thần Phong dẫm phân. Nằm dạp trên mặt đất trong cơ thể vẫn còn ở bị đoạn hồn độc thuốc độc tính tàn phá bừa bãi độc tôn Hoa Quý Khôn, hắn đang nghe Diệp Thần Phong câu kia độc tôn cũng bất quá như thế lời nói về sau, hai tay của hắn chống đỡ lấy mặt đất, run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, phốc. Một tiếng, trong mồm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn mù mất mắt trái là bị hắc sắc bịt mắt chặn lại, mà mắt phải trung tắc là chớp động lên hàn quang, tại độc dược phương diện hắn độc tôn từng có lúc sẽ thua bởi người khác. Diệp Thần Phong không để ý đến mắt phải bên trong dày đặc khí lạnh Hoa Quý Khôn, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Thiên Giác, nói ra, ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua, nếu như ta có thể thắng trận này so đấu, như vậy ngươi hướng về ta quỳ xuống cũng không có vấn đề gì, bất quá, ta đối với ngươi loại người này quỳ xuống không chút nào cảm thấy hứng thú, các ngươi Thiên Minh 4 năm qua thu tập được tư nguyên hiện tại nên tính là ta đi. Thiên Minh con trai của Minh chủ Nghiêm Thiên Giác, hắn nghe Diệp Thần Phong ngôn ngữ, trong cơ thể hắn tôn cấp trung kỳ linh hồn lực không tự giác quay cuồng lên, khóe mắt bắp thịt là liên tục co quắp, một đôi nắm chặt trên nắm tay là bạo khởi tráng kiện gân xanh, Diệp Thần Phong lấy loại này cao ngạo tư thái nói với hắn lời nói, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn, hắn muốn Diệp Thần Phong chết, hắn nhất định phải làm cho Diệp Thần Phong chết. Đứng tại Nghiêm Thiên Giác bên cạnh đế cấp trung kỳ cường giả Mã Lương Tài. Hắn lấy chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, hắn đối Nghiêm Thiên Giác, nói ra, Thiên Giác, bây giờ không phải là tức giận thời điểm, ta xem tiểu tử này thật có chút bản sự, nếu như hắn nguyện ý gia nhập chúng ta Thiên Minh, như vậy chuyện này ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, dù sao hắn gia nhập Thiên Minh về sau, 4 năm qua thu thập tài nguyên tu luyện cũng coi là một lần nữa rơi vào trong tay chúng ta, tương lai ngươi là muốn kế thừa Thiên Minh, làm đại sự người, nhất định phải bất kể tiểu tiết. Nghiêm Thiên Giác mặt âm trầm gật gật đầu, thấp giọng hỏi, Mã Thúc Thúc, nếu như tiểu tử này không đáp ứng đâu. Mã Lương Tài trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn thần sắc, nói ra, nếu như tiểu tử này dám không đáp ứng, như vậy hắn nhất định phải chết, lần này tại 15 tên xe vận tải tài xế bên trong, còn ẩn tàng 2 tên thánh cấp cường giả, mà Diệt Thiên Minh Minh chủ Trầm Kinh Vũ cũng không ở nơi này, ta cùng 1 tên thánh cấp cường giả trước tiên có thể ngăn chặn Lâm Khang thắng. Về phần 1 tên khác thánh cấp cường giả khống chế lại ở đây thủ hạ là dư xài. Mà Thiên Giác ngươi là tôn cấp trung kỳ thực lực, lại thêm thủ hạ ngươi có 3 tên tông cấp điên phong cao thủ, còn có Hoa Quý Khôn tuy nhiên trúng độc, nhưng hắn phát huy ra tôn cấp sơ kỳ thực lực hẳn là không có vấn đề. Bằng vào các ngươi những người này, phải giải quyết 1 cái tông cấp trung kỳ tiểu tử, ta muốn hẳn là sẽ không có bất kỳ vấn đề a. Dù sao tiểu tử này cũng không phải là Diệt Thiên Minh thành viên. Coi như chúng ta giết tiểu tử này, Diệt Thiên Minh dám chúng ta thật trở mặt sao? Diệt Thiên Minh dám đem ta thật lưu lại sao? Chẳng lẽ bọn họ liền không sợ Thiên Minh cùng Diệt Thiên Minh tới cái cá chết rách lưới? Cho nên Diệt Thiên Minh ngăn cản là khẳng định sẽ ngăn cản, chỉ khi nào chúng ta giết tiểu tử về sau, bọn họ cũng chỉ có thể đủ cầm khẩu khí này hướng về trong bụng cổ họng. Tại Mã Lương Tài đối với Nghiêm Thiên Giác thấp giọng nói rõ đón lấy kế hoạch thì có 2 tên Thiên Minh xe vận tải tài xế đã chậm rãi đi đến phía sau bọn họ, cái này 2 tên trung niên nam nhân, bọn họ là cầm khí tức cho gắt gao che giấu, bên trái 1 người trung niên nam nhân tên là Ô Thiên Phàm, 1 thân thực lực tại thánh cấp sơ kỳ tầng thứ, 1 tên khác trung niên nam nhân tên là Đinh Nhiễm Biển, 1 thân thực lực tại thánh cấp trung kỳ tầng thứ. Diệt Thiên Minh Lâm Khang thắng hắn khi nhìn đến nói nhỏ Mã Lương Tài. Hắn là hơi nhíu cau mày, hắn quát, Mã Lương Tài, các ngươi thua chẳng lẽ muốn không nhận nợ sao? Mã Lương Tài tại an bài xong việc tình về sau, hắn vừa cười vừa nói, Lâm Phó Minh Chủ, chúng ta Thiên Minh như thế nào lại không giữ lời hứa đâu? Ngược lại, Mã Lương Tài vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói ra, tiểu tử, chúng ta Thiên Minh thu thập 4 năm tư nguyên, từ giờ trở đi cũng là ngươi. Nghe được Mã Lương Tài câu nói này về sau, ở đây Diệt Thiên Minh thành viên là hoàn toàn ước ao ghen tị, bọn họ thế nhưng là thấy tận mắt Thiên Minh thu thập 4 năm tư nguyên to lớn, trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ mặt tại nghĩ ngợi làm như thế nào cùng Diệp Thần Phong tìm cách thân mật. Từ Diệp Thần Phong trong tay lấy tới 1 chút tài nguyên tu luyện, tất nhiên lần này y đấu thi đấu Diệt Thiên Minh cũng coi như không có bại cho Thiên Minh, như vậy nguyên bản trong nội tâm dao động Diệt Thiên Minh thành viên, bọn họ tạm thời cũng không ra quên rời khỏi Diệt Thiên Minh. Dù sao rời khỏi Diệt Thiên Minh gia nhập Thiên Minh,
trên thân khó tránh khỏi sẽ bị dán lên phản đồ nhãn hiệu. Mã Lương Tài đang nói xong hai câu nói về sau, hắn cũng không có lập tức dừng lại, ánh mắt của hắn vẫn như cũ là nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói ra tiểu tử, ngươi tất nhiên cũng không phải là Diệt Thiên Minh thành viên, như vậy ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Thiên Minh? Ta Mã Lương Tài ở chỗ này cam đoan, ta Thiên Minh sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi. Đừng nói là gia nhập Thiên Minh, Diệp Thần Phong ngay cả gia nhập Diệt Thiên Minh ý nguyện cũng không có, huống hồ hắn cùng Thiên Minh ở giữa đã có ân oán, nếu như thân phận của hắn bại lộ, như vậy gia nhập vào Thiên Minh bên trong không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Diệp Thần Phong bĩu bĩu môi, nói ra, ta đối với gia nhập Thiên Minh không chút nào cảm thấy hứng thú. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra, cái này khiến đứng sau lưng Mã Lương Tài Nghiêm Thiên Giác, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng âm ngoan nụ cười, trong lòng của hắn tốt nhất cái này Diệp Thần Phong không đáp ứng, hắn hiện tại hận không thể lập tức cầm cái này Diệp Thần Phong chém thành muôn mảnh. Mã Lương Tài đang nghe Diệp Thần Phong trả lời chắc chắn về sau, trên mặt hắn biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa, trên thân cũng không có thể hiện ra sát khí, hắn nhìn đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Lâm Khang Thắng. Hắn biết Lâm Khang Thắng đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh, hắn là không có cơ hội cầm Diệp Thần Phong giết chết, cho nên giết chết Diệp Thần Phong cơ hội chỉ có thể lưu cho hắn người. Mã Lương Tài trong lúc đó cầm trong cơ thể đế cấp trung kỳ linh hồn lực tăng vọt đứng lên, mà đứng sau lưng Mã Lương Tài thánh cấp trung kỳ cường giả Đinh Nhiễm Biển, hắn cũng trong cùng một lúc cầm linh hồn lực tăng lên, cùng Mã Lương Tài cùng một chỗ hướng phía Lâm Khang Thắng lướt qua đi. Lâm Khang Thắng cùng Diệp Thần Phong đều không nghĩ đến Thiên Minh người cũng dám tại Diệt Thiên Minh địa phương bên trên khai thác hành động. Lâm Khang Thắng đối với Diệp Thần Phong quát, Diệp huynh đệ, ngươi lui sang một bên đi. Tại Lâm Khang Thắng hét to đồng thời, hắn cũng cầm trong cơ thể đế cấp đỉnh phong linh hồn lực tăng lên. Tại Mã Lương Tài cùng Đinh Nghiễm Biển hành động thời điểm, Thiên Minh một tên khác thánh cấp sơ kỳ cường giả Ô Thiên Phàm, hắn thân ảnh ngay đầu tiên vọt đến Thẩm Minh Hiên bọn người trước mặt. Hắn trách nhiệm là không cho Thẩm Minh Hiên bọn người viện trợ Diệp Thần Phong. Mà Nghiêm Thiên Giác, Hoa Quý Khôn cùng ba tên Thiên Minh tông cấp đỉnh phong cường giả, bọn họ cũng ngay đầu tiên hành động, năm người này trong nháy mắt cầm Diệp Thần Phong cho vây quanh. Diệt Thiên Minh trên quảng trường cục thế trong lúc đó kịch biến. Mà tôn cấp trung kỳ thực lực Nghiêm Thiên Giác, trên mặt hắn hiển hiện một vòng tàn nhẫn nụ cười, hướng về phía Diệp Thần Phong, quát tiểu tử, người hôm nay nhất định phải chết. Chương 999, chúng ta nhất lên bên trên. Tháng 7, xanh thẳm trên bầu trời, treo một khỏa như lửa cầu giống như thái dương, chung quanh tầng mây phảng phất là bị đốt cháy sạch sẽ, liếc nhìn lại là ngàn dặm không mây. Diệt Thiên Minh dưỡng sinh sơn trang quảng trường trên không khí giống như động lại, tại Thiên Minh đế cấp trung kỳ cường giả Mã Lương Tài động thủ về sau, lần này Thiên Minh trong đội ngũ lại còn ẩn tàng hai tên thánh cấp cường giả. Hỏa nhiệt độ cùng đột ngột kịch biến cục diện, để cho trên quảng trường những Diệt Thiên Minh đó thành viên là trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, vô luận ai cũng không nghĩ tới Thiên Minh lại đột nhiên ở giữa động thủ. Hơn nữa còn là tại Diệt Thiên Minh trên địa bàn. Bị Thiên Minh đế cấp trung kỳ cường giả Mã Lương Tài cùng thánh cấp trung kỳ cường giả Đinh Nghiễm Biển vây quanh Lâm Khang Thắng, trên mặt hắn vẻ giận dữ nhất thời nổi lên, đế cấp đỉnh phong linh hồn lực khí thế ở trên người hắn bốc hơi lấy. Hắn ngữ khí âm trầm quát, Mã Lương Tài, không nghĩ tới các ngươi lại còn mang hai tên thánh cấp cường giả đến đây. Các ngươi Thiên Minh đây coi như là có ý tứ gì. Ta khuyên ngươi vẫn là lập tức thu tay lại. Mã Lương Tài con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Lâm Khang Thắng. Hắn cười lạnh nói ra, Lâm Phó Minh Chủ, tất nhiên tiểu tử kia cũng không phải là các ngươi Diệt Thiên Minh thành viên. Như vậy các ngươi Diệt Thiên Minh vẫn là không nên nhúng tay chúng ta Thiên Minh sự tình cho thỏa đáng. Ta biết nơi này là các ngươi Diệt Thiên Minh địa bàn, ta cũng biết ngươi muốn bảo vệ tiểu tử kia, nhưng có ta cùng một tên thánh cấp trung kỳ cường giả ngăn chặn ngươi, lại có một tên thánh cấp sơ kỳ cường giả ngăn chặn thủ hạ. Ngươi nói tiểu tử kia có thể chống đỡ được Thiên Giác, Độc Tôn Hoa Quý Khôn cùng ba tên tông cấp đỉnh phong cường giả vây công sao? Hắn thực lực có thể chỉ là tông cấp trung kỳ. Diệt Thiên Minh Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng, sắc mặt hắn trở nên che lấp vô cùng. Tại Diệt Thiên Minh bên trong hết thảy có ba tên thánh cấp cường giả. Bên trong một tên thánh cấp cường giả ở lại kinh thành bảo hộ Diệp gia, một tên khác thánh cấp cường giả thì là tại dưỡng sinh sơn trang sau khi Diệt Thiên Minh bên trong, về phần một tên sau cùng thánh cấp khinh giả chính là Từ Tử Kỳ phụ thân, hắn bây giờ tại thi hành hắn nhiệm vụ.
Trước mắt Thiên Minh người là sát tâm muốn lấy đi Diệp Thần Phong tánh mạng, tuy nhiên Lâm Khang Thắng biết Diệp Thần Phong bằng vào tông cấp trung kỳ thực lực, hắn có thể chiến thắng tôn cấp sơ kỳ cao thủ, nhưng là Nghiêm Thiên Giác có tôn cấp trung kỳ thực lực, mà độc tôn Hoa Quý Khôn có tôn cấp đỉnh phong thực lực, có thể Hoa Quý Khôn hiện tại trúng kịch độc, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tôn cấp sơ kỳ thực lực. Lại thêm ba tên tông cấp điên phong cao thủ. Diệp Thần Phong các phương diện năng lực tuy nhiên 10 phần cường hãn, nhưng bằng mượn hắn một người muốn đối phó 5 người này, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói cơ hồ là một cái tình thế nguy hiểm. Diệp Thiên Minh phó minh chủ Lâm Khang Thắng trong lòng suy nghĩ mấy giây thời gian về sau. Hắn biết hắn trong khoảng thời gian ngắn là thoát khỏi Không Mã Lương Tài cùng Đinh Nghiễm Biển, vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể cầm tại đây thanh thế làm lớn chuyện, để cho thân ở Diệp Thiên Minh bên trong Trầm Kinh Vũ cảm giác được tại đây biến hóa. Nếu như thần cấp sơ kỳ Trầm Kinh Vũ có thể kịp thời chạy đến, như vậy Thiên Minh người liền lật không nổi cái gì bọt nước tới. Trong nội tâm có ý tưởng về sau, Lâm Khang Thắng liền đã không còn bất cứ chút do dự nào, hắn hai vai bỗng nhiên hướng phía trước lắc một cái, cuộn trào đế cấp đỉnh phong linh hồn lực từ trong thân thể của hắn đột nhiên phóng xuất ra. Cầm Lâm Khang Thắng vây lại đế cấp trung kỳ cường giả Mã Lương Tài cùng thánh cấp trung kỳ cường giả Đinh Nghiễm Biển, hai người bọn họ cũng lập tức cầm chính mình cường hãn linh hồn lực ngoại phóng. Mã Lương Tài đối cách đó không xa Nghiêm Thiên Giác, quát Thiên Giác, các ngươi nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu như chờ Trầm Kinh Vũ cảm thấy được tại đây tình huống, chúng ta không thể giết tiểu tử này. Theo Mã Lương Tài Diệp Thần Phong dù sao không phải Diệt Thiên Minh người. Chỉ cần bọn họ cầm Diệp Thần Phong cho trực tiếp giết, coi như sau cùng Trầm Kinh Vũ đến, Trầm Kinh Vũ dám giữ bọn họ lại tới sao? Chẳng lẽ Trầm Kinh Vũ liền không sợ Thiên Minh cùng Diệt Thiên Minh cá chết rách lưới? Cho nên Mã Lương Tài căn bản không lo lắng hậu quả. Lại mà bọn họ đem Diệp Thần Phong giết về sau, Thiên Minh 4 năm nay thu thập tài nguyên tu luyện chẳng phải lại lần nữa trở lại trong tay bọn họ sao? Bọn họ cũng có thể đưa ra tiếp tục cùng Diệp Thiên Minh cầm y đấu thi đấu so đấu xuống dưới, Diệp Thiên Minh trung y thuật cao thủ căn bản so ra kém độc tôn Hoa Quý Khôn, cứ như vậy cả kiện sự tình liền còn không có vượt qua Mã Lương Tài phạm vi khống chế bên trong. Nghiêm Thiên Giác đang nghe Mã Lương Tài hét to về sau. Bọn họ lập tức hướng phía Diệp Thần Phong không ngừng tới gần. Một bên khác, Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn bốn người này, cùng ở đây một đám Diệt Thiên Minh thành viên, bọn họ bị Thiên Minh thánh cấp sơ kỳ cường giả Ô Thiên Phàm ngăn cản, Ô Thiên Phàm trách nhiệm chỉ là ngăn lại những người này, hắn đương nhiên không dám giết chết Thẩm Minh Hiên bọn người, dù sao Thẩm Minh Hiên bọn người thế nhưng là Diệt Thiên Minh thiên tài nhân vật, nơi đây lại là Diệt Thiên Minh địa bàn. Đến lúc đó Diệt Thiên Minh chỉ sợ cũng sẽ chó cùng dứt dậu. Thẩm Minh Hiên mắt nhìn bị Nghiêm Thiên Giác bọn người từng bước ép sát Diệp Thần Phong, hắn lại mắt nhìn đang cùng Mã Lương Tài, Đinh Nghiễm Biển rộng lớn đánh võ Lâm Khang Thắng, hắn biết hiện tại chỉ có thể chờ hắn phụ thân Trầm Kinh Vũ đến, có thể Diệp Thần Phong có thể kiên trì đến lúc kia sao. Trong bốn người tính cách nhất là ngay thẳng Trình Đại Hổ, hắn tuy nhiên cùng Diệp Thần Phong ở chung không lâu, nhưng hắn trong nội tâm thế nhưng là coi Diệp Thần Phong là làm huynh đệ đối đãi, gặp ngăn tại trước mặt bọn hắn thánh cấp sơ kỳ cường giả Ô Thiên Phàm, hắn dẫn đầu cầm trong cơ thể tông cấp trung kỳ linh hồn lực tăng lên, miệng quát không phải liền là thánh cấp sơ kỳ cường giả sao? Ta Trình Đại Hổ đời này còn không có sợ qua ai đây? Nói, Trình Đại Hổ liền vung đầu nắm đấm hướng phía Ô Thiên Phàm xông tới. Tại Trình Đại Hổ hành động về sau, Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di cùng Tiêu Lập Viễn cũng nhao nhao động thủ, về phần hắn Diệt Thiên Minh thành viên, bọn họ biết Diệp Thần Phong cũng không phải là Diệt Thiên Minh người, có rất nhiều người đều lựa chọn cài bộ dáng, dù sao bọn họ đối mặt một tên thánh cấp sơ kỳ cường giả, trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tôn cấp điên phong cao thủ mà thôi, Ô Thiên Phàm tên này thánh cấp sơ kỳ cường giả đầy đủ ngăn chặn bọn họ, tối thiểu nhất đầy đủ kéo tới Diệp Thần Phong bị Nghiêm Thiên Giác bọn người giết chết. Theo bọn hắn nghĩ có lẽ Diệp Thần Phong tại y thuật cùng kháng độc năng lực bên trên phi thường châu bò bê, có thể Diệp Thần Phong thực lực dù sao chỉ có tông cấp trung kỳ, lại như thế nào có thể tại Nghiêm Thiên Giác, độc tôn Hoa Quý Khôn cùng ba tên tông cấp đỉnh phong cường giả trong tay sống sót. Tại Lâm Khang Thắng cùng Thẩm Minh Hiên bọn người bắt đầu động thủ về sau, Nghiêm Thiên Giác, Hoa Quý Khôn cùng ba tên tông cấp đỉnh phong cường giả, trong mắt bọn họ nhìn về phía Diệp Thần Phong là tràn ngập khinh thường thần sắc. Tại trên thực lực dù sao Diệp Thần Phong chỉ có tông cấp trung kỳ tầng thứ,
theo bọn hắn nghĩ bọn họ trong 5 người bất kỳ một cái nào người đều có thể tiện tay giải quyết Diệp Thần Phong. Thiên Minh con trai của Minh chủ Nghiêm Thiên Giác, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, ta sẽ để ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch, ngươi ngay cả ta thủ hạ cũng không sánh nổi, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào. Mà bị Diệp Thần Phong âm đến chật vật không chịu nổi Độc Tôn Hoa Quý Khôn, hắn mắt trái bị hắc sắc bịt mắt cho che khuất, mắt phải bên trong hàn quang là càng ngày càng tràn đầy, hắn móc ra mấy viên thuốc hoàn nhét vào trong mồm, để cho thể nội độc tố không còn khuếch tán, hắn bây giờ thực lực chỉ có thể duy trì tại tôn cấp sơ kỳ tầng thứ. Hắn âm ngoan nói ra, tiểu tử, ta muốn đem thân thể ngươi làm thành ta tiêu bản, ta muốn để ngươi biết đắc tội ta Độc Tôn hậu quả. Diệp Thần Phong tại y thuật bên trên có lẽ còn có thể khác Nghiêm Thiên Giác coi trọng, nhưng tại trên thực lực hắn căn bản không có cầm Diệp Thần Phong cái này tông cấp trung kỳ tiểu tử coi là chuyện to tát. Hắn ra lệnh lấy 3 tên tông cấp đỉnh phong cường giả, nói ra, các ngươi trước đem tiểu tử này cho ta bắt lại, ta muốn tự tay đánh gãy tay hắn gân cùng gân chân, sau đó lại tiễn hắn lên đường. Này 3 tên Thiên Minh tông cấp đỉnh phong cường giả, bọn họ đang nghe Nghiêm Thiên Giác mệnh lệnh về sau, 3 người bọn họ hiện lên tam giác chi thế hướng phía Diệp Thần Phong tiến hành công kích. Diệp Thần Phong trên mặt cũng không có lộ ra quá phận bối rối chi sắc, bằng vào hắn bây giờ thực lực tăng thêm bạo huyền bộ pháp, hắn có thể trong nháy mắt miểu sát một tên tôn cấp sơ kỳ cao thủ, 3 tên tông cấp điên phong cao thủ hắn còn có thể ứng phó. Chỉ cần trước tiên giải quyết cái này 3 tên tông cấp điên phong cao thủ, như vậy hắn có nắm chắc tại Nghiêm Thiên Giác cùng Hoa Quý Khôn trong công kích du tẩu, dù sao Hoa Quý Khôn bây giờ thực lực đại giảm, nếu như Hoa Quý Khôn vẫn còn ở toàn thịnh thời kỳ lời nói. Chỉ sợ Hoa Quý Khôn một người liền có thể đem hắn bắt lại. Tại 3 tên Thiên Minh tông cấp điên phong cao thủ càng ép càng gần thời điểm, Diệp Thần Phong bỗng nhiên cầm trong cơ thể tông cấp trung kỳ linh hồn lực tăng vọt đứng lên. Đứng ở một bên Nghiêm Thiên Giác cùng Hoa Quý Khôn rất rõ ràng không có muốn động thủ ý tứ, trên mặt mang 10 phần bình tĩnh nụ cười, theo bọn hắn nghĩ 3 tên tông cấp đỉnh phong cường giả đầy đủ đối phó Diệp Thần Phong tên này tông cấp trung kỳ tầng thứ 10. Một bên khác, đang tại liên thủ công kích Thiên Minh thánh cấp sơ kỳ cường giả Ô Thiên Phàm Thẩm Minh Hiên bọn họ nhìn thấy Nghiêm Thiên Giác bọn người vậy mà chỉ phái ra 3 tên tông cấp đỉnh phong cường giả đối phó Diệp Thần Phong. Mà Nghiêm Thiên Giác cùng Hoa Quý Khôn căn bản không có động thủ ý tứ, bọn họ âm thầm trào phúng Nghiêm Thiên Giác ngu ngốc, lấy Diệp Thần Phong thực lực muốn đối phó 3 tên tông cấp đỉnh phong cường giả vấn đề không lớn. Cầm thực lực bỗng nhiên tăng vọt mà lên Diệp Thần Phong, ánh mắt của hắn nhìn xem xông lên đầu tiên cái Thiên Minh tông cấp đỉnh phong cường giả, tên này Thiên Minh tông cấp đỉnh phong cường giả, hắn trong đôi mắt cũng mang theo nồng đậm khinh thường, trong miệng chợt quát lên, tiểu tử. Bản đại gia một người liền có thể đem ngươi cho bắt lại, ngươi liền ngoan ngoãn cho chúng ta thiếu chủ dập đầu xin lỗi, để cho chúng ta thiếu chủ tiễn ngươi lên đường, ngươi. Nhưng mà, tên này xông vào trước nhất mặt Thiên Minh tông cấp đỉnh phong cường giả, thanh âm hắn đột nhiên im bặt mà dừng, chỉ gặp Diệp Thần Phong thân ảnh nhanh chóng lóe lên, hắn liền xuất hiện ở tên này Thiên Minh tông cấp đỉnh phong cường giả trước người, tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn trực tiếp một quyền đánh vào đối phương trái tim miệng. Ầm, một tiếng, tên kia xông vào trước nhất mặt tông cấp đỉnh phong cường giả, bộ ngực hắn bỗng nhiên bạo liệt ra một đoàn huyết hoa, trái tim của hắn trực tiếp bị đánh bạo, hắn là trong nháy mắt chết tại Diệp Thần Phong dưới nắm tay, tại trước khi chết hắn vẫn là trừng lớn liếc trong mắt, phảng phất không thể tin được mình bị một tên tông cấp trung kỳ thực lực tiểu tử cho một quyền dây. Hai gã khác Thiên Minh tông cấp đỉnh phong cường giả, bọn họ khi nhìn đến một màn này về sau, dưới chân bọn hắn tốc độ bản năng dừng lại, mà ở một bên chờ lấy xem kịch vui Nghiêm Thiên Giác cùng Hoa Quý Khôn, hai người bọn họ trên mặt bình tĩnh thần sắc trở nên ngưng trọng lên, bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong không riêng tại y thuật cùng kháng độc năng lực bên trên mạnh mẽ như vậy, vậy mà tại trên thực lực cũng có vượt cấp nghiền sát đối thủ năng lực. Hoa Quý Khôn, chúng ta cùng tiến lên, không thể để cho tiểu tử này nhảy, Trầm Kinh Vũ lại tới đây liền phiền phức. Nghiêm Thiên Giác ngược lại là còn không có ngu xuẩn chết, hắn khi nhìn đến Diệp Thần Phong miểu sát một tên tông cấp điên phong cao thủ về sau, hắn liền ngay đầu tiên đối với Hoa Quý Khôn ra lệnh. Chương 1000, tầng tầng lớp lớp bài. Ở đây Diệp Thiên Minh Lâm Khiêm Thắng cùng Thẩm Minh Hiên bọn người là biết Diệp Thần Phong thực lực, cho nên bọn họ khi nhìn đến Diệp Thần Phong miểu sát một tên Thiên Minh tông cấp điên phong cao thủ về sau, bọn họ cũng không có lộ ra chấn kinh. Mà hơn cũng không biết Diệp Thần Phong thực lực Diệt Thiên Minh thành viên,
Những người này ở đây nhìn thấy Diệp Thần Phong lấy tông cấp trung kỳ thực lực miểu sát tông cấp điên phong cao thủ về sau, bọn họ từng cái lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Mà khi những này Diệt Thiên Minh thành viên lâm vào trong lúc khiếp sợ thời điểm, Nghiêm Thiên Giác, Độc Tôn Hoa Quý Khôn cùng còn thừa hai tên tông cấp điên phong cao thủ, bọn họ cùng một chỗ hướng phía Diệp Thần Phong phát động công kích, Nghiêm Thiên Giác từ tấn công chính diện, Hoa Quý Khôn từ bên trái công kích, hai tên tông cấp điên phong cao thủ từ bên phải công kích, để cho Diệp Thần Phong căn bản là không chỗ có thể tránh né. Một bên khác, Diệt Thiên Minh phó minh chủ Lâm Khang Thắng, hắn lấy đế cấp đỉnh phong thực lực là vững vàng vượt trên Mã Lương Tài cùng Đinh Nghiễm Hải liên thủ, nhưng tại trong thời gian ngắn Lâm Khang Thắng vẫn là không cách nào thoát khỏi hai người này. Vừa mới bắt đầu ngày mới minh đế cấp trung kỳ cường giả Mã Lương Tài, hắn dùng khóe mắt liếc qua nhìn thấy Diệp Thần Phong miểu sát một tên tông cấp điên phong cao thủ về sau, trên mặt hắn thần sắc lập tức trở nên khó nhìn lên, cũng may, bây giờ Nghiêm Thiên Giác, Độc Tôn Hoa Quý Khôn cùng hai tên tông cấp điên phong cao thủ đồng loạt ra tay. Hắn thấy cho dù Diệp Thần Phong thực lực lại thế nào cường hãn, Diệp Thần Phong tại đối mặt Nghiêm Thiên Giác, Hoa Quý Khôn cùng hai tên tông cấp điên phong cao thủ vây công. Diệp Thần Phong lần này hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao hắn thực lực chỉ thuộc về tông cấp trung kỳ tầng thứ. Mã Lương Tài bị Lâm Khang Thắng một quyền đẩy lui về sau, hắn vừa cười vừa nói, Lâm Tân Minh Chủ. Giữa chúng ta giao chiến còn có ý đầu sao? Tiểu tử này hiện tại khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ, liền ngay cả ngươi đế cấp giày phong tốc độ cũng không kịp xuất thủ cứu hắn, huống hồ còn có chúng ta ngăn đón ngươi. Lâm Khang Thắng hai đầu lông mày tràn ngập vẻ lo lắng, hắn nhìn xem bị Nghiêm Thiên Giác bọn người vây công Diệp Thần Phong, hắn bây giờ lại thoát khỏi không Mã Lương Tài cùng Đinh Nghiễm Hải công kích, hắn biết lấy Diệp Thần Phong thực lực có thể ngăn trở Nghiêm Thiên Giác bọn họ công kích xác suất là cơ hồ hơi, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Mà bị thánh cấp sơ kỳ cường giả Ô Thiên Phàm Cự Lai Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người, bọn họ thần sắc cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, mặc dù nói Độc Tôn Hoa Quý Khôn bởi vì chúng độc, chỉ có thể phát huy ra tôn cấp sơ kỳ thực lực, nhưng Nghiêm Thiên Giác chính là tôn cấp trung kỳ cao thủ, Diệp Thần Phong chẳng khác gì là đối mặt. Một tên tôn cấp trung kỳ cao thủ, một tên tôn cấp sơ kỳ cao thủ cùng hai tên tông cấp điên phong cao thủ, Diệp Thần Phong bằng vào tông cấp trung kỳ thực lực. Thẩm Minh Hiên bọn người cơ hồ có thể khẳng định Diệp Thần Phong không có phản kháng năng lực. Thần Phong huynh đệ, Trình Đại Hổ không khỏi dùng lực giống một cuống họng. Ngăn trở Trình Đại Hổ bọn người Ô Thiên Phàm, hắn cười lạnh nói ra tốt, cuộc nháo kịch này cuối cùng muốn thu đuôi, tiểu tử này tất nhiên sẽ chết trong tay thiếu chủ. Lâm Khang Thắng cùng Thẩm Minh Hiên bọn người tạm thời đều đình chỉ chiến đấu, lấy tốc độ bọn họ đều không đuổi kịp đi nghĩ cách cứu viện Diệp Thần Phong. Kết quả là, trên quảng trường tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong cùng Nghiêm Thiên Giác bọn họ phương vị. Mắt thấy Nghiêm Thiên Giác, Hoa Quý Khôn cùng hai tên tông cấp đỉnh phong cường giả, bọn họ là cầm trong cơ thể khí thế bão tố đến tối cao, bọn họ nhao nhao sử dụng sắc bén công kích, với lại bọn họ công kích cũng là chí mạng tính. Diệp Thần Phong lông mày hơi nhíu đứng lên, đối mặt cái này cửu tử nhất sinh cục diện, trong đầu hắn nhớ tới tại cổ võ giới trung học sẽ U Minh Quỷ Bộ. Bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào U Minh Quỷ Bộ, hắn có lẽ mới có thể tránh thoát một kiếp này. Nơi xa Lâm Hân Di, nàng đôi mắt đẹp là chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, nàng hàm răng hơi hơi cắn môi, thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ Diệp Thần Phong liền thật muốn chết như vậy sao? Thẩm Minh Hiên trong đôi mắt hiện lên một vòng ảm đạm chi sắc. Nói ra, chỉ sợ lần này Diệp Thần Phong thật chạy không khỏi một kiếp này. Tiểu tử, ngươi cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Nghiêm Thiên Giác trong miệng khàn cả giọng quát. Làm Nghiêm Thiên Giác, Hoa Quý Khôn cùng hai tên tông cấp đỉnh phong cường giả tới gần đến rời Diệp Thần Phong chỉ còn lại có xa 2 mét thời điểm, Diệp Thần Phong chân phải hơi hơi vượt liều một bước, lập tức cầm U Minh Quỷ Bộ cho xuất ra, tại Diệp Thần Phong bên phải trong nháy mắt xuất hiện một đạo cùng bản thể hắn giống như đúc huyễn tưởng, sau đó, Diệp Thần Phong lấy cực kỳ rất nhanh, bản thể cùng ảo ảnh ở giữa không ngừng luân chuyển lấy vị trí. Để cho ở đây người khác căn bản không phân biệt được cái nào mới là Diệp Thần Phong bản thể. Tại Diệp Thần Phong sử xuất U Minh Quỷ Bộ thời điểm, Nghiêm Thiên Giác bọn người bất thình lình nhìn thấy Diệp Thần Phong vậy mà phân ra một đạo vô cùng chân thật ảo ảnh đến. Cái này khiến bọn họ bản năng dừng lại một chút, đợi cho bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm. Diệp Thần Phong bản thể cùng ảo ảnh đã sớm không ngừng luân chuyển lấy vị trí, bọn họ căn bản không phân biệt được cái nào mới là Diệp Thần Phong.
Mà đang lúc Nghiêm Thiên Giác bọn người do dự thời điểm, Diệp Thần Phong nhưng không có buông tha cơ hội này, dưới chân hắn lập tức sử xuất Bảo Huyền Bộ Pháp, hắn đầu tiên hướng phía Thiên Minh hai tên tông cấp điên phong cao thủ tránh khỏi, lấy nhanh chóng như sét không kịp che tai tư thế, hai quyền nhanh chóng đánh vào đối phương trên đầu. Ầm, ầm, hai tiếng. Thiên Minh hai tên tông cấp đỉnh phong cường giả, bọn họ căn bản ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong oanh kích, hai người bọn họ đầu nhất thời vỡ ra, huyết phụ cùng óc trong lúc nhất thời là bay lả tả trong không khí. Mà khi Diệp Thần Phong oanh bạo hai tên tông cấp đỉnh phong cường giả đầu về sau, Nghiêm Thiên Giác cùng Độc Tôn Hoa Quý Khôn lập tức lấy lại tinh thần, Bảo Thần Phong dưới chân bước chân vội vàng lui ra phía sau 7-8 bước, cùng Nghiêm Thiên Giác, Hoa Quý Khôn nhìn nhau, đồng thời hắn lợi dụng U Minh Quỷ Bộ sinh ra ảo ảnh cũng chậm chậm tiêu tán. Lúc này, ở đây không riêng gì Diệt Thiên Minh thành viên cùng Thiên Minh người sửng sốt, liền ngay cả Lâm Khang Thắng cùng Thẩm Minh Hiên mấy người cũng là sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới tại vừa mới hẳn phải chết cục diện bên trong, Diệp Thần Phong vậy mà lại sử xuất một loại quỷ dị tuyệt chiêu. Không những cầm hai tên tông cấp đỉnh phong cường giả cho miểu sát, với lại hắn còn không có chịu bất luận cái gì một điểm thương tổn. Diệp Thần Phong đến còn ẩn tàng bao nhiêu thứ bài. Lâm Khang Thắng, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ ở trong lòng lấy, từ Diệp Thần Phong đi vào Diệt Thiên Minh về sau, Diệp Thần Phong liền không ngừng thể hiện ra hắn các phương diện ẩn giấu đi năng lực. Những năng lực này tại Lâm Khang Thắng bọn người xem ra, không thể nghi ngờ là Diệp Thần Phong từng cái bài, cái này khiến bọn họ càng phát ra nhìn không thấu Diệp Thần Phong. Mà Thiên Minh đế cấp trung kỳ cường giả Mã Lương Tài, hắn nguyên bản trên mặt đã là phủ lên nụ cười. Hắn hình mới cơ hồ khẳng định Diệp Thần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà ai biết Diệp Thần Phong không những không chết, còn đem hai gã khác tông cấp đỉnh phong cường giả cho miểu sát. Cái này khiến trên mặt hắn hoàn toàn bị phẫn nộ cho lấp đầy. Mã Lương Tài, xem ra Diệp huynh đệ là sẽ không chết tại các ngươi Thiên Minh trên tay, ngược lại là các ngươi Thiên Minh liên tiếp tổn thất ba tên tông cấp điên phong cao thủ. Lâm Khang Thắng tâm tình không tệ nói ra. Mã Lương Tài biết còn như vậy xuống dưới, Diệt Thiên Minh minh chủ Trầm Kinh Vũ chỉ sợ muốn đuổi đến nơi đây, đang lúc trong lòng của hắn tại nghĩ phó lấy nên làm cái gì thời điểm, Lâm Khang Thắng xuất thủ lần nữa, hắn cũng sẽ không cho Mã Lương Tài bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Rời Diệp Thần Phong có xa 5-6 mét Nghiêm Thiên Giác cùng Độc Tôn Hoa Quý Khôn, hai người bọn họ nhìn dưới mặt đất bên trên ba tên tông cấp điên phong cao thủ thi thể, hai người bọn họ trong nội tâm phẫn nộ nhảy lên tới cực hạn. Riêng là Nghiêm Thiên Giác, hắn thân là Thiên Minh con trai của Minh Chủ, hắn mỗi lần coi là Diệp Thần Phong là một cái hắn có thể tùy thời bóp chết tiểu nhân vật thì có thể cái này tiểu nhân vật lại mỗi lần cho hắn đánh đòn cảnh cáo, đem hắn trong lòng cao ngạo cùng tự tin là gõ đến phá thành mảnh nhỏ. Nghiêm Thiên Giác không ngừng cầm trong cơ thể tôn cấp phong kỳ khí thế tăng lên, hắn trong hai con ngươi là nộ hỏa hừng hực, trên trán là bạo khởi hung ác gân xanh. Hắn vô pháp dễ dàng tha thứ Diệp Thần Phong lại nhảy nhảy xuống dưới. Mà đứng tại Nghiêm Thiên Giác bên cạnh Độc Tôn Hoa Quý Khôn, miệng hắn bên trong là cắn thật chặt hàm răng, bởi vì chúng độc nguyên nhân, mặc kệ hắn như thế nào tăng thực lực lên, hắn thực lực cũng chỉ có thể đủ duy trì tại tôn cấp sơ kỳ tầng thứ. Diệp Thần Phong nhìn xem trước mặt chỗ này tại cực độ tức giận hai người, tay phải hắn vỗ vỗ bên tay phải túi, trước lúc này hắn lợi dụng Diệt Thiên Minh thuốc đông y. Hắn nhưng là phối chế 8 bình hóa cốt phấn, hắn đồng thời cầm hóa cốt phấn điều chế thành hóa xương nước, trước mắt hắn trong túi vừa vặn thả 2 bình hóa cốt nước, cái này hóa cốt nước chỉ có thể thừa dịp người không chú ý, dùng tại đánh lén phía trên, bằng không lấy tôn cấp cường giả tốc độ có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát hắt vẫy ra ngoài hóa cốt nước. Đồng dạng theo bài từng cái sốc lên, cái này hóa cốt nước là Diệp Thần Phong trên người bây giờ còn lại sau cùng một tấm bài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.